chuyên gia không dám nhận, ta bất quá ta hiện tại đúng là kinh thành hài hòa y viện đi làm. Mà đang nghe từ chung quanh truyền tới tiếng kinh hô, cùng với trong mắt mọi người từ từ diễn biến ra sùng bái, kiệt ngạo trung niên nhân Lữ Minh Sa ngẩng đầu cười, hình như bản thân rất nghiêu ép. Sau đó lại thấy hắn cau mày một đôi mắt quét về phía Trần Phi, hình như rất không tiếc vậy, lạnh lùng nói hiện tại biết thân phận của ta. Ngươi cho là ngươi so với ta càng hiểu y thuật. Trùng hợp lúc này lại có cảnh sát gạt ra nhân quần, thần sắc vội vội vàng vàng chui vào. Lữ Minh Sa nhất thời hướng về bọn họ quát to cảnh sát đồng chí, mau đem tiểu tử này mang đi đi. Ta là tới từ kinh thành hài hòa bệnh viện Lữ Minh Sa, hiện tại bệnh nhân này tình huống rất nguy hiểm, ngay cả ta đều không nắm chặt xuất thủ, chớ nói chi là hắn loại này mới ra đời người tuổi trẻ. Đừng làm cho hắn tại đây quấy rối. Ngươi cứu không được hắn, đó là bởi vì ngươi y thuật quá kém cỏi, không quá quan. Tránh ra cho ta, mà giờ khắc này Trần Phi lại nào có tâm tư cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp một bên tối tăm nghiêm mặt đem đẩy ra, một bên quát lên. Ngươi lại dám đẩy ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Cảnh sát đồng chí, các ngươi thấy không, tiểu tử này chân thực quá kiêu ngạo, quả thực không thể nói lý. Còn không mau đưa hắn mang đi. Lữ Minh Sa nhất thời một cái lảo đảo, sắc mặt đại biến tức giận nói. Tiểu tử, nếu không ngươi còn là đến một bên đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta biết ngươi mặc dù là hảo tâm, bất quá vị này Lữ thầy thuốc, hắn thế nhưng kinh thành hài hòa chuyên gia của bệnh viện. Hay là nghe lời của hắn đi, cũng hại vị cô nương này. Nhất thời một bên nhân quần ong ong nháo nháo lên, trước tốt lắm tâm đại nương do dự nói. Rất hiển nhiên hắn tuy rằng cho rằng Trần Phi là hảo tâm, có thể trong mắt hắn đến từ kinh thành hài hòa bệnh viện chuyên gia, còn là đáng sợ hơn có sức thuyết phục một ít. Cần phải nghe loại này đại chuyên gia của bệnh viện không sai. Nhất thời nhân quần cái khác không ít người cũng bắt đầu ong ong nháo nháo lên, nói ba xạo, và lại trong đó tuyệt đối đa số đều cùng vị kia hảo tâm đại nương vậy, thiên hướng cái gọi là Lữ Minh Sa chuyên gia. Không có biện pháp, dù sao đây chính là đến từ kinh thành hài hòa bệnh viện đại nhân vật, sức thuyết phục thế nào, cũng so với Trần Phi loại này tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử cường A. Vị đồng chí này, mời không muốn tại đây nháo. Thấy tình cảnh này, những cảnh sát kia cũng tự nhiên mà vậy tuyển trạch thuận theo đại lưu, ngay tức khắc liền có 2-3 vị cảnh sát tiến lên đây, muốn Trần Phi mang bên kia đi nghỉ ngơi. Vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này, những cảnh sát kia trong có một vị rõ ràng như là rõ ràng hợp lý tên, đột nhiên liếc về Trần Phi trương xa lạ mà lại không có so với mặt mũi quen thuộc, nhịn không được sắc mặt mạnh biến đổi, sau đó cư nhiên ngay tức khắc đem bản thân thuộc hạ ngăn lại, rung giọng nói ngài. Ngài là Trần Tiên Sinh. Ngươi nhận thức ta, nghe vậy Trần Phi lúc này sắc mặt mặc dù có chút xấu xí, nhưng vẫn là hơi ngẩn ra một chút nói. Trước ta từng đi theo Chu cục trưởng bên người, gặp qua ngài một mặt. T, ngài đây là, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảnh sát kia rõ ràng hợp lý nguyên lai là Chu Thiên Diệp thuộc hạ, từng gặp qua Trần Phi một mặt, tự nhiên rất rõ ràng đây chính là vị liên bọn họ cục trưởng đều phải cẩn thận phục vụ đại nhân vật, há có thể chậm trễ. Mà khi hắn tiếp chú ý tới Trần Phi cái cổ một khối, cực kỳ dọa người thương thế sau, càng nhịn không được thần sắc ngẩn ngơ, sợ hãi lên, lắp ba lắp bắp. Thứ đại nhân vật này khi hắn quản hạt địa phương xảy ra chuyện, nếu truy cứu tới, hắn chạy thoát. Ta không sao mà, ngươi để cho bọn họ đem mọi người sơ tán mở, đừng vây quanh ở cái này, ta hiện tại phải lập tức cho nàng cấp cứu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở nhìn thấy đối phương nhận biết mình. Trần Phi cuối cùng là động khẩu khí, lập tức nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không thời gian cùng con chó kia mắt coi thường người tên dây dưa. Hắn phải lập tức vì phụ nhân kia cấp cứu. Vâng, đều vây quanh ở cái này làm gì? Tản ra, đều cho ta tản ra, mấy người các ngươi còn xử tại đây làm gì? Còn không cho ta nhanh đưa người sơ tán mở. Nghe vậy cảnh sát kia rõ ràng hợp lý lập tức gật đầu, phân phó thuộc hạ đem người chung quanh sơ tán mở. Này! Cảnh sát đồng chí các ngươi đây là đang làm gì? Tự cái loại này tiểu tử, nhiều lắm là cái thực tập sinh thân phận, có tư cách gì xuất thủ cứu người? Nếu là xảy ra vấn đề, ai vì hắn đảm bảo, người nào chịu trách nhiệm? Mà ở nhìn thấy cảnh sát cư nhiên không giống bản thân yêu cầu như vậy, xua đuổi Trần Phi, trái lại muốn khu đuổi bọn hắn, đến từ kinh thành hài hòa bệnh viện Lữ Minh Sa thần sắc biến đổi, âm trầm. Bởi vì hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Loại địa phương nhỏ này cảnh sát cư nhiên không coi trọng hắn theo như lời nói, quả thực buồn cười.
tiên sinh, nếu như ngươi lại cái này nháo chuyện, tự đừng trách chúng ta áp dụng cần phải biện pháp. Mà đang nghe cái này kinh thành tên lại dám nghi vấn Trần tiên sinh, cảnh sát kia len lén nghiêm sắc mặt, cư nhiên xuất ra một tay khảo lạnh lùng nói. Nói đùa, Trần tiên sinh thân phận gì, lại là tùy tiện người nào đều có thể nghi ngờ. Ngươi, các ngươi đây là đang lạm dụng chức quyền. Đối với chúng ta công dân sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Lữ Minh Sa biến sắc, càng thêm tức giận nói. Không chịu trách nhiệm. Có thể nhưng vào lúc này, một giọng già nua từ cách đó không xa từ xa đến gần, mang theo uy nghiêm nói Trần bác sĩ là chúng ta Bắc Sơn thị thầy thuốc giỏi nhất. Hắn nói cần cấp cứu, tự nhất định cần cấp cứu. Đánh giám, người dựa vào cái gì nói như vậy, chẳng lẽ hắn loại này mau đầu tiểu tử y thuật, còn có thể so với ta Lữ Minh Sa cao minh phải không? Nghe vậy Lữ Minh Sa vô ý thức tức miệng mắng to. Phi, vật gì vậy, còn Bắc Sơn thị thầy thuốc giỏi nhất, hắn cho là hắn là ai? Chỉ bằng ta là Đỗ Sa Sinh, ta có đủ hay không tư cách nói những lời này? Một vị tóc trắng xóa lão giả gạt ra nhân quần đi tới, lạnh lùng nói. Hắn lại là Đỗ Lão. Đỗ Sa, tê, đó không phải là trung y phụ thuộc viện Đỗ Lão sao? Có người nói hắn có thể là chúng ta Bắc Sơn lợi hại nhất trung y. Ngay cả quốc gia lãnh đạo tìm khắp hắn xem qua bệnh. Hắn đích thân đến. Không sai, là Đỗ Lão, ta trước đây từng đi trung y phụ thuộc viện xem qua bệnh, khi đó là Đỗ Lão tự mình làm ta xem. T. Đỗ Lão lại còn nói vị trẻ tuổi kia là chúng ta Bắc Sơn y thuật thầy thuốc giỏi nhất, chẳng lẽ, liên lão nhân gia ông ta đều cam bái hạ phong. Nhất thời nhân quần xôi trào. Bởi vì Đỗ Lão có thể là bọn hắn Bắc Sơn thị chiêu bài một trong những nhân vật. Trung y phụ thuộc viện lợi hại nhất trung y, ngay cả không ít quốc gia lãnh đạo đều từng tự mình chạy tới Bắc Sơn tìm hắn xem bệnh. Thứ đại nhân vật này, tự nhiên nếu so với Lữ Minh Sa cái này cái gọi là chuyên gia ngưu bức nhiều. Hoàn toàn không ở một tầng thứ trên. Đến mức ngươi. Nhưng vào lúc này, Đỗ Lão ánh mắt cũng đã rơi xuống thần sắc đã ngây ngô Lữ Minh Sa trên người, thản nhiên nói y thuật của ngươi, sợ rằng thật đúng là không kịp Trần bác sĩ vạn nhất. Tránh ra, dứt lời. Hắn trực tiếp đem người đẩy ra, hướng về ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phi bên kia đi đến. Ngươi. Lại bị đẩy lảo đảo một cái Lữ Minh Sa mặt lúc xanh lúc tím, lại cuối cùng vẫn không dám lại Đỗ Lão thứ đại nhân vật này trước mặt làm càn. Bởi vì hắn thế nhưng nhận thức đối phương, ngay cả sư phó hắn, kinh thành ta trung y danh thủ quốc gia, ở trước mặt đối phương đều là thi vãn bối lễ. Hắn tự nhiên càng không tư cách. Cũng không lo lắng ở trước mặt đối phương làm càn. Chợt hắn liền đẩy ra nhân quần, xám xịt đi. Đỗ Lão, người thế nào tại đây? Mà ở nhìn thấy Đỗ Lão đến, Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Vừa mới chuẩn bị đi cùng Châu Thị làm ít chuyện mà, lại không nghĩ rằng vượt qua đấu súng. Trần tiên sinh, người không có chuyện gì chứ? Còn có vị bệnh nhân này. Đỗ Lão đơn giản giải thích một chút, vẻ mặt ngưng trọng nói. Bởi vì lấy y thuật của hắn. Vọng, văn, vấn, thiết, xem hắn thoáng cái là có thể nhìn ra lúc này ngã trong vũng máu phụ nhân kia, tình huống là có cỡ nào nghiêm trọng. Ta không sao mà, bất quá hắn hiện tại phải lập tức cấp cứu. Trần Phi lắc đầu, chợt xuất ra mang theo người ngân châm, con người lóe lên, sau đó hít sâu một hơi, liền có lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng hiện lên ở ngân châm trên, phá lệ thấy được. Đây là, quả thực Đỗ Lão con người hơi co rụt lại, bởi vì loại thủ đoạn này. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cổ vũ giả thủ đoạn, phụ nhân này trên người đạn không bình thường, là bị ta làm liên lụy. Trần Phi giản đơn giải thích một chút, liền xuất thủ như điện, lấy không gì sánh được tốc độ kinh người trong tay ngân châm hạ xuống. Một lát sau, lại có 7-8 nhằm vào phân biệt bị hắn thi châm ở phụ nhân trên người các huyệt vị chỗ. Thật là lợi hại châm pháp, mà ở nhìn thấy Trần Phi vươn tay ngón tay. Chậm rãi tại nơi một ít ngân châm trên mũi châm hoặc đạn hoặc vê, dù là Đỗ Lão loại này trung y mọi người, cũng không nhịn được hơi cũng hít một hơi khí lạnh, chấn động nói. Bởi vì Trần Phi loại thủ đoạn này hắn không chỉ có mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, thậm chí ngay cả hiệu quả đều xuất kỳ kinh người. Hoàn toàn hắn sở hội bất luận cái gì một loại châm pháp, quả thực kinh người. Xoẹt phập, bùm bùm. Mà nhưng vào lúc này... Trần Phi đột nhiên đưa tay ở phụ nhân kia trên vai vỗ một cái, nhất thời một quả màu đen vật thể liền từ vết thương bay bắn ra, rơi vào Trần Phi trong tay. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất là Đỗ Lão cư nhiên nhìn thấy lau một cái bạch quang nhàn nhạt,
từ màu đen kia vật thể biên giới đạn bắn ra, đầu tiên là phát sinh bùm bùm tiếng vang, rơi xuống đất, lại khiến mặt đất đá phiến đều nổ tung một chút. Dị năng, Đỗ lão biến sắc, hắn cư nhiên cũng biết dị năng loại này tồn tại. Có thể ngay sau đó lại thấy sắc mặt hắn đột nhiên lại đổi. Bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại, trước Trần Phi nhắc tới một câu nói. Phụ nhân này là bị hắn liên lụy. Chẳng lẽ, có người muốn giết Trần bác sĩ? Ha! Mà giờ khắc này Trần Phi lại không công phu để ý tới Đỗ trên khuôn mặt già nua này vẻ kinh dị. Chỉ thấy Kỳ lại lần nữa thở một hơi thật dài, đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tới lòng bàn tay, bỗng nhiên vừa quát, luyện dưới chín nhằm vào, trong nháy mắt phụ nhân kia cả người đều phảng phất theo run rẩy. Khụ khụ, khụ khụ, khụ, mà tự sau đó một khắc, theo một đạo hư nhược tiếng ho khan vang lên, ngã trong vũng máu phụ nhân, cư nhiên thức tỉnh. Từ từ hư nhược mở mắt. Vào giờ khắc này, hầu như ở đây tất cả mọi người nhìn không được há to miệng, trên mặt thần sắc tràn đầy cây idiota sợ cùng ngây người. Hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ quả thực không có thể nghĩ đến Trần Phi loại này tiểu tử, cư nhiên y thuật thật lợi hại như vậy. Cứ như vậy tới lui hạ vài nhằm vào, bệnh nhân kia, phụ nhân kia cư nhiên tự thức tỉnh. Thần y a, đây quả thực quá cũng không tư nghị. A di ngươi không sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào? Không có chuyện gì, từ từ nói. Mà ở nhìn thấy vị kia phụ nhân Tô tỉnh lại, Trần Phi rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm. Người có thể tỉnh lại, tự chứng minh cơ bản đã không vấn đề lớn lao gì. Dù sao nhất thương cũng không có mệnh chung yếu hại. Đỗ lão, còn dư lại chuyện tự làm phiền ngươi, lại triệt để đem vị kia phụ nhân cứu lại sau khi trở về, Trần Phi hơi lau trên trán mồ hôi dịn, mở miệng nói. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá Trần tiên sinh ngươi. Nghe vậy Đỗ lão không hề nghĩ ngợi đáp ứng, chỉ là sau đó lại thấy thần sắc hắn ngưng trọng nhìn Trần Phi, thấp giọng nói. Bởi vì đi qua trước đối thoại, hắn đã hiểu đến, ngày hôm nay phát sinh ở Cao Thiết đứng cái này khởi đấu súng sự kiện, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Mà là có người chuẩn bị tại đây ám sát Trần bác sĩ A. Ta phải đi xử lý chuyện của chính ta, đều bị người khi dễ như vậy cấp trên, ta lại có thể ngồi chờ chết. Nghe vậy Trần Phi vô ý thức híp mắt, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua nhàn nhạt sát khí. Rất hiển nhiên ngày hôm nay chuyện này, đã triệt để đem trong lòng hắn nào đó tên là đáng sợ cảm xúc, thành công trêu đùa lên. Làm không khống chế được cái chết của mình thần phủ xuống, có thể, sẽ rất thú vị đi. Ta hiểu được, bệnh nhân chuyện này tự giao cho ta đi. Nghe được Trần Phi trong giọng nói vô ý thức mang theo nhàn nhạt sát khí, Đỗ lão già nua thân thể khẽ run lên. Chợt gật đầu nói. Vậy phiền phức Đỗ lão ngươi, đa tạ. Nghe vậy Trần Phi thành tâm thực lòng cảm tạ một tiếng, sau đó đứng dậy tiêu thất ở tại trong đám người. Như vậy ước nửa giờ sau, một chiếc không có bảng số quân đội xe cộ lái ra Bắc Sơn, hướng về ta bộ môn thần bí căn cứ sở tại chạy tới. Người bị người tập kích, chuyện gì xảy ra? Mấy canh giờ sau, Phi báo chú tỉnh Giang Nam đặc thù căn cứ quân sự. La Viễn Chí là thủ trưởng vừa thấy được Trần Phi, liền nhịn không được vẻ mặt tức giận, ngữ tốc vội vàng hỏi. Không có biện pháp, phải biết rằng Trần Phi có thể là bọn hắn lĩnh Nam ba tỉnh ngành đặc biệt phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên, đường đường quốc gia cao tầng cán bộ, hiện tại lại cư nhiên tại bọn hắn phi báo quản hạt trên địa bàn, ở Bắc Sơn thì Cao Thiết đứng cái loại này công chúng trường hợp bị người ám sát. Cái đó và điểm theo đầu ngón chân ở trên mặt bọn họ hung hăng rút một cái tát, có cái gì khác nhau? Hắn làm sao có thể không giận? Chắc là nước ngoài sát thủ, rất chuyên nghiệp, nhưng lại hình như là cái dị năng giả. Nghe vậy Trần Phi cũng là vẻ mặt lệ khí, chậm rãi nói. Nước ngoài sát thủ, dị năng giả. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm thần sắc có chút dị năng giả, nhịn không được vô ý thức hỏi, tổng huấn luyện viên, thực lực đối phương rất mạnh sao? Phải biết rằng trong mắt hắn... Trần Phi thế nhưng liên ác long đàm hóa đạo ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả nguyên liệt cương đều có thể chém giết tiểu quái vật, nhưng bây giờ, lại bị người âm thầm ám sát, mặc dù không có chết, cũng thoạt nhìn không có gì đáng ngại, có thể đây là nhượng hắn không gì sánh được cây idiota sợ. Chẳng lẽ, là nước ngoài này hắc ám sát thủ thế giới vương, đến bọn họ hoa hạ tới. Nhưng vì cái gì bọn họ hết lần này tới lần khác theo dõi Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên ni? Tên kia thực lực không phải là rất mạnh, đính thiên cũng chính là A cộng dị năng giả cấp trình độ. Chỉ là của chính ta khinh thường,
không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người ám sát ta, hơn nữa còn là ở cái loại địa phương đó. Trần Phi lắc đầu, thừa nhận là chính hắn khinh thường. Nếu không chỉ bằng đối phương cái loại này đính thiên cũng chính là A cộng dị năng giả cấp bậc trình độ, làm sao có thể dễ dàng như vậy thương tổn được hắn. Nói cho cùng còn là sơ suất quá. A cộng dị năng giả, những, này người phương Tây thực sự là quá cản rỡ, thật cho là chúng ta Hoa Hạ tốt như vậy khi dễ. Nghe vậy Vương Đại Sơn hơi thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi béo đô đô mặt tròn tuôn ra lau một cái hàn ý. Chính là một cái A cộng dị năng giả cư nhiên cũng dám đến bọn họ Hoa Hạ, đến bọn họ phi báo quản hạt lĩnh Nam ba tỉnh sằng bậy. Cái này có đúng hay không có chút quá cản rỡ. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn phía Trần Phi chậm rãi nói tổng huấn luyện viên, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Cha, trong vòng một ngày, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, dù thế nào phải cha cho ta đi ra đến tột cùng là ai làm. Mẹ, lại dám đến ám sát ta. Lão tử lần này cần phải không đem bọn họ tổ chim bưng, ta hắn ma Trần Phi tên viết ngược. Trần Phi mặt âm trầm quát lên. Đem bọn họ tổ chim bưng. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm nhìn không được cùng La Viễn Chí La thủ trưởng hai mặt nhìn nhau, tất cả cảm thụ được Trần Phi trong giọng nói xóa sạch nồng nặc lệ khí cùng sát khí, nhìn không được vô ý thức trong lòng cả kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được, Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên lần này là thực sự nổi giận, là muốn đến thật. Chợt Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm nhất thời nói vâng. Như vậy một ngày một đêm sau, Trần Phi trong tay rốt cục lấy được tư liệu của đối phương. Nhìn trong tay trong tài liệu này văn tự, Trần Phi mặt không chút thay đổi nói Italia cực mạnh tổ chức sát thủ. Tinh Hồng Chi nha. Đúng vậy. Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm khẽ gật đầu, còn người xẹt qua một tia vẻ kinh dị nói cái này Tinh Hồng Chi nha được xưng Italia cường đại nhất tổ chức sát thủ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn là thế giới năm đại tổ chức sát thủ bài tên thứ tư tồn tại. Căn cứ chúng ta điều tra. Lần này hướng tổng huấn luyện viên người động thủ tựa hồ là Tinh Hồng Chi Nha Ngân Bài Sát Thủ, tên hiệu Quang Minh Con. Ngân Bài Sát Thủ, Quang Minh Con, nghe vậy Trần Phi hơi nỉ non một tiếng. Không sai. Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm tiếp tục nói Tinh Hồng Chi Nha cộng chính mình 12 vị Ngân Bài Sát Thủ, hầu như mỗi một cái đều chính mình có thể ám sát S cấp dị năng giả dưới, bất luận kẻ nào thực lực. Nhất là cái này gọi ở Quang Minh Con tên. Càng sư từ hắc ám sát thủ giới truyền kỳ đao phong xét. Đến cái này hắn hơi dừng lại một chút, mâu quang lóe lên. Đao phong xét chính là hiện nay Tinh Hồng Chi Nha tứ đại vương bài một trong, từng lẻ loi một mình âm thầm vào quá Vatican thần thánh giáo đỉnh giáo hội, đem một vị phó chủ giáo đầu mang ra ngoài. Thần thánh giáo đỉnh giáo hội phó chủ giáo, vậy cũng tối thiểu đều là S cấp bậc, chớ nói chi là hay là đang cái loại này cuồng nhiệt giáo đồ đại bản doanh. Vậy hắn hiện tại người đâu? Chính là cái kia cái gì Quang Minh Con? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi phủi phiết, lại mở miệng hỏi. Hắn hiện tại cũng sẽ không quản cái gì đao phong xét, đao phong lót. Tựa như trước hắn nói, lần này cần phải không đem bọn họ tổ chim bưng, hắn ma hắn tên viết ngược. Cái này. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm hơi dừng lại một chút, chợt có chút tự trách mở miệng nói xin lỗi, tổng huấn luyện viên. Hắn tiêu thất. Thật giống như trống rỗng trưng phát rồi vậy. Trống rỗng bốc hơi lên. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, mặt không thay đổi nỉ non xem ra không hổ là chuyên nghiệp A, ngay cả phi báo điều tra năng lực đều không có biện pháp đem tập trung. Được rồi, vậy cái gì Tinh Hồng Chi Nha hang ổ ở đâu, có cụ thể tin tức sao? Cái này chúng ta cũng không điều tra đến, là lão trước tự mình gọi điện thoại đi kinh thành, muốn chọn đọc tài liệu về Italia Tinh Hồng Chi Nha tư liệu. Lại bị báo cho biết quyền hạn thiếu. Nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm sắc mặt có chút dị dạng nói. Quyền hạn thiếu, là thật quyền hạn thiếu, còn là, có người ở làm khó ta. Nghe vậy Trần Phi híp mắt hỏi, giọng nói có cổ lệ khí nói. Cái này, tuy nói chúng ta phi báo có thể là có chút quyền hạn thiếu. Có thể loại sự tình này mà, mặt trên vậy cũng không cần thiết cự tuyệt chúng ta. Vì vậy, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm có chút chần chờ mở miệng nói. Phải. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng vô ý thức ngoéo. Một cái, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe màu sắc trang nhã, dù gì nói thoạt nhìn, xem ta Trần Phi không vừa mắt người thật nhiều a. Cũng được, chờ ta lần này từ Italia trở về, chúng ta khi đó sẽ chậm chậm chơi. Nghĩ đến đây, hắn đem bản thân lóe màu sắc trang nhã con ngươi lần thứ hai quét về phía Vương Đại Sơn,
chậm rãi nói Vương chủ nhiệm, một vấn đề cuối cùng. Biết là ai gọi sát thủ kia đến ám sát ta sao? Không biết. Thế mà Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên lại lắc đầu, mở miệng nói loại này tổ chức sát thủ vậy đều đúng cố chủ bảo mật đều làm được cực kỳ đúng chỗ. Chúng ta bây giờ liên người ở đâu đều tập trung không được, chớ nói chi là từ đó đánh cắp về cố chủ tin tức. Cái này quá khó khăn, thậm chí hầu như có thể nói là không có khả năng. Được rồi, ta đã biết. Vương chủ nhiệm ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tự mình một người yên lặng một chút. Nghe vậy Trần Phi một đôi con ngươi đen nhánh vi vi lóe lóe, mở miệng nói. Tốt lắm, tổng huấn luyện viên, ta đi ra ngoài trước. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm cũng không chần chờ, theo liền từ Trần Phi chỗ ở bên trong gian phòng ly khai. Tinh Hồng Chi Nha, Quang Minh Thánh Tử, mà ở Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm từ bên trong gian phòng sau khi rời khỏi, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa sổ bên cạnh, kéo màn cửa sổ ra, ngắm nhàn nhạt dưới ánh trăng vạn lại câu tính viễn phương núi cảnh, không khỏi trên mặt lộ ra một tia tự tiếu phi thiếu màu sắc trang nhã, cùng với nhàn nhạt sát ý. Tục ngữ nói thật tốt, đêm không trăng phong cao sát nhân đêm, nhất là hắn vừa đã bị như vậy tao ngộ, bị người ám sát, tự nhiên khó có thể kiềm chế trong lòng sao động sát ý a. Nói thật coi hắn Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Nghĩ đến đây, chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, bấm một cái từ nhớ kỹ tựu chẳng bao giờ gọi thông quá một lần dãy số. Đô đô, đô đô đô. Này, điện thoại kết nối, từ microphone nội truyền đến một đạo khàn giọng và lại thích giống như cảm giác cực kỳ kinh ngạc già nua thanh. Sư thúc, là ta, Trần Phi. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, nói. Sư thúc, nguyên lai hắn điện thoại này không phải là cho người khác đánh cho. Dám là cho hắn vị kia hương cảng chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La, Diêm sư thúc đánh. Hắn hiện tại cần điều tra một vài thứ, tự nhiên thoáng cái liền nghĩ đến đối phương. Dù sao lấy hương cảng chợ đêm ở toàn bộ Đông Nam Á hắc ám thế giới địa vị, có thể ở phương diện khác có thể so với phía chính phủ đều càng kháo phổ. Thật đúng là ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại. Có chuyện gì mà sao? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Diêm La cười cười, có chút ngạc nhiên nói. Đúng vậy, ta đúng là có việc mà muốn phiền phức sư thúc ngươi. Ngươi nghe nói qua Tinh Hồng Chi Nha cái tổ chức này sao? Trần Phi gọn gàng dứt khoát nói. Italia Tinh Hồng Chi Nha, ngươi hỏi cái này làm gì? Bên đầu điện thoại kia Diêm La thần sắc hơi đổi. Ta muốn biết bọn họ hang ổ ở đâu? Nghe vậy Trần Phi ngữ điệu không có biến hóa chút nào, mặc cho tựu mặt không thay đổi cười nói. Vì sao, lẽ nào, ngươi làm sao sẽ cùng bọn họ dây dưa trên? Diêm La cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, trái lại giọng nói ngưng túc mở miệng nói. Phải biết rằng này hắc ám thế giới con chuột, ngay cả hắn bình thường đều tránh không kịp, vì sao Trần Phi lại đột nhiên sẽ cái loại này tên phiền toái dây dưa trên? Cũng không có gì, cũng chính là bọn họ vừa có người đến ám sát ta. Ta nắm lấy loại này con chuột không cho bọn hắn một ít giáo huấn, có thể bọn họ còn thật không biết. Bản thân coi là vật gì vậy? Vì vậy ta quyết định, đi xem đi Italia, đưa bọn họ hang ổ cho bưng. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lóe ra. Vì vậy ta quyết định, đi xem đi Italia, đưa bọn họ hang ổ cho bưng. Hồ đồ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này lớn đến không biên nhi nói, bên đầu điện thoại kia Diêm La nhịn không được thần sắc hung hăng trầm xuống. Khiển trách Italia Tinh Hồng Chi Nha S cấp dị năng giả hoặc là hấp huyết quỷ công tước. Ít nhất, có 4 cái, ngươi nói đem hắn bưng tự bưng. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi cái này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế. Dù sao coi như lấy hắn hiện nay tu vi, đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, ở đối mặt với đối phương 4 cái ẩn giấu trong bóng tối lão gia này lúc, đều sẽ cảm thấy không gì sánh được bó tay bó chân. Vì vậy chớ nói chi là Trần Phi loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Bưng Tinh Hồng Chi Nha hang ổ. Loại sự tình này mà là tùy tiện như vậy nói một chút là có thể làm được. Quả thực hồ đồ. Sư thúc, ta hiện tại có thể không có hứng thú nghe ngươi nói những. Này, ta chỉ muốn biết quan cho bọn hắn hang ổ tin tức, có thể nói cho ta biết không? Thế mà nghe vậy Trần Phi lại nhìn không được sắc mặt Phi hơi trầm xuống một cái, ngữ điệu trở nên khá lạnh một ít. 4 cái S cấp dị năng giả hoặc hấp huyết quỷ công tước. Vấn đề vậy thì thế nào?
đều như vậy bị người khi dễ đến trên đầu, chẳng lẽ còn muốn cho hắn cắn răng bị phải không? Xin lỗi, ta Trần Phi cũng không lớn như vậy tính nhẫn nại. Cái này còn nhẫn cái giám a? Ngươi là nghiêm túc, mà đang nghe microphone nội Trần Phi hơi có chút biến hóa ngữ điệu, Diêm La nao nao, chợt chậm rãi nói. Thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, giờ này khắc này cùng hắn trò chuyện cái này hơn 20 tuổi sư điệt, cũng không phải cái tầm thường nhân vật. Mà là thiên phú tư chất yêu nghiệt đến tiểu quái vật trình độ hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Mà loại này tiểu quái vật đột nhiên mạc danh kỳ diệu bị người ám sát, còn muốn nhượng hắn cứ tính như vậy, rất hiển nhiên không quá hiện thực. Dù sao tiểu tử này trước thế nhưng cùng hắn đều thiếu chút nữa bay qua mặt, tính tình tặc đại. Tinh Hồng Chi Nha cái loại này tổ chức sát thủ hang ổ, từ trước đến nay thần bí, coi như là chúng ta chợ đêm cũng liền vẻn vẹn biết cái đại khái. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái phương thức liên lạc, nếu là ngươi, thật muốn đi Italia, có thể liên hệ hắn. Như vậy trầm mặc hồi lâu sau, Diêm La chậm rãi nói. Đa tạ, sư thúc. Nghe vậy Trần Phi lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, giọng nói một lần nữa thay đổi về tới trước cái loại này hiền lành người thời nay. Tiểu tử, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Italia cái loại địa phương đó không có thể như vậy quốc nội. Nếu là ngươi thật chạy đến cái loại địa phương đó đi quấy rối, nói không chừng, sẽ chọc cho ra một chút phiền toái lão gia này. Nghe vậy Diêm La phảng phất là bất đắc dĩ vậy lắc đầu, lại nhịn không được lần thứ hai khuyên can nói. Đi nước ngoài, vậy thì không phải là bọn họ người Hoa địa bàn. Nếu sẽ đem Italia Mafia gia tộc những lão gia hỏa kia dẫn đến, có thể phiền phức sẽ trở nên tương đối lớn. Tới cái loại này thời gian, coi như Trần Phi chính mình cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực, cũng rất có thể rơi vào thập phần tình cảnh nguy hiểm. Lưng phúc thụ địch, có thể bọn họ đều dám chạy đến Hoa Hạ đến ám sát ta a. Nếu đều như vậy, còn không có qua có lại một phen, há không hiện lên chúng ta mênh mông Hoa Hạ, nhu nhược không chịu nổi. Có thể nghe nói Trần Phi cũng không có thể đưa không, lạnh lùng nói. Cái này, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Diêm La bị Trần Phi lời này sặc không lời nào để nói. Ta muốn làm gì, liền cùng ta trước nói vậy a. Vì vậy ta quyết định, đi xem đi Italia, đưa bọn họ hang ổ cho bưng. Trần Phi nặng thêm giọng nói. Nghe vậy Diêm La nhìn không được con ngươi mạnh run lên, trầm mặc nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói. Tiểu tử ngươi thực sự là nghiêm túc. Ta chưa từng nói ta không phải là nghiêm túc, tựu này con chuột nếu không cho bọn hắn một ít giáo huấn. Có thể bọn họ còn thật không biết, cái gì gọi là có vài người, bọn họ đắc tội không nổi. Hanh, Trần Phi nặng nề hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Ngươi, nghe thế Diêm La tự nhiên đã không thể nói gì nữa, bởi vì hắn không có biện pháp nói Trần Phi đây là ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại, hơn nữa Trần Phi loại này kiên quyết thái độ cũng để cho hắn không có cách nào khác khuyên. Nghĩ đến đây. Dù là hắn loại này chợ đêm thiết diện thần cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói chuyện này, sư phụ của ngươi biết không? Hắn không tin lão già kia sẽ cho người bản thân đồ đệ duy nhất mạo hiểm như vậy, vọng động như vậy. Sư phụ ta hắn, không biết chuyện gì xảy ra, ta vẫn không liên lạc được hắn, hắn điện thoại cũng không gọi được. Nghe vậy Trần Phi táo bạo ngoan lệ rốt cục có chút bị rời đi, có chút cau mày nói. Nói điều này cũng không biết vài ngày. Từ hắn từ kinh thành trở về, cho tới bây giờ, đều liên lạc không được sư phụ hắn, điện thoại cũng không gọi được. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái, thậm chí trong lòng loáng thoáng có chút bất an. Liên lạc không được. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Diêm La bỗng nhiên giật mình, già nua trong con ngươi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Ta hiểu được, trước hết như vậy đi. Theo hắn liền cúp điện thoại. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ... Hắn tay khô héo chỉ nhìn không được ở trong tay quải trượng trên hung hăng đè, chợt lại đem điện thoại cầm lên, bấm một cái thần bí dãy số. Đô đô, đô đô đô. Này, ai, trải qua dài dòng đợi sau, ngay cả Diêm La hắn viên kia già nua tâm tạng cũng không nhìn được chậm rãi ra tốc lúc, cái này thông thần bí điện thoại rốt cục đường dây được nối. Một giọng già nua hết sức yếu ớt từ microphone nội truyền đến, có vẻ rất không nhịn được. Sư huynh, là ta. Mà đang nghe thanh âm kia Diêm La rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. Là ngươi, ngươi lại gọi điện thoại cho ta tới làm gì? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Minh Đạo Xuyên Minh Bá không nhịn được thanh âm, lạnh lùng nói. Ngươi đồ đệ nói liên lạc không được ngươi, vì vậy ta liền suy nghĩ,
ngươi có thể hay không ở chỗ đó? Chuyện gì xảy ra, ta nghe ngươi giọng nói. Ngươi bị thương. Diêm La nói. Đồ đệ của ta, tiểu tử kia bình thường không có chuyện gì không phải sẽ không chủ động liên hệ ta sao, thế nào tìm khắp đến ngươi đi đâu rồi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên Minh Bá kinh ngạc một tiếng, lại chậm rãi nói ừ, là bị một điểm nhỏ thương, vì vậy hiện tại chạy về cái này tĩnh dưỡng. Trong tay không tín hiệu. Sư huynh ngươi thật bị thương. Nghe vậy Diêm La nhìn không được mạnh biến sắc, nói chuyện gì xảy ra? Lấy sư huynh ngươi tu vi bây giờ thực lực, ai có thể thương tổn được ngươi? Phải biết rằng hắn sư huynh Minh Đạo Xuyên hơn 10 năm trước đã du ngoạn sơn thủy tiên thiên hậu kỳ cảnh, phóng nhãn riêng lớn võ lâm, có mấy người có thể gây tổn thương cho hắn. Cũng không có gì, bất quá là bị người âm một thanh. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia trầm mặc nửa ngày, cái này mới chậm rãi nói. Bị người âm một thanh, ai, Diêm La truy vấn. La Tôn, bên đầu điện thoại kia trầm mặc sau một hồi, mới từ từ nhớ tới Minh Đạo Xuyên Minh Bá sẵn giọng chính là lời nói. Nghe vậy Diêm La thần sắc mạnh ngẩn người, La Tôn. Ta nhớ kỹ hắn không phải là tiên thiên trung kỳ đỉnh sao? Thế nào, lẽ nào hắn hiện tại lại đột phá? Hắn có chút khó có thể tin mở miệng nói. Phải biết rằng La Tôn thế nhưng khi hắn sau đồng lứa mới từ từ ở trên giang hồ có ngọt, nhưng bây giờ, tên kia cư nhưng mà cái sau vượt cái trước. Hắn hiện tại không chỉ có đạt tới tiên thiên hậu kỳ, hơn nữa, còn trở nên thập phần vướng tay chân, thập phần quỷ dị. Quên đi, không nói nơi này, tiểu tử kia tìm ngươi chuyện gì? Minh Đạo Xuyên Minh Bá vô ý thức nỉ non một tiếng, sau đó thoại phong nhất chuyển, lại hỏi. Hắn hình như ở quốc nội bị người ám sát. Nghe vậy Diêm La lại là sửng sốt, lắp bắp nói. Ám sát? Vừa nghe đến cái này Minh Đạo Xuyên Minh Bá sắc mặt thoáng cái tựu trầm xuống, lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra? Là ai ra tay? Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không phải quá rõ, bất quá. Hình như là Italia bên kia sát thủ. Diêm La mở miệng nói. Italia bên kia, Tinh Hồng Chi Nha, Minh Đạo Xuyên Minh Bá nghe vậy cau mày suy nghĩ một chút, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hắn nhớ kỹ Italia bên kia là có cái phiền toái tổ chức sát thủ, hình như là gọi tên này đi. Tinh Hồng Chi Nha. Không sai, người đồ đệ hắn vừa rồi gọi điện thoại tới cho ta, muốn tìm ta phải nhốt ở Tinh Hồng Chi Nha hang ổ cụ thể tin tức, bị ta có lệ đi qua. Bên đầu điện thoại kia Diêm La chậm rãi nói. Có lệ đi qua, vì sao, nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngẩn ra. Bởi vì hắn nói, hắn muốn chạy đi Italia, đem Tinh Hồng Chi Nha hang ổ cho bưng. Diêm La giọng nói cổ quái nói. Đem Tinh Hồng Chi Nha hang ổ bưng. Hắn, nghe vậy ngay cả Minh Đạo Xuyên Minh Bá giọng đều trở nên có chút cổ quái. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao muốn phu diễn. Tiểu tử này thật cho rằng loại sự tình này mà là đùa giỡn. Nói bưng tự bưng. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Bất quá ta nghe hắn giọng nói kia, hình như là đến thực sự. Sư huynh ngươi có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn? Khuyên hắn một chút, có thể nhưng vào lúc này microphone nội lại truyền tới Diêm La thanh âm, dò hỏi. Không có biện pháp, bởi vì hắn là chân thực không coi trọng Trần Phi loại này cuồng vọng tự đại cử động, hắn có thể lại không pháp khuyên. Vì vậy hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn sư huynh. Khuyên. Có thể nghe nói, ngay cả Minh Đạo Xuyên Minh Bá đều lắc đầu, bất đắc dĩ nói tiểu tử kia chính là đầu quật lừa, căn bản khuyên không được, nhất còn là loại này chạm đến hắn điểm mấu chốt vấn đề. Chỉ sợ hắn lần này là thực sự không nín được phát hỏa. Đều như vậy bị khi dễ tới cửa, nếu không nhường hắn đi đem cái này ác khí đi ra, không có khả năng thiện bày làm huề. Có thể Italia bên kia, nghe nói như thế Diêm La cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chần chờ nói. Dù sao Italia cái loại địa phương đó thế nhưng thế giới công nhận mafia gia tộc hang ổ, vì vậy nếu là thật đem những lão gia hỏa kia dẫn đi ra, Trần Phi như vậy một cái tiên thiên sơ kỳ, thật không đủ xem a. Người âm thầm cùng hắn đi xem đi đi. Có thể nhưng vào lúc này, microphone nội lại đột nhiên truyền đến Minh Đạo Xuyên Minh Bá sẵn giọng lời của nói chuyện này khuyên không được, mạnh mẽ ngăn cản cũng không dùng. Hơn nữa này người Ý lại dám đến chúng ta hoa hạ sát nhân. Cũng quả thật có chút quá cản rỡ. Hắn càng nói ngữ điệu có vẻ càng lạnh. Trần Phi là hắn đồ đệ, bây giờ lại bị người ám sát, tự nhiên khiến trong lòng hắn cũng hết sức tức giận. Nếu không phải là bởi vì hắn tình huống bây giờ bất tiện, không cách nào đi ra ngoài,
sợ rằng không thể hắn đều muốn tự mình đi Italia đi một lần. Hanh, thật cho là bọn họ Hoa Hạ cả vùng đất là tốt như vậy làm loạn. Xem ra cũng là bọn hắn những lão gia hỏa này yên lặng quá lâu, dẫn đến một ít người, đều đã quên mất bọn họ Hoa Hạ Long Uy cùng điểm mấu chốt. Vậy được rồi, ta đã biết. Làm Diêm La cùng bọn họ sư huynh Minh Đạo Xuyên cái này mở điện nói sau khi kết thúc không lâu sau, Trần Phi bên kia liền nhận được một cái tin nhắn ngắn dãy số. Italia a, Italia, dưới màn đêm, cửa sổ bên cạnh, Trần Phi lẳng lặng nắm trong tay điện thoại di động, khóe miệng không tự chủ được vẽ bề ngoài theo lau một cái nhàn nhạt độ cung, thật giống như cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi tràn đầy màu sắc trang nhã vậy, nhàn nhạt, cũng không so với sấm nhân. Như vậy đến rồi ngày thứ hai sáng sớm, hắn liền từ La Viễn Chí La thủ trưởng trong tay chiếm được một cái thân phận mới một cái hương cảng cảng hộ khẩu. Sở dĩ nếu như vậy, là bởi vì hắn chuẩn bị đến cái vạn lý đại buôn tập, đi ngang qua phương Bắc Hùng Quốc băng tuyết thổ địa. Dù sao hắn lần này đi Italia mục đích là để bưng bọn họ hang ổ, vì vậy cũng không muốn lưu lại dấu vết gì hoặc là tin tức. Nhất là quốc nội, hắn không muốn để cho quốc nội một ít người biết tung tích của hắn, cùng với hắn gần chuẩn bị làm gì. Dù sao hắn còn chuẩn bị đi trở về sau, còn chuẩn bị cùng những người đó hảo hảo vui đùa một chút đi. Nếu là sớm đả thảo kinh xa, vậy coi như không có ý nghĩa. Thu thập xong một ít chuẩn bị hành trang sau, Trần Phi ngồi trên một chiếc bị che giấu tất cả tin tức xe cộ, Bắc Thượng Đông Bắc, mấy ngày sau lướt qua biên cảnh, đi tới phương Bắc cái kia băng thiên tuyết địa gấu to cùng với cự lang quốc gia. Nước Nga, làm đời trước kỷ nước Cộng hòa hệ thống nội lâu nhất xa lão đại ca, ở năm đó thời đại kia cũng đã khai thông Moscow cùng kinh thành quốc tế đoàn tàu tuyến. Ở đã từng cái kia từ xưa mà lại hỗn loạn 70s-80s, vô số người tại đây đều tràn đầy máu tanh, bạo loạn, giết chóc quốc tế đường bộ trên làm giàu, quật đến nhân sinh lớn nhất một khoản hoàng kim. Vì vậy này quốc tế đường bộ cũng được xưng là hoàng kim đại đạo, hay hoặc là tử vong hoàng kim đại đạo. Bởi vì không biết bao nhiêu người chết ở đây, hoàn toàn chỉ dùng để tiên huyết cùng hài cốt xếp thành cực một số ít người trở thành người trên người cơ hội. Nhất là huyết lệ cùng với nhân tính xấu xí nhất, tham lam nhất một mặt, ở chỗ này hoàn toàn hiển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi người cũng phải có theo đem đầu đọng ở đai lưng trên kiếm tiền giác ngộ. Bởi vì ở chỗ này, không phải là sinh ra được là chết. Dĩ nhiên, theo hiện ở thời đại này hiện đại hóa phát hiện, năm đó rất nhiều gì đó đều đã yên diệt ở tại lịch sử sông dài trong, đã từng huy hoàng không còn nữa tồn tại. Bất quá Trần Phi cũng chuẩn bị theo này đường bộ nhìn nhìn lại. Từ kinh thành đến Moscow, đi ngang qua chỗ ngồi này sừng sững ở băng tuyết đại địa truyền kỳ đường bộ. Bất quá nếu là chuẩn bị che giấu mình, hắn tự nhiên không có khả năng tuyển trạch ở kinh thành cái loại này đoàn tàu chuyến xuất phát đốt xe. Mà là cần trước xuyên qua lãnh thổ một nước, lén qua đến trong ngu rốt đường biên giới, lại liên lụy xe, như vậy mới có thể không ở lại bất luận cái gì về dấu vết của hắn. Cứ như vậy, lướt qua ngoại ngu rốt cảnh sắc rất xa lạ. Trần Phi cũng không có thời gian để ý này, chỉ là tại nơi chiếc sớm bị che giấu bất cứ dấu vết gì xe cộ chở khách dưới, treo đeo lội suối, sau cùng đã tới mục tiêu của hắn một cái mênh mông vô bờ băng lãnh quốc tế đường sắt tuyến đường an toàn. Tổng huấn luyện viên, ta phải ly khai. Một vị phi báo thành viên từ chỗ tài xế ngồi lộ ra đầu, hướng về Trần Phi cung kính nói. Ừ, mấy ngày nay cảm ơn nhiều, cảm ơn người đưa ta xa như vậy. Nghe vậy Trần Phi một bên phất tay cùng hắn làm cáo biệt, vừa cười nói cảm tạ. Hắn tự nhiên không là một người tới, có người đưa hắn. Cái này là vinh hạnh của ta. Phi báo thành viên rất hiển nhiên là cái lãnh tính tình, chỉ là cung kính đáp lại một tiếng, liền quay đầu xe, ông tiêu thất ở tại Trần Phi trong tầm mắt. Xe này là chiếc xe tốt, chính là chỉ tiếc, sau lần này rất hiển nhiên là không có khả năng đem nó lưu lai. Phải giữa đường phải tìm một chỗ xử lý xong. Lúc này mới vừa mới bắt đầu để ta gặp nhiều như vậy tội. Thật là làm cho ta càng phát ra chờ mong, đến rồi Italia sau, sẽ là thế nào dạng một phen quang cảnh ni. Đợi được chiếc kia chút nào không đấu vết xe triệt để tiêu thất khi hắn trong tầm nhìn sau, Trần Phi xoay người, mặt không thay đổi lau trên cổ mình đã đóng vảy vết thương, nhếch miệng cười nói. Hắn là cái không chịu nổi người tịch mịch, có thể mấy ngày nay, hắn lại bị vội và tịch mịch rất nhiều trời ạ. Tư vị kia thực sự mệt nhọc, bất quá bây giờ ngược lại cũng không có gì, bởi vì hắn có thể tĩnh hạ tâm lai tu luyện, mà như vậy, thời gian trôi qua sẽ rất nhanh rất nhanh.
Loảng xoảng đương, loảng xoảng đương, loảng xoảng làm. Đêm khuya vắng người lúc, xa xôi quốc tế đường sắt xe truyền đến chấn động tiếng vang. Xếp bằng ngồi dưới đất trên Trần Phi hơi mở mắt, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, chợt vung tay lên, nặn ra một cái ấn quyết, cả người thật giống như đột nhiên tiêu thất ở trong không khí vậy, chỉ để lại một đạo cái bóng nhàn nhạt. Cái này cái bóng nếu là ở ban ngày, có thể còn có thể bị mắt sắc người chú ý tới, có thể hiện vào lúc này cũng sáng sớm. Hô, hô, ung ung, ung ung, ung ung. Một lát sau, một chiếc sắt thép cự thú nhanh như điện chớp từ địa phương xa xôi mang theo cuồng phong mà đến. Trần Phi híp mắt nhìn chăm chú vào một màn này, chậm rãi khom người, cơ căng, sẽ ở đó đoàn tàu nhanh như điện chớp mà đến trong nháy mắt, thân hình lóe lên, liền trực tiếp theo trong đó một thùng xe cửa sổ chui vào. Nhưng lại không có bất kỳ người nào phát hiện đến sự hiện hữu của hắn, bởi vì hắn là nửa ẩn hình. Đối phó. Thành công leo lên chiếc này quốc tế đoàn tàu, Trần Phi thể hiện một cái về thắng lợi tư thế, sau đó một bên quét một vòng thùng xe bóp ngã trái ngã phải thư người ngủ hành khách, một bên hướng người tương đối ít thùng xe bắt đầu di động. Hơn nữa hắn còn đang di động quá trình ở giữa, tìm không có một người người buồng vệ sinh chui vào, sau đó, hắn liền đường hoàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giải trừ ẩn hình. Gì, xe này xương trống rỗng, cư nhiên cũng chỉ có mấy người như vậy, chính là nó. Mà ở hắn từ phòng vệ sinh nội công khai đi tới sau, lại liên tục xuyên qua vài chặn thùng xe, phát hiện một cái trống rỗng địa phương. Riêng lớn một bên trong buồng xe nhưng chỉ có mấy người, điều này làm cho hắn vô ý thức cười cười, không theo lại hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện làm bản thân đi vào chặn thùng xe sau, nguyên bản ngồi ở bên trong buồng xe 2-3 hắc y nhân, cư nhiên thoáng cái liền nhãn thần hung ác, vô tình hướng hắn lăng liệt quét tới. Thật giống như Trần Phi lúc này đột nhiên xông vào bọn họ vùng cấm. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối làm người ta ngoài ý muốn, tối làm người ta hết ý là. Trần Phi cau mày mặt không biểu tình nhìn 2-3 hắc y nhân, trong lòng nhưng ở nói thầm bọn người kia. Không phải người. Cũng khó trách hắn lại đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này, bởi vì đây là ở. 2-3 hắc y nhân, làm cho cảm giác thật là quỷ dị, âm trầm quá phận, tâm tình ba động lạnh như băng quá phận. Như vậy cũng tốt giống như hắn từng cùng gặp qua Mỹ quốc người nhân bản vậy. Bọn họ thoạt nhìn rất cùng loại. Đồng thời không chỉ có như vậy, hắn còn chú ý tới tại đây trống rỗng bên trong buồng xe, ngoại trừ 2-3 chân thực quỷ dị tên ở ngoài, còn có hai người khác, một nam một nữ. Đàn ông kia mặc một bộ mao nhung mặc áo, quần đen tử, mặt thoạt nhìn rất trắng tịnh, còn có một cái viên gọng kính khoát lên trên sống mũi, nhượng cả người hắn có vẻ thư sinh. Nhưng Trần Phi nhìn phía ánh mắt của hắn lại vô ý thức hơi híp, bởi vì tiểu tử kia hình như lại có tiên thiên sơ kỳ. Đến mức tránh một vị nữ tử tắc càng thấy được tồn tại. Hắn ăn mặc màu vàng nhạt đan tuyến thượng y, như mực vậy non mềm tóc đen cứ như vậy tùy ý rơi vào trên vai, cũng không phải rất dài, lại làm cho một loại đặc biệt anh khí cùng với kinh diễm. Còn có hắn nga chứng vậy mặt cười cũng là tuyệt mỹ, vểnh mi nếu trăng rằm, nhu cơ tự bạch tuyết. Làm người khác chú ý nhất còn là một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với nhu môi trong nhàn nhạt bao quanh con thỏ nhỏ răng. Hắn, tốt như vậy giống như có chút quen thuộc, mà ở nhìn thấy đối phương cái loại này có thể nói là nữ thần vậy kinh diễm nữ tử, Trần Phi nhưng không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn lại có như vậy một tia ảo giác, cảm giác cô gái này hắn hình như gặp qua, có chút quen thuộc. Thế nhưng hắn cũng không nhớ ra được, cũng lười suy nghĩ. Chợt thẳng thắn ở nơi này trống rỗng bên trong buồng xe tùy tiện tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Tuy nói hắn hình như cũng cảm giác được mình xông vào, tựa hồ hơi lộ ra đột ngột. Nhưng đột ngột tự đột ngột đi, dù sao vừa đã trải qua vài ngày tiêu thất, cùng với xuyên sơn vượt lĩnh, hắn lúc này vô luận là tâm tình hay là tâm tình cũng không quá quan tâm tốt, vì vậy cũng không muốn quản nhiều như vậy. T. Giống, giống. Nhất thời 2-3 hắc y nhân trên mặt thần sắc càng thêm băng lạnh, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy vô tình cùng hung ác. Thậm chí, tại bọn hắn trong miệng còn vô ý thức phát ra như dã thú tiếng vang, tại đây trống rỗng bên trong buồng xe có vẻ phá lệ chớp mắt, cùng chói tai. Bọn người kia, Trần Phi tuy rằng cũng không có quay đầu đi xem bọn hắn, thế nhưng, hắn lúc này chính bình thản nhìn phía ngoài cửa sổ cặp mắt kia thần, lại không hiểu hiện ra lau một cái sảng giọng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, bọn người kia, tựa hồ cùng hắn từng thân thủ làm thịt người kia, có chút cùng loại A.
mà ở nhìn thấy một màn này, vô luận là Từ Từ Văn Văn nam tử hay là Nếu nữ thần vậy kinh diễm nữ tử và đều sắc mặt đổi đổi. Người trước hơi nhíu mày một cái, không để lại vết tích hướng hai ba hắc y nhân khoát tay áo. Mà Nếu nữ thần vậy kinh diễm nữ tử còn lại là Tiếu Mi hơi nhăn lại, không hề che giấu toát ra một loại chán ghét. Thế mà giữa lúc hắn chuẩn bị đưa mắt lại một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở quá trình này trong, lại đột nhiên chạm đến Trần Phi cái loại này khiến hắn xa lạ lại quen thuộc khuôn mặt lúc, cũng không từ thân thể mềm mại vô ý thức run lên, nhu môi khẽ nhếch nói. Là hắn, hắn cái này nói rất nhỏ giọng, không nhượng bất luận kẻ nào nghe được. Đến mức hắn vì sao hình như nhận thức Trần Phi hình dạng, cái này rất đơn giản. Lúc đầu, ở trên trời khuyên núi tuyệt đỉnh, người nào đó lấy một địch hai, chém liên tục hai người anh vĩ bóng lưng, tựa hồ cho nàng để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vì vậy tựu sau đó một khắc, hắn dĩ nhiên hơi đứng dậy, ở vô luận là Từ Từ Văn Văn nam tử hay hoặc là Trần Phi đều có chút hơi trầm xuống, cùng với ánh mắt kinh ngạc trong, bước liên tục nhẹ chuyển, vắng vẻ không tiếng động, đi thẳng tới Trần Phi ngồi một hàng kia chỗ ngồi đường xe chạy trước. Xin hỏi, ta có thể tại đây ngồi xuống sao? Hắn cặp kia nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, nhìn Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Ngươi muốn ngồi cái này? Ngươi là ai? Trần Phi kỳ quái nghiêng đầu nhìn hắn, ma xui quỷ khiến toát ra mặt sau câu nói kia. Xin chào, ta gọi là, ảnh tiên vũ. Dường như nữ thần vậy kinh diễm nữ tử vi vi nở nụ cười, nếu bách hoa nở rộ. Xin chào, ta gọi là, ảnh tiên vũ. Làm cái kia dường như nữ thần vậy kinh diễm nữ tử tiếu nhan dường như bách hoa nở rộ vậy nói ra tên của mình, dù là Trần Phi cũng không nhịn được nao nao. Nguyên lai là ngươi, bất quá theo hắn liền lộ ra một tia dáng tươi cười, không nghĩ tới đã biết phương Bắc hành trình, cư nhiên có thể gặp gỡ hắn. Ở trong chốn giang hồ bị thịnh truyền thần hồ kỳ thần đệ nhất mỹ nữ, một vũ ảnh thượng tiên ảnh tiên vũ. Ngược lại cũng quả thực không cô phụ đông đảo si tình nam cho nàng dâng mỹ danh. Xin hỏi, ta có thể tại đây ngồi xuống sao? Lại lần nữa là vấn đề giống như vậy. Hắn cặp kia nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, nhìn Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Lúc này đây Trần Phi đương nhiên không có ở cự tuyệt, mà là vừa cười vừa nói. Dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, chứ nói chi là lúc này ở trước mặt hắn vị này, còn là tuyệt diễm tên vang vọng toàn bộ võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Tuy nói hắn kỳ thực cũng không phương diện kia tâm tư, thế nhưng, tổng quá cũng còn là khó có thể sinh ra chống cự tâm đi. Trần Phi nâng lên hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lẳng lặng đánh giá đối phương cao gầy dáng người, kinh diễm dung nhan, tóc ngắn anh khí, hơi có chút tiểu khả ái tiểu hổ nha. Khóe miệng hơi lộ ra cười nhạt. Hình như, hắn lần này phương Bắc hành trình vận khí không tệ a. Tiên Vũ, người cái này thật có chút nhượng ta khó xử a. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo như là có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu Từ Từ Văn Văn nam tử, không ngờ xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Chỉ thấy thứ nhất biên chậm rãi theo thùng xe trung gian hàng lang đi tới, một bên mang mang gác ở bản thân trên sống mũi ánh mắt, một đôi mắt rất trong suốt, nhưng cũng không hiểu làm cho cảm giác có chút cây ết yêu ta người. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phi trên người, giống như là có chút xin lỗi thản nhiên nói tiên sinh. Có thể có chút xin lỗi. Bất quá có thể hay không mời từ nơi này thùng xe ly khai. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thư sinh, nhưng thật giống như không hiểu có một loại không nói được khí thế. Có chút lãnh, cũng có chút làm người ta cực sợ. Giống như bị một phủ phục ở bụi cỏ xa lẳng lặng nhìn kỹ cái này vậy, tốt âm trầm a. Nga, vì sao ta phải nghe ngươi ni? Nghe vậy Trần Phi trong tròng mắt ánh mắt rung động vậy giật giật. Tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua trước mặt hắn giai nhân, lại ngẩng đầu nhìn phía muốn đuổi hắn đi Từ Từ Văn Văn nam tử, khóe miệng mỉm cười nói. Vì sao, cái này thùng xe tất cả phiếu đã bị ta mua hết, không biết lý do này cũng đủ sao? Nghe vậy Từ Từ Văn Văn nam tử con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chậm rãi nói. Nga, nguyên lai là như vậy à? Vậy cũng được ta không đúng, xin lỗi. Nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng cười cười. Chậm rãi đứng dậy, sau đó nhưng ở Từ Từ Văn Văn nam tử nhãn thần nhìn soi mói, làm ra một cái kinh người hãy để cho người sau nhãn thần hơi co rút lại cử động. Chỉ thấy kỳ cư nhiên vươn tay đem trước mặt giai nhân nhẹ để ở trên bàn trắng nõn tố thủ cầm, tuét miệng mỉm cười nói tiên vũ,
xem ra chúng ta đạt được cái khác thùng xe đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thấy tình cảnh này không chỉ là Tư Tư Văn Văn nam tử ngây ngẩn cả người, ngay cả Ảnh Tiên Vũ dung nhan tuyệt mỹ trên màu sắc cũng có chút đình trệ. Rất hiển nhiên, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Trần Phi cư nhiên phải làm như vậy cầm tay nàng. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi loại hành vi này là đang gây hấn với ta sao? Mà khi tất cả mọi người sửng sốt một chút sau, Tư Tư Văn Văn nam tử sấm nhân đôi mắt sốt cục lộ ra lau một cái âm lãnh màu sắc, sắc mặt dần dần chìm nói. T. Giống, giống. Nhất thời hai ba hắc y nhân trên mặt thần sắc băng lãnh, hung sát lên, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy vô tình cùng hung ác. Thậm chí, tại bọn hắn trong miệng còn vô ý thức phát ra như dã thú tiếng vang, tại đây trống giống bên trong buồng xe có vẻ phá lệ chớp mắt, cùng chói tai. Nga, khiêu khích, vì sao, ta có thể không cảm thấy. Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như bịt tai không nghe thấy này đâm người phi nhân loại gào thét. Vẻn vẹn chỉ là một bên nắm vậy không biết nói khiến người trong võ lâm hồn dắt mộng lượn quanh đệ nhất mỹ nhân tay, một bên thần sắc nhàn nhạt nghiêng đầu, nhìn phía đối phương, híp mắt cười yếu ớt nói. Hắn là vị hôn thê của ta, Tư Tư Văn Văn nam tử rốt cục không nhẫn nại được trong lòng lãnh ý, mặt không thay đổi lãnh đạm nói. Nhìn phía Trần Phi nhãn thần mang theo lạnh lùng sát khí. Ta không là vị hôn thê của ngươi, có thể hắn lời này vừa ra. Ảnh Tiên Vũ lại trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Dứt khoát hoàn toàn không để lại chút nào tình cảm. Nghe vậy Tư Tư Văn Văn nam tử sắc mặt cứng đờ, chợt còn là cường chống đỡ theo lộ ra đạm nhiên, nhẹ nhàng mở miệng nói Tiên Vũ, đừng làm rộn. Sư phụ ngươi đều đã đáp ứng rồi, vì vậy thân phận của ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta. Coi như là sư phụ ta cũng không có thể ép buộc ta làm không chuyện thích. Ta không thích ngươi, vì vậy ta không có thể trở thành vị hôn thê của ngươi. Nhưng lúc này đây Ảnh Tiên Vũ lại phủ nhận càng triệt để hơn, lãnh đạm nói. Tiên Vũ ngươi, nghe thế dù là Tư Tư Văn Văn nam tử không muốn tức giận, lại vẫn là không nhịn được sắc mặt trở nên âm trầm. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới, mình cũng từ lĩnh nam núi lớn đuổi tới cái này ngoại ngu dốt, dọc theo con đường này đem hết toàn lực biểu hiện theo mị lực của mình, phẩm cách, kiên trì. Cùng với đối với nàng không gì sánh được yêu thích, lại vẫn là không cách nào xúc động trái tim của nàng. Điều này làm cho hắn cảm giác được bản thân rất thất vọng, có dũng khí cảm giác bị thất bại cùng nhục nhã. Bản thân, xem ra ngươi cũng không biết thế nào theo đuổi con gái a. Nếu nhân gia đều không thừa nhận là vị hôn thê của ngươi, ngươi còn là. Tránh ra đi, nhưng vào lúc này Trần Phi nhàn nhạt tiếng cười truyền tới lỗ tai hắn trong, lại làm hắn sấm nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lau một cái âm lãnh tràn ngập ra. Xem ra ngươi cũng không hiểu được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra a. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi mở miệng nói, lại cư nhiên lui về phía sau. Bất quá theo sát mà thanh âm hắn lại trở nên lãnh đạm lên, xích lõa sát khí đầy rẫy ở trong đó ta rất đáng ghét trong tay nhiễm tiên huyết cảm giác. Thế nhưng ngươi lại phải đem bản thân đẩy xuống vách núi. Động thủ, làm thịt hắn. Hắn phất phất tay. Hai ba hắc y nhân liền hướng về Trần Phi thần thái hung sát nhích lại gần. Giống. T. Có thể bọn họ thực sự là đã đánh mất loài người bản tính, sẽ không nói, cũng sẽ không suy nghĩ, cũng chỉ sẽ dường như dã thú viền mắt ân hồng chu lên, cùng với. Sát nhân. Một tên trong đó hắc y nhân ngao ô vậy dường như dã lang vậy kêu một tiếng, sau đó cư nhiên bàn tay mắt thường có thể thấy được biến thành lông xù lợi chảo, kỳ thân thể tốc độ cũng nhanh đến khó có thể tin. Mượn đoàn tàu chỗ ngồi nhảy đến giữa không trung, trong tay lợi chảo theo liền lấp lánh hàn mang từ trên xuống dưới rơi, tràng cảnh hết sức đáng sợ. Không chỉ có như vậy, còn lại hai vị kia hắc y nhân đã hành động. Bọn họ cả cỗ thân thể hình như trong nháy mắt chiếm được lực lượng khổng lồ quán trú, bị no được phình, lộ ra thập phần khàn khàn màu xám nắng nhung lông, một tả một hữu hướng về Trần Phi giáp công mà đến, hình như gấu to vậy. Tiên Vũ, lúc đầu ta cũng không muốn giết người. Thế nhưng, mà Tư Tư Văn Văn nam tử nhìn thấy một màn này nếu không không lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, trái lại trên mặt nổi lên lau một cái tương tự với nhìn thấy bản thân thân thủ tạo ra thành quả, lại hoàn mỹ như vậy vặn vẹo, biến thái vậy dáng tươi cười. Đã có thể sau đó một khắc, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên cứng lại rồi. Hơn nữa con người còn chảy ra một loại vẻ khó tin. Oanh! Bởi vì hắn cư nhiên. Hắn cư nhiên chỉ nghe được một đạo dường như hỏa diễm thiêu đốt vậy trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, ba gã chính tập kích hướng Trần Phi hắc y nhân toàn thân cao thấp,
cư nhiên không hiểu bị hừng hực hỏa diễm gói bốc cháy lên. Đây là, dù là ảnh tiên vũ nhìn thấy một màn này cũng không cấm giật mình, vươn tay cầm bản thân hơi trương khai nhu môi, khó có thể tin. Bởi vì hắn căn bản không có nhận thấy được, ngọn lửa kia, đến tột cùng là làm sao xuất hiện. Thật giống như trống rỗng. Phanh, 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 ngay tại lúc này hắn bên tai cũng đã vang lên ba đạo đại hình vật thể ngã xuống đất thanh âm. Phát sinh thanh âm này vật thể không phải là cái khác, chính là ba người kia đã bị đốt thành than cốc hắc y nhân. Ngươi, mà ở nhìn thấy một màn này, dù là Tư Tư Văn Văn nam tử địa vị cùng bối cảnh, lúc này cũng không nhịn được thất kinh cùng với trước mắt chấn động. Hắn kìm lòng không đậu hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn Trần Phi ngươi, tràn đầy kiêng kỵ nói ngươi, ngươi, đến tột cùng ai? Lúc đầu trước đó, Trần Phi trong mắt hắn tự cái loại này có cũng được không biết lượng sức người, tùy tùy tiện 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 tay liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, làm con kiến đột nhiên lớn lên thành voi, làm mèo lại phát hiện nó là vạn thú vua mãnh hổ lúc. Trong lòng hắn chấn động cùng giật mình, tự nhiên là khó có thể hình dung. Bởi vì phải biết, coi như là hắn đều làm không được như vậy dễ dàng, đem dưới tay hắn ba người kia hoàn mỹ vật thí nghiệm dễ dàng như vậy xóa bỏ. Phải biết rằng ba người bọn họ cộng lại, có thể là có tư cách khiêu chiến cổ vũ giả tiên thiên. Ngươi muốn giết ta? Ngay tại lúc này, Trần Phi híp mắt hướng về phía hắn nhàn nhạt nói một câu nói, làm hắn nhất thời có chút sởn tóc gáy. Thế mà đều không đợi hắn trả lời Trần Phi câu hỏi, người sau tự cũng đã phảng phất độc thoại vậy mở miệng, thản nhiên nói kỳ thực ta hình như hẳn là nhận thức ngươi. Ngươi đã từng tìm người tới giết ta, vẫn còn địa bàn của ta trên nháo sự mà. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ta không nhớ rõ gặp qua ngươi? Mà đang nghe Trần Phi cái này không đầu không đuôi, Tư Tư Văn Văn nam tử chân mày mạnh vừa kéo, vẻ mặt kiêng kỵ nói. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói ngươi không nhớ rõ gặp qua ta. Cũng đúng, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Bất quá ngươi nên biết Bắc Sơn đi. Bắc Sơn, tê, lẽ nào ngươi là, Trần Phi? Nghe nói như thế Tư Tư Văn Văn nam tử rốt cuộc có chút phản ứng kịp. Chợt chợt biến sắc, thậm chí thất kinh cũng hít một hơi khí lạnh nói. Hắn hiện tại rốt cục nghe hiểu Trần Phi trước lời kia ý tứ. Là chỉ phòng thí nghiệm sự kiện kia mà. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hôm nay toàn bộ võ lâm hiện tại đều biết Giang Nam Bắc Sơn, có cái tuổi còn trẻ lại dường như tiểu quái vật vậy tên đáng sợ. Hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, còn nghĩ ác long đàm hóa đạo ổ nguyên liệt cương cái loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh đều cho làm thịt. Mặt đối với loại này tên, có thể nói là tiểu quái vật người bình thường, mặc dù là chính hắn coi như là cái thiên tài trong thiên tài, 28 tuổi luyện khí tứ trọng, nhưng cũng không có biện pháp, không lo lắng chút nào tự ngạo. Thậm chí, sẽ cảm giác được một vẻ bối rối. Bởi vì khác biệt có chút quá cách xa, hơn nữa, bọn họ còn có thù. Nói ở hỏi thăm người khác trước, chẳng lẽ không hẳn là trước giới thiệu bản thân sao? Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Giọng nói khá lạnh nhạt nói. Ta không có tên. Tư Tư Văn Văn nam tử sấm nhân đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói bất quá ta ở hổ báo đường thập đại khôi thủ bên trong bài đệ tam, sở hữu người bên cạnh cũng gọi ta ba tòa. Đại nhân, đầu ngón tay hắn trong thoáng chốc lưu chuyển một đoàn nhàn nhạt hắc khí, thật đúng đục không chịu nổi. Đại nhân, Trần Phi mạnh con ngươi giật giật, hơi nhìn lướt qua ba tòa đầu ngón tay hắc khí. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Chợt giọng nói lãnh đạm nói có thể ngươi không cần ở trước mặt ta tận lực cường điệu sau hai chữ. Dù sao, họa là tự ở miệng mà ra a. Hắn bỗng nhiên nhãn thần một lệ. Hình ý quyền ưng hình, tê kim chảo. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy. Dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Ngươi! Phanh! Cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể xuyên thủng kim thiết lợi hại khí cuốn tới, dù là ba tòa loại này hổ báo đường trong bị tôn vi khôi thủ tồn tại, 28 tuổi tiên thiên sơ kỳ. Lúc này cũng không nhịn được chợt biến sắc, kỳ hai tròng mắt theo sát mà liền nhanh chóng hiện ra lau một cái vẻ kinh hãi. Cái này thư sinh ba tòa đương nhiên ngồi không yên, hai tay hắn bóp một cái,
lau một cái nhàn nhạt hắc khí cư nhiên mắt thường có thể thấy được từ đầu ngón tay hắn chảy ra hiện, hình thành một vòng ước chừng theo lớn chừng ngón cái dày dày một tầng vân vụ, giống như là tấm chắn vậy. Oanh, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Phi một chảo này hung hăng xé rách tại nơi nhạt hắc sắc dày đặc phía trên là, nhất thời vô luận là vân vụ hay hoặc là thư sinh ba tòa, bỗng nhiên run lên. Phốc suy, hơn 10 nói nông cạn, bị Trần Phi một chảo này xé rách xuống rất nặng mây đen đồng thời phun ra, thật giống như không chịu nổi áp lực kinh khủng vậy, hướng về bốn phương tám hướng ra. Đây là, mà ở nhìn thấy một màn này, tóc ngắn anh khí ảnh tiên vũ không khỏi đôi mắt đẹp lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Bởi vì ba tòa lúc này triển hiện ra phương thức chiến đấu, cư nhiên cùng nàng nhận thức có khác nhau trời vực chênh lệch, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa tối trọng yếu là, loại này phương thức chiến đấu còn giống như so với bọn hắn cổ vũ giả càng mạnh, quỷ dị hơn. Thật giống như trong truyền thuyết những người đó vậy. Trong truyền thuyết tại bọn hắn người trong võ lâm trong con người thánh địa. Tam đại võ học chí cao điện phủ. Nơi ấy ngăn cách, vết chân hiếm thấy, không có trong thế tục đều hỗn loạn. Chỉ có từng vị truy tầm theo thượng cổ luyện khí sĩ một đạo đại trí tuệ người. Trong truyền thuyết bọn họ có phương thức chiến đấu, tựa hồ, thật giống như cùng nàng hiện tại nhìn thấy vậy. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, dù là ảnh tiên vũ như thế gương sáng nếu nước nữ tử cũng không nhìn được ngây người, mê người nhu môi không tự chủ được vậy hơi mở lớn, đôi mắt đẹp hiện lên rung động. Bởi vì dù sao thế nhưng trong truyền thuyết thượng cổ luyện khí sĩ một đạo, ở trong võ lâm này, không biết có bao nhiêu danh túc, ngôi sao sáng nghèo thứ nhất sinh truy tầm, muốn vào kỳ môn, lại cùng cực chặn đường cướp của, một lần lại một lần thất vọng, cũng một lần lại một lần tuyệt vọng. Buồn bã kết thúc, thấy rất mạnh. Nhưng hôm nay, hắn lại cư nhiên chính mắt thấy. Này thuộc về trong truyền thuyết này thời cổ đại lên trời sĩ con đường. Há có thể không rung động, há có thể không kinh hãi. Thế mà cùng ảnh tiên vũ lúc này rung động bất đồng. Trần Phi cũng lộ ra lau một cái không ngoài sở liệu vẻ, tự lẩm bẩm xem trước khi tới thật không nhìn lầm a. Cuối cùng cũng phát hiện trên đời này còn có theo ta vậy. Người trong đồng đạo, nguyên lai từ ban đầu ba tòa đầu ngón tay toát ra này nhàn nhạt hắc sắc, hắn cũng đã chú ý tới. Người này tựa hồ cùng hắn, cũng không phải một vị cổ vũ giả, mà là một vị người tu chân. Xem ở chúng ta đều là cùng loại người phân thượng, tự cân nhắc một chút người cân lượng đi. Để tránh khỏi bỏ qua lần này khó có được cơ hội thật tốt. Nói xong nói thế, Trần Phi thẳng thắn cũng thu hồi cổ vũ hình ý quyền một bộ, mà là đột nhiên vươn tay ngón trỏ trái đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng cắn một chút, nhất thời từ đầu ngón tay tích xuất một giọt xích hồng sắc tiên huyết, tràn đầy khiến người ra đầu tê dại kiếm khí. Ha! Hắn theo hét lớn một tiếng, tụ tinh hội thần thúc dục công pháp Tam Dương kiếm điển. Mà theo trong miệng hắn một tiếng thần bí chú ngữ vang lên. Nhất thời nguyên bản bao phủ tại nơi tích xích hồng sắc tiên huyết trên nồng nặc kiếm khí dần dần chuyển động, đồng thời càng lúc càng nhanh, kỳ thực càng ngày càng phong mang, thậm chí còn có một khổng lồ nhiệt lượng từ đó tuyên tiết đi ra, khiến vô luận là ảnh tiên vũ, hay là ba tòa đều đột nhiên biến sắc. Cái này, ảnh tiên vũ ngơ ngác che miệng, mặt cười ngốc lăng. Bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra tất cả, cư nhiên so với kia ba tòa kinh người hơn, đáng sợ hơn có lực rung động. Tối trọng yếu là hình như cũng còn càng thuần túy. Thật giống như ba vị này trong mắt nàng luyện khí sĩ, vào lúc này Trần Phi trong mắt thật giống như bất nhập lưu vậy, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Cái này, ngươi cũng là luyện khí sĩ. Ngay cả ảnh tiên vũ vị này những người đứng xem đều rung động trong lòng to lớn như thế, chớ nói chi là lúc này đang ở phong bạo trung ương ba tòa. Bởi vì hắn thật trăm triệu nghĩ không ra, Trần Phi cư nhiên cũng cùng hắn. Cũng là một vị luyện khí sĩ. Hơn nữa, còn dĩ nhiên như vậy lợi hại. Lúc rảnh rỗi hỏi ta những, này còn không bằng ngẫm lại tiếp, phải như thế nào chống đối thủ đoạn của ta đi. Trước đó nhắc nhở ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nga. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lãnh đạm thanh âm lại chậm rãi nở nụ cười, lòng bàn tay phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng cùng kiếm khí. Làm cái thế giới kia cao cấp nhất luyện khí cảnh giới một trong những công pháp. Tam Dương kiếm điển môn công pháp này có huyền diệu cùng với uy năng, tự nhiên không phải là người thường tùy tùy tiện tiện là có thể tưởng tượng. Vì vậy tuy nói kỳ thực bọn hắn bây giờ lưỡng đều là luyện khí tứ trọng, là một tầng thứ, cảnh giới trên, có thể hắn nhưng vẫn là không đem đối phương không coi vào đâu. Một là bởi vì hắn tự tin, hai là bởi vì cửa này kiếm quyết cũng quả thật có tư cách nhường hắn tự tin như vậy. Ngươi,
Nghe vậy Ba Tòa sắc mặt vô ý thức trở nên thập phần âm trầm, bởi vì lấy thân phận của hắn, chưa từng đã bị quá như vậy miệt thị cùng khuất nhục. Đã có thể sau đó một khắc, sắc mặt hắn nhưng vẫn là thay đổi, bởi vì ngay hắn trong tầm nhìn, Trần Phi trong lòng bàn tay ngón trỏ tích xuống tinh huyết đã biến thành lau một cái lớn chừng ngón cái tạo hình cổ quái hỏa diễm tiểu kiếm, không chỉ có thả ra kinh người nhiệt độ cùng kiếm khí kinh người, hơn nữa tối trọng yếu là tiểu kiếm lúc này còn làm ra công kích xu thế. Mà hắn công kích xu thế sở tỏa định mục tiêu không là người khác, đúng là hắn bản thân. Đi! Ngay tại lúc hắn hơi biến sắc thậm chí ra đầu tê dại lúc, Trần Phi trong miệng đã nhàn nhạt quát ra một chữ. Chợt chỉ thấy hắn hơi một trương tay, trong tay tạo hình cổ quái hỏa diễm tiểu kiếm thoáng nhoáng lên, liền hóa thành một đạo thường mắt thường khó có thể nắm lấy xích mũi nhọn kích động đi ra ngoài, hướng về sắc mặt đại biến Ba Tòa tập kích. Mà ở thấy tình cảnh này, Ba Tòa tự nhiên cả người tinh thần buộc chặt tới cực điểm, chợt động tác khoa há miệng vừa phun, lau một cái ước chừng theo có chậu rửa mặt lớn nhỏ mây đen xì ra, phần phật liền về phía trước phương lao đi. Đừng cho là ta thật sợ ngươi, mà ở làm ra đây hết thảy sau, Ba Tòa nguyên bản buộc chặt gương mặt rốt cục lộ ra một tia vặn vẹo cùng âm trầm cười nhạt. Đã có thể sau đó một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại cứng lại rồi. Phốc suy, phốc suy. U long. Bởi vì hắn sở nuốt nhổ ra mây đen cư nhiên ở Trần Phi đánh ra hỏa diễm tiểu kiếm trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí có một ít không phải là hợp lại địch. Chỉ thấy ngọn lửa kia tiểu kiếm ở giữa không trung phốc suy xé rách thuộc hạ, liền cư nhiên đem Ba Tòa phun ra nuốt vào ra mây đen đánh nát, người sau tứ tán mà mở. Ngay sau đó, ngọn lửa kia tiểu kiếm thế không giảm, cư nhiên lại lần nữa dường như lấy mạng liêm câu vậy hướng về phía trước đâm ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ba Tòa ngực bộ vị yếu hại. Điều này làm cho người sau nhất thời sắc mặt đại biến lên. Mà ở giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều tóc gáy dựng lên, chưa bao giờ có ra đầu tê dại cùng với trong lòng run sợ. Chặt tiếp theo liền thấy hắn oán hận cắn răng, cư nhiên từ trong lòng móc ra một chương chiếu chiếu 33 giấy vàng, hướng về phía trước ném đi, nhất thời một đạo dương nhanh múa vuốt kim quang liền đón gió phấp phới lên, tạo thành một há to mồm. Kim quang kia sán sán miệng rộng chập chờn ở giữa không trung, cư nhiên một ngụm đã đem Trần Phi đánh ra hỏa diễm tiểu kiếm ngậm ở miệng, hung hăng chớ tước một chút, trực tiếp đem toàn bộ đều cắn nát. Hanh! Nhất thời Trần Phi trên mặt hiện ra lau một cái không bình thường đỏ ửng, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn giữa không trung kim chói kỳ vật nhãn thần dị dạng, tự lẩm bẩm có ý tứ, bùa. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có thể xuất ra loại vật này, tu chân giới trong bùa. Trở lại. Bất quá chỉ là loại vật này vẫn còn không đến mức đưa hắn hù dọa. Chỉ thấy kỳ theo liền nhãn thần một lệ, bàn tay vừa lột, một đoàn đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thay đổi như vậy mắt thường có thể thấy được bốc lên xuất hiện. Hơn nữa không chỉ có như vậy, tại nơi hừng hực thiêu đốt, bốc lên trong hỏa diễm còn bất ngờ ẩn giấu làm người ta sởn tóc gáy phong mang. Một luồng sợi rất nhỏ đến mắt thường không cách nào phân rõ kiếm quang chính đầy rẫy ở trong đó, bẻ gãy nghiền nát, dung chuyển liên miên. Cũng khiến Ba Tòa nguyên bản hơi thư giãn sắc mặt, bất ngờ lại thay đổi. Hắn quả thực không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng là cổ vũ giả trung thiên tư tương đối ưu thế tiểu quái vật, hiện tại lại cư nhiên ở trước mặt hắn biến hóa nhanh chóng, hoàn mỹ thoái hóa, trở thành làm hắn đều chỉ có thể cũng hút lương khí đích thực chính thượng cổ luyện khí sĩ. Hắn há có thể không rung động, giật mình. Như vậy hắn cũng đã rất xác định mình không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, bằng không, liền rất có thể đem mạng của mình đưa xong. Chúng ta sẽ gặp lại, lần sau, cũng sẽ không cho ngươi lớn lối như vậy. Theo sát mà hắn cư nhiên hóa thân trở thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp từ đang ở nhanh như điện chớp xe lửa cửa sổ nhảy ra ngoài, ba một tiếng, miệng thủy tinh nứt ra một nơi. Vẹn vẹn chỉ để lại một đạo tràn ngập oán hận cùng âm trầm thanh âm vang vọng thật lâu. Quả quyết mặt Trần Phi đều có chút giật mình. Chạy, thật đúng là đáng tiếc a, mà ở nhìn thấy đối phương như vậy quả quyết nhảy xe thoát đi. Dù là Trần Phi cũng chỉ có thể hoạt kê lắc đầu cười cười. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng theo đuổi tiếp, cũng quả thật có chút đáng tiếc. Ngươi có thể không nên nhìn ta như vậy sao? Mà ở đợi được Ba Tòa sạch sẽ lưu loát nhảy xe thoát đi sau, cái này trống rỗng thùng xe liền tự nhiên mà vậy trở thành Trần Phi cùng ảnh tiên vũ một chỗ nơi. Tuy nói loại sự tình này mà nếu là nói ra, không biết sẽ bị bao nhiêu trên giang hồ si tình nam ước ao đố kỵ hận. Tan nát cõi lòng gần chết không ngớt. Nhưng vấn đề là thật coi Trần Phi gặp gỡ loại sự tình này mà,
bị trước mắt gia nhân cặp kia nếu như thanh khê vậy con ngươi trực câu câu, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Giảng đạo lý, hắn vẫn vô ý thức cảm giác dưới mông mặt hình như có vật gì vậy tựa như, cả người không được tự nhiên, hoàn toàn khó chịu. Nga, Nga, xin lỗi, mà đang nghe Trần Phi hơi có chút bất đắc dĩ đang nói vang lên, ảnh tiên vũ lúc này mới lạnh lùng phản ứng kịp bản thân đang làm cái gì, mặt cười hơi đỏ lên, có chút xin lỗi mở miệng nói. Có thể dù vậy, hắn đạo này khiểm lại có vẻ hình như không như vậy có thành ý. Bởi vì ngay hắn vừa dứt lời dưới không lâu sau, hắn cặp kia như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời lại lần không tự chủ được, rơi xuống Trần Phi trên người. Này, ta nói ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì tự hỏi, muốn nói cái gì liền nói, có thể hay không đừng như thế trực câu câu nhìn ta a. Ngươi cái này một là dễ nhượng ta hiểu lầm, hai là, thực sự làm cho rất không được tự nhiên được không? Thấy thế Trần Phi là thật có chút bất đắc dĩ, đưa tay tại nơi xong con ngươi sáng ngời trước quơ quơ. A, xin lỗi, đúng hay không? Nghe vậy ảnh tiên vũ lúc này mới lại phản ứng kịp mình ở làm gì, mặt cười đỏ rực lên. Bất quá tựu sau đó một khắc, hắn nhưng vẫn là đem trong lòng mình ngượng ngùng mạnh mẽ đè xuống, một đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời có chút chần chờ, có chút tò mò nhìn Trần Phi, cẩn thận nói các ngươi vừa rồi. Chúng ta vừa rồi làm sao vậy? Trần Phi ngẩng đầu, nhìn hắn. Đối diện đến Trần Phi cặp kia đen kịt con ngươi, ảnh tiên vũ nao nao, chợt trên mặt sinh ra một tia đỏ ửng, nhưng vẫn là hỏi vấn đề của mình ngươi là trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, ngươi muốn biết? Nghe vậy Trần Phi trong miệng nỉ non một tiếng cái kia xưng hô, lại đột nhiên khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt làm trò ngược vẻ, câu dẫn ra trọng tâm câu chuyện nhìn phía đối phương, đột nhiên cười nói muốn biết, tự ngồi bên này đến. Hắn cư nhiên vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương nói. A, à, vì sao, nghe vậy ảnh tiên vũ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ không hiểu. Ít nhất, đưa ra loại yêu cầu này, ngồi vào hắn chỗ bên cạnh trên. Vì sao, cái này còn dùng hỏi, người không biết thiên hạ này không có miễn phí cơm chưa sao? Ta đều khổ cực như vậy giúp người đuổi đi con ruồi, nói cái này tấm mộc cũng không phải tốt như vậy làm. Vì vậy, lẽ nào người không nên nhượng ta chiếm tiện nghi, khao khao ta? Trần Phi ngẩng đầu. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra làm trò ngược. Hắn phát hiện cái này ảnh tiên vũ mặc dù đang trong chốn giang hồ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, được khen là đệ nhất mỹ nhân mà, như vậy thấy cũng cảm giác là cái loại này hoàn toàn nữ thần vậy tồn tại. Mà khi hắn chân chính có chút ít hiểu rõ sau, lại phát hiện nha đầu kia hình như có chút quá tinh khiết, không giống với sở diễm sở đại tiểu thư ở trước mặt hắn tùy tiện. Mà là cái loại này chân chính chưa bị thế tục hồng trần ô nhiễm trẻ mới sinh mà vậy tinh thuần. Có thể đây cùng nàng từ nhỏ đến lớn ở Thanh Khâu lớn lên có quan hệ đi, từ chưa có tiếp xúc qua ngoại giới cái loại này phức tạp. Mà càng là như vậy, Trần Phi lại nhịn không được không sanh được một tự ý niệm trong đầu muốn trêu chọc một chút hắn. Dù sao ở hiện tại loại này xã hội, giống như đối phương loại này chân chính tinh thuần, thuần khiết tiểu nữ sinh chân thực quá hiếm thấy, hãy cùng quốc bảo vậy. Ngạch. Bất quá tựu sau đó một khắc, hắn lại bỗng nhiên sắc mặt dị dạng lên. Bởi vì ảnh tiên vũ cư nhiên thực sự mặt cười đỏ rực đứng lên, từ hắn chỗ ngồi bước liên tục nhẹ chuyển, từng bước một, thập phần chậm rãi đi tới hắn chỗ bên cạnh ngồi xuống. Kèm theo một độc hữu thơm kéo tới, khiến Trần Phi trong lòng cũng không nhịn được ngứa lên. Trên người ngươi thật đúng là hương, Trần Phi híp mắt nỉ non một tiếng, càng làm cho ảnh tiên vũ mặt cười trên đỏ rực nhan sắc sâu hơn. Giống như bị đun sôi con tôm vậy. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi, thực sự là trong truyền thuyết luyện khí. Hắn theo nhu môi khẽ nhếch rất nhỏ giọng nói rằng, chỉ cảm giác mình khuôn mặt rất nóng. Có thể hắn nói vừa mới nói được phân nửa, lại đột nhiên một chút trễ ở, thậm chí thân thể mềm mại đều có chút hơi không bị khống chế run rẩy. Bởi vì Trần Phi hỗn đản này cư nhiên đầu hơi nghiêng, cứ như vậy lẳng lặng ngã xuống vai thơm của nàng. Ngươi làm gì? Ảnh tiên vũ trong lòng nhất thời đều toàn bộ rối loạn, rất hiển nhiên hắn chẳng bao giờ kinh lịch loại này chẳng cảnh, cũng không muốn quá Trần Phi cư nhiên ngươi sẽ. Làm như vậy, đem đầu của hắn tựa ở trên vai của nàng. Trên người ngươi hương vị người thật hấp dẫn, trách không được tiểu tử kia truy ngươi đều đuổi tới lãnh thổ một nước bên ngoài tới. Ngược lại thì Trần Phi vẻ mặt vô lại thần sắc, cợt nhả nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút.
lại cười nói ngươi không phải là có rất nhiều muốn hỏi ta chăng? Ta đây đầu tiên phải trả lời ngươi người thứ nhất đi, ta đúng là trong miệng ngươi luyện khí sĩ, không thể giả được. Ngươi, mà đang nghe Trần Phi Vô lại như vậy giọng, dù là ảnh tiên vũ loại này gương sáng nếu nước nữ tử cũng không nhịn được hơi có chút chán nản, một chương tuyệt mỹ dung nhan đỏ rực, đều tốt giống như bị chưng chín. Hắn muốn đem Trần Phi đẩy ra, rồi lại không hiểu cảm giác mình thân thể mềm mại đột nhiên sẽ không khí lực, hơn nữa bị hắn hơi chút dựa vào là lâu một hồi sau, hắn đột nhiên phát hiện mình, kỳ thực hình như cũng không như vậy kháng cự. Đồng thời loại cảm giác này thật sự có như vậy một chút. Kỳ diệu. Nghĩ đến đây, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn cư nhiên lúc đó bỏ qua nói ra nhượng Trần Phi đừng tựa ở bản thân vai lời như vậy. Bất quá hắn lúc này trong lòng còn là lộn xộn, đâu còn nhớ rõ muốn hỏi cái gì, chỉ có thể thanh âm có chút run âm thuận miệng hỏi, vậy ngươi xuất ngoại đi làm gì? Ta nói ta đi giết người, ngươi tin không? Trần Phi hơi chút điều chỉnh một chút vị trí của mình, cảm thụ được khuôn mặt giai nhân mái tóc truyền lại mà đến nhẹ nhàng khoan khoái cùng mảnh rẻ chợt, còn có vậy thật rất dễ chịu hương vị, híp mắt, thản nhiên nói. Sát nhân, vì sao? Mà đang nghe Trần Phi nhàn nhạt nói, ảnh tiên vũ hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi hẳn là xem tới được đi, trên cổ của ta, nghe vậy Trần Phi chậm rãi nói. Cổ của ngươi trên, đây là, nghe vậy ảnh tiên vũ vô ý thức nghiêng đi tiếu gáy, lại đột nhiên cặp kia như thanh khê vậy sáng đôi mắt đẹp hơi một ngưng. Bởi vì nàng gặp được Trần Phi trên cổ chỗ sẹo, tuy rằng đã bắt đầu vải kết. Thế nhưng thương tổn tới cái loại này bộ vị. Tùy tiện ngẫm lại đều có thể biết lúc ấy có cỡ nào nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao coi như là trong truyền thuyết luyện khí sĩ, cũng vẻn vẹn chỉ là người, mà không phải thiên thần. Vì vậy nếu là bị thương tổn tới cái cổ, đầu, lồng ngực loại này trổ hiểm, khẳng định tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí cũng có thể quăng đi tính mệnh. Có chút người ngoại quốc không tuân quy củ, chạy tới chúng ta Hoa Hạ nháo sự. Tuy rằng ta không chuyện gì, bất quá cũng không thể làm cho nghĩ ta quá dễ khi dễ a. Vì vậy ta phải đi đem ngươi thù này báo, để cho bọn họ biết chút lợi hại. Trần Phi bên tựa ở ảnh tiên vũ vai trên, chậm rãi nói. Nói đến đây, hắn lại hơi dừng lại một chút, hiếu kỳ nói ngươi ni. Vì sao biết đột nhiên chạy đến loại này lãnh thổ một nước ở ngoài đến, có thể đừng nói cho ta ngươi là đến ngắm phong cảnh. Là làm tránh hắn. Ừ. Vừa nghe Trần Phi nghe thế chuyện này ảnh tiên vũ tâm tình đột nhiên có chút hạ, chậm rãi nói sư phụ hắn là La Tôn, trước đột nhiên đi tới chúng ta Thanh Khâu, nói muốn cùng sư phụ ta Tuệ Vân chân nhân đánh cuộc một hồi, người nào thua, ai sẽ thiếu đối phương một cái nhân tình. La Tôn, sau đó sư phụ ngươi thua bởi hắn, nghe được cái kia tên quen thuộc Trần Phi nao nao, chợt con ngươi hơi híp nói. Ừ, sư phụ ta hắn, không có ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Sau đó tự thua. Lại sau đó người nọ tự nói ra điều kiện, hy vọng ta trở thành hắn đồ đệ. Vị hôn thê của hắn, ảnh tiên vũ thấp hơn rơi nói. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sư phụ mình thất bại, bởi vì nàng sư phụ Tuệ Vân chân nhân đây chính là các nàng Thanh Khâu đệ nhất cường giả, hơn 10 năm trước tựu đã đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh cảnh, thế nhưng, sư phụ nàng lại cư nhiên không có ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Cái này thực sự khiến các nàng Thanh Khâu từ trên xuống dưới, đều không ngờ tới. Ba chiêu sao, thực sự là hèn hạ tên A, muốn dùng Thanh Khâu từ trên xuống dưới đến khiến cho ngươi thỏa hiệp sao? Nghe thế Trần Phi tự nhiên đại khái cũng đã đoán được tin tức đến tột cùng là như thế nào. Không ngoài chính là hai thầy trò nhìn lên ảnh tiên vũ thân thể. Của nàng thể chất, là độc nhất vô nhị, nếu là có thể bị khác phái đoạt được, này tương hội là nhất kiện cực kỳ hữu ích chỗ chuyện tình. Vì vậy cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy nhập lòng, lấy đánh cuộc đến bảy cuộc. Chỉ là ngay cả sư phó của nàng, cư nhiên cũng không ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Mà hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ, trong chốn giang hồ thịnh truyền, một vũ ảnh thượng tiên ảnh tiên vũ sư tôn, chính là Thanh Khâu đệ nhất cường giả Tuệ Vân chân nhân, tu vi thực lực chính là tiên thiên trung kỳ đỉnh. Mà loại trình độ đó, cư nhiên đều bị bại như vậy thẳng thắn triệt để. Xem ra lão gia hỏa kia nếu so với hắn trong tưởng tượng lợi hại một ít a. Ta không thích hắn, vì vậy ta không muốn trở thành của nàng vị hôn thê. Nhưng vào lúc này, tốt thanh âm của người lại lần nữa khi hắn bên tai vang lên. Mang theo nào đó kiên quyết.
Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, nhịn không được ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn đối phương, đến không nghĩ tới cái này tinh thuần, thuần khiết tiểu nha đầu, lại còn có như vậy kiên định một mặt. Đúng vậy, không thích chính là không thích, cho nên hắn không muốn trở thành vị hôn thê của hắn. Mặc dù hiện tại đều như vậy trốn được lãnh thổ một nước ở ngoài tới, đều giống nhau. Chợt chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn đối phương, khóe miệng liệt ra lau một cái cười nhạt nói không thích tự cự tuyệt. Chân thực nếu là có phiền toái, ta sẽ thấy cố mà làm một lần, giả trang vị hôn phu của ngươi thế nào. Cái loại này mặt hàng nếu là dám đến ta Trần Phi bên cạnh đục khoét nền tảng, hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng nga. Hắn cười híp mắt mở miệng nói. Giả trang vị hôn phu của ta, mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, dù là ảnh tiên vũ vừa rồi phó kiên quyết hình dạng, lúc này cũng không nhịn được hình như phương tâm bị xúc động đến vậy mặt cười ngây người. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ nói ra những lời này, giả trang của nàng, chưa, vị hôn phu. Đúng vậy, bất quá ta cũng sẽ không miễn phí làm loại này cật lực không được cảm ơn chuyện tình. Vì vậy hiện tại trước thu ngươi một điểm lợi tức đi. Trần Phi hơi hí mắt ra mở miệng cười, lại lần nữa đem đầu của hắn dựa đến rồi đối phương vai trên. Mà ở cảm giác được bên cạnh dần dần trước mặt nhào tới nam tính khí tức, hỗn tạp mùi mồ hôi cùng với cái loại này cường thế, ảnh tiên vũ trong lòng không hiểu run rẩy, cư nhiên cúi đầu trầm mặc. Cứ như vậy hai người đều không nói. Cùng lúc đó, kinh thành Trần gia nhà cũ nội nội, Trần lão thái gia Trần Hoa Thiên ngồi ở xe lăn, lặng lặng đứng ở trước bàn đọc sách, cách đó không xa. Lưỡng nhi tử, lão đại Trần Bình Trương cùng với lão tam Trần Diệu Hoành chính chia đều ngồi ở lão thái gia trái phải hai bên. Lại xa một chút còn lại là tránh hai vị thoạt nhìn chỉ có 40-50 tuổi nam tử, một người trong đó chính là Trần gia đời thứ ba song hổ một trong Trần Chấn Quân, mà một vị khác. Hắn thoạt nhìn cao gầy, ăn mặc một thân Âu phục, rất có tinh thần, cũng chút nào không nhìn ra từ 40 tuổi mạt ban hình dạng, trên mặt nếp uốn rất ít, biểu tình thoạt nhìn cũng rất thuần hậu. Còn nếu là có cảnh thành trong quan trường người ở đây, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra hắn, kinh thành Trần gia đời thứ ba song hổ một trong, ta đặc biệt hành động cục phó chủ nhiệm một trong. Đều tới. Trần Hoa Thiên Trần lão thái gia xem sách bên trong phòng mọi người đều đến đông đủ, liền chậm rãi đem vật cầm trong tay cuốc sách buông, khàn khàn đôi mắt lưu lộ ra một tia uy nghiêm cùng khí chàng, quét mắt một vòng mọi người tại đây, thản nhiên nói. Ba. Ra ra. Nhất thời bên trong gian phòng liền vang lên mấy đạo hoặc là già nua hoặc là trung khí mười phần thanh âm. Ba, người đêm nay đem chúng ta toàn bộ mọi người tìm đến, là có chuyện trọng yếu gì sao? Mà mọi người ở đây ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới, vị kia lão thái gia con thứ ba Trần Diệu Hoành lão nhân liền chậm rãi nói. Lão thái gia con thứ ba Trần Diệu Hoành là một vị thoạt nhìn gầy yếu lão nhân, đoán chừng cũng có 60-70 tuổi, nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua tràn đầy hạt ban. Cánh tay đi đứng cái gì thoạt nhìn cũng rất nhỏ, mãn đầu tóc bạc cũng chia rất thưa thớt, thoạt nhìn một cây, thật giống như gần bước vào quan tài bản loại người như vậy vậy. Gọi các ngươi đến, tự nhiên là có chuyện này muốn nói. Thế mà nghe vậy nhìn liếc mắt bản thân con thứ ba, lão thái gia nhàn nhạt lạnh lùng nói. Vâng, nghe vậy dù là Trần Diệu Hoành loại này lão nhân cũng hồn nhiên thân hơi run một chút chiến, vội vã thấp giọng nói. Hắn tự nhiên chưa bản thân cha là một rất bá đạo người, vì vậy, hắn không thích bất luận kẻ nào cắt đứt hắn nói. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây đều không nói gì, trầm mặc. Thật giống như đã thành thói quen vậy. Như vậy Trần Diệu Hoành Trần lão thái gia hơi híp một cái kỳ khàn khàn con ngươi, đột nhiên nhìn về phía mình con lớn nhất bên này tôn tử, thản nhiên nói Trấn Quân, Tiểu Lân bên kia đã không chuyện gì đi. Vâng, ra ra. Trần Chấn Quân rất hiển nhiên không nghĩ tới lão thái gia đột nhiên lại hỏi khởi chuyện này, có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là theo liền gật đầu nói trải qua trị liệu sau, Tiểu Lân tình hình đã từ từ ở ổn định lại. Đỗ lão nói chỉ cần khi hắn điều dưỡng cái một năm rưỡi chờ thời gian, thì có thể khôi phục. Phải. Nghe thế lão thái gia khẽ gật đầu, theo còn nói thêm lão Đỗ tại đây kinh thành trong chính là gần với tuân luôn danh thủ quốc gia. Nếu hắn đều nói như vậy. Vậy dĩ nhiên cũng đã không vấn đề lớn lao gì. Nói như vậy, cũng coi như là cái tốt tin tức tốt. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên dừng một chút, có chút chịu đựng người tìm muội phun ra một câu nói không hổ là ta lão Trần gia loại mà, thật đúng là lợi hại a. Nghe thế mọi người tại đây cũng không nhịn được hơi ngây ngẩn cả người,
nhất là Trần Trấn Quân cùng với Trần Bình Trương hai phụ tử, càng là có chút kinh dị cùng với thật sâu nhìn lão thái gia liếc mắt. Lẽ nào, lão thái gia cái này là chuẩn bị nói ra? Mà hai người bọn họ phụ tử có thể nghĩ vậy, bên kia Trần Trấn Quốc cùng với phụ thân hắn Trần Diệu Hoành tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Chỉ thấy kỳ Trần Diệu Hoành cặp kia khàn khàn lão mâu hơi lộ ra lau một cái vẻ kinh dị, nhìn phía Trần Trấn Quân, đột nhiên nói Trấn Quân a, nghe nói con trai ngươi thương mà, phải đi Giang Nam mời tới một vị thần y, cho chăm sóc. Đúng vậy, tam thúc phụ, Trần tiên sinh đúng là ta từ Giang Nam mời tới, hắn cũng đúng là vị thần y. Nghe vậy Trần Trấn Quân hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là theo sát mà gật đầu nói. Cùng lúc đó, hắn lại nhịn không được vô ý thức hướng phía hắn vị kia đường đệ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kỳ, lúc này sắc mặt cực dương vi phức tạp. Ba, người đột nhiên đem chúng ta cũng gọi đến, cũng không cần như thế đi vòng vèo đi. Chẳng lẽ là có lời gì khó mà nói? Bất quá nhưng vào lúc này Trần Bình Trương Trần lão gia tử chợt mở miệng nói. Nhìn lão thái gia. Nghe vậy lão thái gia sắc mặt hơi cứng đờ, lại có một ít mặt không thay đổi thật sâu nhìn bản thân con lớn nhất liếc mắt, sau cùng vẻn vẹn chỉ là trên mặt lão gia run lên, đã qua phía sau xe đẩy mềm mại chỗ tựa lưng trên nhích lại gần, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại do như lão tăng nhập định, thật lâu trầm mặc im lặng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, ở đây sắc mặt của mọi người đều vi hơi đổi đổi, bởi vì lão thái gia loại này cử động chân thực có chút thật là quỷ dị, làm bọn hắn chóc đoán không ra. Bất quá đều đến loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám ở nói chất vấn cái gì, không thể làm gì khác hơn là trong lòng thất thượng bát hạ lẳng lặng cùng đợi. Ai? Cứ như vậy qua hồi lâu sau, do như lão tăng nhập định vậy lão thái gia mới rốt cục khẽ thở dài một tiếng. Đem bản thân khàn khàn đôi mắt nhìn về phía con thứ ba bên này tôn tử, chậm rãi nói Trấn Quốc, trước ở chỗ ngồi mấy vị kia cùng ta đi qua điện thoại, bọn họ hỏi ta chuẩn bị đem ngươi và Trấn Quân trong hai người. Ai trước tiên ở lần này đẩy lên đi, ta nghĩ thật lâu, sau cùng nói cho bọn hắn biết. Ta tuyển Trạch Trấn Quân, ngươi sẽ không trách ra ra đi. Nghe thế mọi người tại đây cũng không nhìn được cả người run rẩy, vô luận là Trần Bình Trương, Trần Trấn Quân hai phụ tử bên này, hay là Trần Diệu Hoành, Trần Trấn Quốc cái này hai phụ tử bên này, đều là như vậy. 3. Nhất là Trần Diệu Hoành lão nhân nghe vậy càng ngây ngẩn cả người. Kỳ khàn khàn lão trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia âm trầm, tối tăm vẻ, giọng nói có chút bất mãn nói. Bởi vì lão thái gia đột nhiên nói ra những lời này, làm ra loại này tuyển trạch, chẳng phải là đem con của hắn cho bỏ qua. Dù sao ở trên chính đàn, lại là bọn họ loại này đỉnh cấp màu đỏ giữa gia tộc lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là một bước chậm, từng bước chậm, coi như cuối cùng có thể ngồi vào cần có vị trí, cũng đã chậm. Hắn năm đó chính là thua cho hắn đại ca Trần Bình Trương, dẫn đến một bước chậm, từng bước chậm, vì vậy hôm nay, hắn lại có thể cam tâm. Được rồi. Thế mà nghe vậy lão thái gia lại mạnh không nể mặt, âm trầm nói Trấn Quốc mặc dù lớn cục quan không sai, biết thân thể to lớn làm hết sức mình, nhưng tóm lại còn là thiếu khuyết một ít quyết đoán. Ở phương diện này Trấn Quân làm được rất tốt, cũng thích hợp hơn cho chúng ta lão Trần gia đấu tranh anh dũng. Vì vậy, quyết đoán. Ba, lẽ nào cũng bởi vì tiểu tử này làm trái lời của ngươi, chạy đi Giang Nam đem cháu của ta mời tới kinh thành, đây là cái gọi quyết đoán. Nhưng lúc này đây Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử lại cư nhiên không ngậm miệng, mà là giọng nói càng thêm tức giận nói, ba, ngươi có thể phải hiểu rõ, năm đó nếu không phải là bởi vì ngài. Sao sẽ có ngày hôm nay loại cục diện này? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây biến sắc. Lão Tam, nói bậy chút gì? Im miệng. Trần Bình Trương Trần lão gia tử càng nhìn không được khiển trách, đồng dạng vẫn còn nháy mắt. Nói đùa, lấy lão thái gia thân phận, chưa từng bị như vậy chất vấn. Ba, ngươi làm gì chứ? Ta không sao mà, ngay cả Trần Trấn Quốc thấy thế đều sắc mặt chợt đổi đổi, mặt hốt hoảng nói. Dù sao lão gia tử tại bọn hắn những vãn bối này trong mắt, bá đạo, cường thế đã thâm căn cố đế, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng ba hắn lại đột nhiên như vậy bạo phát. Được rồi. Nhiên nhi lần này, lão thái gia Trần Hoa Thiên lão nhân lại cư nhiên không có tức giận, chỉ là bình tĩnh khoát tay áo, đang nhìn mình con thứ ba, thật sâu nói trọi lọi hoành, ta biết qua nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi mặt vẫn luôn ở oán hận ta. Hận ta đương sơ không tuyển trạch ngươi, mà là lựa chọn đại ca ngươi. Ta chỉ là vì con ta cảm giác được không đến. Nghe vậy Trần Diệu Hoành sắc mặt lão nhân qua lại thay đổi mấy cái,
cuối cùng vẫn giọng nói liền yếu đi mấy phần, nghiêng đầu bất mãn nói. Nếu là đương sơ ngươi có thể như thế phản bác ta một chút, có thể khi đó, ta sẽ thay đổi chủ ý. Có thể lão thái gia lời kế tiếp, lại khiến Trần Diệu Hoành trên mặt lão nhân thần sắc ngây ngẩn cả người. Thật lâu đều tốt giống như không bừng tỉnh. Không chỉ là hắn, ngay cả ở đây mấy người khác lúc này nhìn phía lão thái gia ánh mắt, cũng không khỏi theo bản năng có chút khác thường. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được, đêm nay lão gia tử, tựa hồ cùng bình thường không quá vậy. Trọi lọi Hoành, ở trước mặt các ngươi, có thể thân phận của ta chỉ phụ thân các ngươi hoặc gia gia. Có thể ở bên ngoài trong mắt những người kia, ta lại là cả lão Trần gia kình thiên trụ, ta phải đúng cả gia tộc phụ trách. Ngươi hẳn là minh bạch đối với một cái riêng lớn gia tộc mà nói, quyết đoán, là cỡ nào trọng yếu phẩm cách. Môn tự vấn lòng, nếu là Bình Chương đem cái vị trí kia để xuống cho ngươi, ngươi có thể so sánh hắn làm được tốt hơn sao? Hơn nữa cái vị trí kia, kỳ thực thật không tốt ngồi a. Lão thái gia cảm thán nói. Mà lần này, Trần Diệu Hoành lão gia tử bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, coi như hắn ngồi trên đại ca hắn cái vị trí kia, có thể bảo đảm. Làm được tốt hơn sao? Càng cao vị trí ý nghĩa càng lớn trách nhiệm, mà cái loại này trách nhiệm trọng lượng, đủ để đem một người áp đổ, tự như cùng. Bây giờ lão thái gia vậy. Ba, là ta sai lầm rồi. Đại ca, xin lỗi. Đều đã 60-70 tuổi người, còn có cái gì nhìn không thấu? Không phải là chấp niệm, không cam lòng mà thôi, mà bây giờ, hết thảy đều đã nói ra, Trần Diệu Hoành lão nhân tự nhiên cũng bỏ đi. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, tối thiểu có thể ở ta trước khi rời đi, có thể thấy ngươi buông qua nhiều năm như vậy, trong lòng khúc mắc, coi như là vậy là đủ rồi. Nghe vậy lão thái gia khẽ mỉm cười một cái, nói. Rời đi. Có thể hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lại thất kinh, nhất là Trần Bình Chương, Trần Diệu Hoành hai vị lão nhân càng nhìn không được biến sắc, hỏi ba, ngươi lời này có ý tứ. Bọn họ đột nhiên trong lòng nhất tề có dũng khí không rõ cảm giác. Kế tiếp lão thái gia bình thản thốt ra nói, quả nhiên. Làm bọn hắn một đám thất kinh, sắc mặt triệt để thay đổi, thậm chí, đều có chút bối rối. Bởi vì lão thái gia lại nói lên nói như vậy kỳ thực cũng không có gì. Bất quá chỉ là ta đại nạn đến rồi. Cái gọi là đại nạn, tự nhiên là tương đối thể diện thuyết pháp, nhưng trong đó ẩn chứa hàm nghĩa lại khiến ở đây mọi người phải biến sắc. Bởi vì lão thái gia có thể là bọn hắn Trần gia kình thiên trụ, định hải thần châm, cũng là bọn hắn lão Trần gia mặc dù có thể đủ đứng hàng kinh thành ba đại hào môn màu đỏ gia tộc lớn nhất duyên cớ. Nhưng bây giờ, lão thái gia lại nói hắn đại nạn đã tới, bọn họ há có thể không thất kinh, há có thể không rung động. Ba, ngươi lời này, là đùa giỡn sao, dù là Trần Bình Chương vị này lão Trần gia tộc trưởng đương nhiệm, nghe vậy cũng không nhịn được có chút quá sợ hãi, không dám tin nói. Bởi vì ở vào hắn hiện tại loại độ cao này vị trí, tự nhiên rất rõ ràng, nếu là lão thái gia đi, vậy bọn họ lão Trần gia sợ rằng ngay tức khắc phải rung chuyển. Vô luận là từ nội, cũng hoặc là từ ngoại. Bình Chương A, ta đã sống 100 số không mấy tuổi, người nghĩ, ta vẫn có thể sống bao lâu? Vĩnh viễn bất tử sao? Mà đang nghe bản thân đại lời của con, lão thái gia hơi dừng lại một chút, bình thản nói. Ba. Mà đang nghe lão thái gia nói ra những lời này, mặc dù Trần Bình Chương Trần lão gia tử trong lòng lại hỗn loạn, lúc này cũng chỉ có thể chấn định lại, chậm rãi nói ba, biết có thể chống đỡ bao lâu sao? Có thể chống đỡ bao lâu? Nghe vậy lão thái gia ngây ngô ngây người nhìn Trần nhà, hữu khí vô lực nói tối đa còn có 5 ngày đi. 5 ngày, nhanh như vậy, nghe vậy mọi người sắc mặt nhìn không được lần thứ hai thay đổi, không thể tin được nhìn lão thái gia. 5 ngày. Đây chẳng phải là... Được rồi, có thể nghe nói lão thái gia lại một tiếng quát chói tai. Nhất thời, ở đây tất cả mọi người hơi bị một trầu. Lão thái gia mở kim khẩu, vậy hắn lão nhân gia quyền uy tự nhiên chân thật đáng tin, bọn họ những... Này làm vãn bối chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Dù sao về công, lão thái gia công đắp thiên thu, là cả nước Cộng hòa anh hùng. Về tư, bọn họ cũng chỉ là vãn bối, nhất định phải đúng lão thái gia bảo trì đầy đủ tôn kính. Có thể tuy nói như thế, nhưng mỗi người bọn họ lúc này trên mặt đều hiện lên theo không giấu được rung động, cùng với hoảng loạn. Dù sao đột nhiên nghe được loại tin tức này, lão Trần gia kình thiên trụ phải ngã, đổi thành cái khác ai, có thể bình tĩnh xuống tới. Ai? Thấy tình cảnh này,
Lão Thái Gia Vi khẽ thở dài một cái, thu hồi nhìn về phía trần nhà ánh mắt, ngồi thẳng thân thể, uy nghiêm mâu quang đảo qua mọi người tại đây, nói các ngươi nên biết ta năm mới từng tiếp xúc qua một ít kỳ nhân dị sĩ, cũng từ trong tay bọn họ học được một ít thủ đoạn nhỏ. Ta hiện tại đã cảm giác được đại nạn gần đến, nhiều lắm, cũng chỉ có thể chống được 5 ngày sau, nhưng này cũng không có ý nghĩa gì. Oanh một tiếng, giống như một viên bom đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Bọn họ lúc này là thực sự óc có chút trống không, bởi vì lão thái gia đều đã chính mồm nói ra những lời này. Tự nhiên, cũng có thể là sự thật. Trấn quốc A. Bất quá ngay tiếp theo, lão thái gia nhưng không có cho. Nữa mọi người suy nghĩ lung tung cơ hội. Chỉ thấy Kỳ Khàn Khàn, già nua con người hơi tối sầm lại, chậm rãi mở miệng nói ta đời này tối hối hận vài món chuyện một trong, chính là năm đó quá bá đạo xúc phạm. Nhìn không thấy ngươi tìm tiểu nha đầu kia, kết quả hơn 20 năm sau ngày hôm nay. Nàng và con trai của nàng đều cho ta cứng rắn lên một khóa. Ra ra. Nghe vậy Trần Trấn Quốc há miệng sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể phun ra ngoại trừ câu nói kia xưng hô ngoại, những thứ khác nói cái gì. Còn nhớ rõ năm đó hắn cho vị kia trên thiện nếu nước nữ tử hứa thề non hẹn biển, cả đời hứa hẹn, nhưng bởi vì ta vị lão nhân một câu nói, một câu không thích hợp. Cứng rắn trở thành hắn năm đó lãnh khốc buông tha lý do. Hắn sai lầm rồi sao? Hắn cũng không biết bản thân sai không sai, chỉ ít 20 năm trước là như vậy. Bởi vì thời điểm đó lão Trần gia, lão Thái gia chính là thiên, lão Thiên gia chính là tất cả, không người nào nguyện ý cùng dám can đảm vi phạm lão nhân gia ông ta ý chí. Vì vậy hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn buông tha. Bởi vì hắn không ly khai trên đầu hắn cái này mũ mão tử, cũng không ly khai lão Trần gia thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? 20 năm qua nhật di hàng đêm, 20 năm qua duy mệnh là từ, như trong tảng băng mỏng. Đổi lấy nhưng vẫn là một câu thiếu quyết đoán. Có thể hắn năm đó quả thực sai lầm rồi, có thể cũng đã chậm, không phải sao? Người có một con trai ngoan, một người tựu để được hơn phân nửa cái lão Trần gia. 20 năm trước ta quả thực sai lầm rồi, nhưng ta hiện tại cũng không có cơ hội vãn hồi cái gì. Nếu là có cơ hội, xem có thể hay không đem tiểu tử kia tìm trở về, là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta lão Trần gia. Bỏ xuống một câu nói như vậy, lão Thái gia cuối cùng vẫn buồn bã ly khai. Chỉ để lại Trần Trấn Quốc nắm chặt theo song quyền, dừng lại ở tại chỗ, trầm mặc không nói gì hồi lâu. Sau cùng lại hoạt kê lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Tìm trở về, nếu đều đã đầu khí, nhất là dễ dàng như vậy lại tìm trở về. Trên đời này, thế nhưng không có gì đã hối hận a. Xem ra ta phải ly khai, làm kinh thành lái về phía Moscow chiếc kia nhanh như điện chớp đoàn tàu mới vừa đi hết trên đường, Trần Phi hơi híp mắt nghĩ lại tới cái này trước lộ tuyến, phát hiện ở bản thân tựa hồ đã ly khai. Ừ, nhảy xuống xe lửa. Ly khai, đi đâu, ở bên cạnh hắn. Mặc đan tuyến thượng y ảnh tiên vũ khuyên tai hơi giật giật, thoáng trên vỉnh lông mi chớp chớp, từ cạn ngủ trong thức tỉnh, đem mình thiếu thủ từ Trần Phi trên vai cho rời, thanh âm có chút nhu nhu đặt câu hỏi. Mặt cười trước sau như một đỏ rực lên. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc, vô luận là hắn tựa đầu gối lên bản thân vai trên, hay hoặc là mình cũng học làm như vậy, đều cảm giác rất mới mẻ, tâm tư rất vi diệu. Mà cái này hai người bọn họ một chỗ mấy canh giờ nội, tuy rằng phần lớn thời gian hai người đều là đang trầm mặc, hay hoặc là hỗ có ăn ý trầm theo ngủ, có thể cái loại cảm giác này, hắn lại không ghét, tương phản thậm chí có một ít hỉ lại. Cho nên khi hắn sương mù gian nghe được Trần Phi đột nhiên nỉ non ra câu nói kia, cư nhiên hơi tỉnh lại, một đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời nhìn hắn. Thật giống như ở chất vấn vậy. Còn có thể đi đâu? Đã quên ta trước nói với ngươi sao? Ta đây lần đi ra, là đi giết người. Ngược lại Trần Phi không kinh nghiệm, cũng căn bản không muốn phương diện kia nghĩ tới. Chỉ thấy Kỳ nhìn thấy ảnh tiên vũ đem gối lên bản thân trên vai thiếu thủ lấy ra, thẳng thắn đứng dậy hoạt động, cười cười nói xem ra ta phải đi trước, nếu không, không muốn bỏ qua đứng. Hắn nói quy hoạch vạn lý bôn tập lộ tuyến, ở khu vực này cũng đã là cùng lần này đoàn tàu phân nhánh giờ. Nếu là chờ một chút, không muốn cự ly càng ngày càng xa. Ta đi chung với ngươi, có thể nhưng vào lúc này gương sáng nếu thủy bàn giai nhân lại cư nhiên cũng đi theo thân đến, nhỏ giọng nói. Ngươi theo ta cùng đi. Nghe vậy Trần Phi giật mình,
chợt có chút dở khóc dở cười nói ngươi một cô gái theo ta chạy đi đả đả sát sát làm gì. Hắn tự nhiên không cân nhắc đối phương vì sao biết đột nhiên nói ra những lời này, chỉ là đơn thuần nghĩ một nữ hài tử mọi nhà, nếu là theo chân hắn chạy đi Italia đả đả sát sát, cái này giống như nói sao. Không được không được. Thế nhưng, rất hiển nhiên ảnh tiên vũ cũng không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ cự tuyệt bản thân, bởi vì. Này thế nhưng hắn gồ lên rất lớn dũng khí, mới nói ra khỏi miệng. Chỉ là đều đã bị cự tuyệt, đây là hắn từ nhỏ đánh tới lần đầu tiên. Cho nên hắn cũng mờ mịt, không biết tiếp cần tiếp tục nói cái gì cho phải. Là hẳn là tiếp tục cầu hắn sao? Ảnh tiên vũ tinh thuần trong nội tâm người thứ nhất xuất hiện ở loại này đúng nghi vấn của mình. Hắn muốn cùng hắn cùng đi. Được rồi, người cũng khó cho ra quốc một chuyến, thừa dịp cơ hội này nơi đi dạo đi. Các ngươi nữ hài tử không phải là đều thật thích như vậy sao? Ta đây lần đi có thể sẽ có một chút nguy hiểm, vì vậy không có khả năng đem ngươi mang theo trên người. Nếu không như vậy đi, chờ ta đem chuyện lần này mà xử lý xong, ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Chỉ là theo chân Trần Phi cũng đã đem hắn ý nghĩ trong lòng đánh vỡ. Bởi vì hắn cư nhiên nói như vậy. Gặp nguy hiểm. Mà đang nghe Trần Phi nói, ảnh tiên vũ rất hiển nhiên ngẩn người. Bởi vì nàng thế nhưng rất rõ ràng Trần Phi thực lực, ngay cả ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả nguyên liệt cương đều bị kỳ chém rụng dưới ngựa. Càng miễn bàn hắn vẫn trong truyền thuyết luyện khí sĩ, thủ đoạn không cách nào tưởng tượng. Có thể mặc dù là như vậy, hắn lại còn nói sẽ có một chút nguy hiểm, cái này khiến hắn nhịn không được trong lòng có chút khẩn trương, chậm rãi nói nếu biết có nguy hiểm, vậy tại sao còn muốn đi? Bởi vì ta không thể để cho người xem thường ta a. Nghe vậy Trần Phi nhẹ giọng cười cười, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người toát ra một tia quang thải kỳ thực ở ta ra trước khi tới. Có không ít người đều cho rằng ta lần này là ở phát điên, quá xung động. Bởi vì này ngoại quốc lão thực lực rất mạnh, cường đến ta cơ hội thậm chí xa vời, bất quá. Kỳ thực ta cũng chỉ là muốn thử một lần, này ngoại quốc lão cũng dám đến ám sát ta, dựa vào cái gì, ta thì không thể đi làm thịt bọn họ đâu. Trên đời này là công bình, không phải sao? Trần Phi híp mắt nở nụ cười. Ta đây hẳn là ở đâu chờ ngươi, Moscow, còn là... Nghe vậy hắn cặp kia như thanh khê vậy sáng sủa đôi mắt đẹp giật giật, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Tùy tiện ở đâu đều được. Nghe được hắn nhu nhu thanh âm, Trần Phi nhịn không được đưa tay khi hắn non mềm mái tóc trên xoa xoa, chỉ cảm thấy đó là một loại chưa bao giờ có xúc cảm. Hắn cười nói dù thế nào chỉ cần ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tùy tiện ở đâu đều không có vấn đề. Nghe vậy ảnh tiên vũ thân thể mềm mại lại đột nhiên run rẩy, ngẩng đầu. Cặp kia như thanh khê vậy sáng sủa đôi mắt đẹp nhìn Trần Phi đôi tròng mắt kia, chậm rãi nói ngươi không phải là muốn giả trang vị hôn phu của ta sao? Cái này rốt cục nếu đổi lại là Trần Phi hơi ngẩn người, có chút kỳ quái nhìn đối phương, đang chuẩn bị nói, lại bị người sau cắt đứt. Chúng ta ngoéo tay, nhớ kỹ xử lý xong chuyện này tựu tới tìm ta. Ta nghĩ đi ship bãi cắt nhìn, nghe nói cảnh sắc rất đẹp. Ảnh tiên vũ không cho, nữa Trần Phi cơ hội nói chuyện. Mà là vươn tay bạch ngọc vậy ngọc thủ nói. Ngoéo tay, được rồi, vậy ngoéo tay đi. Nghe vậy thấy thế Trần Phi có chút sở khóc sở cười cười cười, con người ở chỗ sâu trong lại hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ phức tạp. Cô nàng này, không biết là thật coi trọng mình đi. Bất quá loại thời điểm này hắn vẫn lựa chọn sáng suốt giả vờ ngây ngốc, vươn tay cùng đối phương lôi kéo, tuyển trạch mở ra đoàn tàu thùng xe cửa sổ, từ đang ở nhanh như điện chớp đoàn tàu trên trực tiếp nhảy xuống. Trì hoãn như thế một hồi, hắn hình như đã thiên ly con đường kia tuyến có chút khoảng cách đi. Bất quá, cảm giác này còn giống như không sai. Từ nhanh như điện chớp quốc tế đoàn tàu trên nhảy xuống sau, Trần Phi liền một người bắt đầu rồi lữ hành, từ ngoại ngu rốt lượn lờ vô ngần bàn sơn đường cái, đến phương Bắc Hùng cùng cự lang quốc gia Siberia băng tuyết đường cái, rồi đến lá thẻ tiệp lâm bảo Ukraine, Hungary, Áo. Hắn đoạn đường này tối thiểu đi hơn nửa tháng. Mà dọc đường phong cảnh, nhân văn cảnh sắc, các loại bừa bộn tất cả mặc dù là hắn từ chưa bao giờ thấy qua, nhưng thực sự rất đẹp, rất mê người. Thảo nào người nhiều như vậy đều thích đến chỗ đi một chút nhìn, nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy không đồng dạng như vậy đồ vật. Bất quá hơn nửa tháng sau ngày hôm nay, Trần Phi rốt cục được như nguyện đi tới Italia La Mã đầu đường, một hàng kia bài hùng vĩ kiến trúc, tùy ý có thể thấy được tràn đầy nghệ thuật hơi thở pho tượng, cổ La Mã đấu thú tràng. Vạn thần điện, thánh Peter nhà thờ lớn.
những này đều không ngoại lệ nhường hắn cảm nhận được Italia cái này văn hóa đều rất nặng văn hóa khí tức, cùng với tang thương lịch sử lắng. Chỉ bất quá hắn chuyến này cũng tới giết người, vì vậy ngược lại cũng từ từ thu liễm mấy phần chơi nháo tâm thái, bấm Diêm La Diêm sư thúc nói cho hắn biết điện thoại. Đô đô, đô đô đô. Này, từ microphone nội truyền đến khản giọng Italia nói, Trần Phi hơi có chút nhíu. Bởi vì hắn nghe không hiểu loại ngôn ngữ này. Có thể nói tiếng Anh sao? Thế mà hắn ngay sau đó chậm rãi nói. Lúc này đây cũng dùng tiếng Anh, dọc theo con đường này, hắn ngoại trừ thấy được trên thế giới này càng nhiều hơn mỹ cảnh sau. Cái khác thu hoạch lớn nhất chỉ sợ hắn tiếng Anh khẩu ngữ tài nghệ, hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều, để được với người thường học tập 4-5 năm. Dù sao ưu thế của hắn quá rõ ràng, vô luận là trí nhớ hay là lý giải năng lực đều mạnh kinh người. Vì vậy hắn cái này dùng nửa tháng này ép buộc mình mở miệng nói, liền hết thảy đều đương nhiên, nước chảy thành sông. Đương nhiên, bất quá, ngươi là ai? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến khản giọng thanh âm không thuần thục tiếng Anh, giống như là thật lâu chưa nói. Nhưng càng nhiều hơn cũng nghi hoặc. Bởi vì lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng có thanh niên nhân cùng hắn tự mình đối với nói, thậm chí ngay cả biết hắn tư nhân số điện thoại tư cách cũng không có, chỉ tại đây Italia. Tuyệt đối là như vậy, nhưng bây giờ, hắn đương nhiên nghe được microphone nội đạo kia thanh âm rất non nớt, rất tuổi còn trẻ, là thuộc về người tuổi trẻ. Vì vậy hắn lão Brett, thực sự cảm thấy thập phần nghi hoặc a. Xin chào, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Mà điện thoại của ngươi, là ta sư thúc Diêm La nói cho ta biết, bởi vì ta cần ở ngươi cái này hỏi thăm một việc mà. Bất quá tự sau đó một khắc Trần Phi cũng đã trả lời nghi ngờ của hắn. Chỉ nghe thấy microphone nội truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Diêm La, là hương cảng vị kia Diêm La sao? Italia La Mã Ta Cổ Bảo Nội, căn phòng mờ tối trong, một vị người mặc thủ công chế tạo xa hoa phục sức lão giả lung lay lắc lắc đứng dậy, đỏ như máu giả nua con ngươi lộ ra một tia giật mình nói. Nếu thật là vị kia nói cho hắn biết, vậy hắn lão Brett tự nhiên không dám chậm trễ. Đúng vậy, phải là ngươi trong tưởng tượng vị kia. Nghe vậy Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Có thể nhận thức người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nga, thân ái Trần, ta mới có thể như vậy gọi ngươi đi. Ngươi bây giờ ở địa phương nào, La Mã sao? Nếu không ta trước phái người tới đón ngươi đi, chờ ngươi đến rồi chúng ta Brett gia tộc cổ bảo, ở ngay mặt nói đi. Bên đầu điện thoại kia lão Brett nhất thời nói. Tự nhiên, vinh hạnh tới. Ta hiện tại đang ở La Mã đấu thú tràng bên này. Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói cho đối phương biết hắn vị trí hiện tại. Đấu thú tràng sao, vậy thì mời ngươi ở bên kia chờ một chút mà đi, ta hiện tại liền làm cho đi qua đón ngươi. Nói xong một câu nói như vậy, lão Brett cúp điện thoại, đem mình quản gia giao cho gian phòng hạ lệnh lên. Như vậy ước hơn nửa canh giờ sau. Trần Phi bị một vị thoạt nhìn thập phần ưu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân nhận được trên xe. Xe theo liền lái về phía Brett gia tộc cổ bảo. Làm toàn bộ Italia thậm chí Âu Châu thế giới dưới đất tiêu chí, 11 đại mafia gia tộc không thể nghi ngờ là vệ miện vua. Nhất là giống như Brett gia tộc loại này xưa nhất, huyết mạch tối tổn chính vĩ đại huyết tộc, càng trong đó lợi hại nhất tam đại đại một trong những gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ càng cho Brett gia tộc có vẻ quyền uy. Độc nhất vô nhị. Loại này tồn tại, ngay cả Italia phía chính phủ cũng không nguyện đơn giản cùng va chạm, tự nhiên gia tộc cổ bảo diện tích cũng là cực lớn đến kinh người, phỏng chừng ít nói cũng có số vạn bình phương thước Anh. Kèm theo hơi có chút chói mắt dưới ánh mặt trời, Trần Phi ngồi xe cộ dần dần lái vào khu vực Brett gia tộc đất phong, mặc dù là Italia công dân cũng không có tư cách bước vào cái này, vì vậy địa phương là bọn hắn tư hữu. Mà đang ở bãi cỏ cùng liên miên bất tuyệt phập phồng sườn núi đầu cùng, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vót tòa thành, bất ngờ từ từ dẫn vào mi mắt. Của mọi người nhiều cây tường vi cùng bụi gai vần quanh dưới, rêu xanh thạch bích lượn lờ theo từ xưa trang nhã quang huy, đình tiền biệt viện, thạch bích thành tường, dài hành lang. Dưới ánh mặt trời cổ bảo như hết thảy đều từ yên lặng trong sống lại vậy, chập chờn ảnh ngược quang ảnh quang thải có vẻ dị thường mỹ lệ. Tiên sinh, mời xuống xe. Mà khi Trần Phi ngồi xe cộ rốt cục đã tới cổ bảo trước cửa, ưu nhã tóc dài tái nhợt ra thịt trung niên nhân mời nói. Đây là Italia quý tộc thuần chánh nhất lễ nghi, mà Trần Phi cũng ở nơi đây lễ nghi trong chậm rãi xuống xe,
nhìn trước mắt ít nói có gần trăm thước cao cổ bảo, cùng với trợ thủ đắc lực hai hàng ăn mặc tây trang áo bành tô người hầu, nữ trang phục vóc người nóng bỏng thị nữ. Loại chiến trận này quả thực làm hắn nhìn không được cảm thán, thật đúng là rất hưởng thụ a. Bất quá lời như vậy hắn đương nhiên không ngốc đến tùy tùy tiện tiện nói ra, mà là theo vị kia tóc dài yêu nhã, da thịt tái nhợt áo bành tô trung niên nhân tiến nhập cổ bảo. Cùng hương cảng chợ đêm cái loại này tiểu chiến trận bất đồng, cái này Brett gia tộc cổ bảo, tựa hồ ở Trần Phi trong mắt mới chính thức xưng là cổ bảo. Vô luận là đại môn kia sau trông rất sống động hơn 10 thước cao huyết tộc pho tượng, hay là trưng bày đến hai bên đường các loại văn nghệ phẩm, dương gia họa. Thậm chí có chút từ xưa nhân vật chân dung, cũng không có một. Không, ở trùng kích Trần Phi nội tâm. Nói, lúc này mới hình như là chân chính quý tộc mới có thể có hoàn cảnh sinh hoạt. Thực sự rất biết hưởng thụ a. Ngay tại lúc Trần Phi trong thoáng chốc, vị kia yêu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân đã mang theo hắn xuyên qua cầu hình vòng cửa, văn nghệ phẩm bức họa thông đạo. Rốt cục phía trước ngọn đèn từ từ tối mờ. Trần Phi bị dẫn tới cổ bảo nội thập phần chỗ cao ta đèn quản hôn ám cửa gỗ trước, yêu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân một bên lui về phía sau, một bên cung kính mở miệng nói tiên sinh, tôn kính lão Brett các hạ tựu ở bên trong phòng. Thỉnh chính ngươi vào đi thôi, ta cáo từ trước. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền chuyển hoán lúc ly khai. Rất hiển nhiên, ở không có được vị kia đáp ứng dưới, hắn là không có tư cách tiến nhập trong đó. Được rồi. Thấy tình cảnh này Trần Phi hơi nhún vai, sau đó đưa tay hướng về trước mặt đạo kia thoạt nhìn có chút cũ cũ cửa gỗ chậm rãi thối lui, người sau phát sinh một đạo mệt mỏi chi nha thanh, lau một cái nhàn nhạt dầu hỏa ngọn đèn sáng, liền từ bị đẩy ra cửa phòng khe chạy tới. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn hơi nhíu mày một cái. Bởi vì hắn còn cảm giác được ở căn phòng kia nội, trước mặt nhào tới một thập phần nồng nặc mùi máu tươi, cùng với một đôi già nua, khàn khàn, máu đỏ mắt. Ngươi chính là từ cái kia thần bí mà lại từ xưa quốc gia, đi tới chúng ta Italia Trần sao? Thoạt nhìn thật đúng là tuổi còn trẻ a, bất quá, có gì cần chúng ta Brett gia tộc cho ngươi ra sức sao? Trần Phi trong tầm nhìn xuất hiện ở một vị thật đúng khô gầy lão nhân. Hắn híp mắt cười, mặc trên người nhất kiện hắc sắc vây quanh theo viền vàng hoa văn quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhìn Trần Phi nhàn nhạt cười, cũng đang quan sát. Kỳ thực hắn cũng thật tò mò. Vị kia hương cảng Diêm La vì sao biết đem mình phương thức liên lạc, báo cho biết cho như vậy một cái tuổi quá trẻ tiểu hài tử. Trong mắt hắn Trần Phi cũng quá nhỏ, dù sao bọn họ huyết tộc thọ mệnh thế nhưng từ trước đến nay đều là lấy dài theo xưng. Mà hắn lão Brett, hôm nay cũng có sắp tới 200 tuổi. Là từ năm đó chàng từng lan tràn tới toàn thế giới trong chiến tranh ngạnh sinh sinh rất tới được. Thấy tận mắt thế giới này phát triển thay đổi một màn. Là chứng kiến Italia lịch sử xã hội biến thiên đồ cổ. Mà khi hắn chân chính đem bản thân cặp kia khàn khàn, máu đỏ con ngươi, rơi xuống Trần Phi trên người, tinh tế quan sát lúc, lại đột ngột gian gương mặt già nua kia trên bao phủ ở một vẻ kinh dị. Bởi vì bằng vào hắn thân là huyết tộc công tước không gì sánh được cảm giác bén nhạy, bất ngờ mơ mơ hồ hồ cảm giác được, cái này tên là Trần Phi tuổi nhỏ người, trong cơ thể hắn có lực lượng lại cực lớn đến làm cho giật mình. Xin lỗi. Xin lỗi ta cũng không biết xưng hô như thế nào ngươi. Bất quá ta chuyến này mà đến mục đích, là muốn từ ngươi cái này tìm hiểu một chút, tinh hồng chi nha hang ổ, ở đâu. Trần Phi tựa hồ cũng nhận thấy được đối phương trên khuôn mặt già nua thần sắc biến thái, đơn giản trở nên không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên, thản nhiên nói. Tinh hồng chi nha, mà đang nghe bốn chữ, dù là lão Brett cũng không nhìn được trên khuôn mặt già nua thần sắc hơi đổi. Lộ ra một tia ngưng trọng nói tha thứ ta lớn tuổi, quên giới thiệu bản thân, thực sự là xin lỗi. Tôn kính Trần, người có thể gọi ta là lão Brett, đến mức tinh hồng chi nha. Có thể mạo muội hỏi nhiều một câu, người tìm bọn hắn, là muốn làm gì sao? Cảm ơn người nói cho ta biết tên của ngươi, tôn kính lão Brett. Nghe vậy Trần Phi lễ tiết vậy cười cười, chợt khóe miệng cong lại. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bất ngờ xẹt qua lau một cái làm người sợ hãi màu sắc trang nhã cũng không phải đại sự gì. Ta chỉ là muốn cùng bọn họ coi là bút chướng. Trần Phi lẳng lặng đem mình áo lôi kéo, cho đối phương có thể chú ý tới cổ của hắn. Coi là bút chướng. Nghe thế, dù là lão Brett loại ý này đại lợi kiêu hùng cũng không nhịn được hơi giật mình, bất quá hắn nhưng cũng ngay tức khắc chú ý tới Trần Phi mở ám, chú ý tới trên cổ hắn sẹo, chợt con người hơi run lên. Bởi vì lấy tuổi của hắn, đương nhiên có thể phán đoán đi ra,
hình như là vết đạn đi. Ta quả thực biết Tinh Hồng Chi Nha những tên kia hang ổ ở đâu, bất quá. Tôn Kính Trần, ngươi xác định ngươi thật muốn làm như vậy sao? Có thể ngươi cũng không biết bọn họ, làm cho chúng ta Italia cường đại nhất tổ chức sát thủ, Tinh Hồng Chi Nha, bọn họ cũng không tốt chọc. Từ lão Brett trong miệng rốt cục nói ra Trần Phi mong muốn tin tức. Bất quá, hắn đã ở khuyên bảo. Làm Italia cường đại nhất tổ chức sát thủ, Tinh Hồng Chi Nha, ngay cả bọn họ Brett gia tộc bình thường gian đều biết nhượng bộ lui binh, tiết kiệm dính chọc những người điên kia, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vì vậy tựu Trần Phi loại này quá mức trẻ tuổi thanh niên nhân, mặc dù tốt giống như cũng không thái nhất vậy, có thể làm sao có thể cùng cái loại này người điên sát nhân tập đoàn đánh đồng ni. Cái này quá không thực tế. Tôn kính lão Brett các hạ, có thể đó cũng không phải ngươi hẳn là suy tính sự tình. Ta đã có lá gan một người đi tới nơi này Italia, tổng không biết là cái này đi tìm cái chết đi. Nghe vậy Trần Phi bình thản vô cùng cười cười, trong con ngươi lại chảy ra lau một cái nhàn nhạt phong mang cùng với lệ khí. Nga, xin lỗi, là ta lắm mồm, tôn kính Trần các hạ. Xin lỗi, ngươi có thể không trước một người ở thư phòng này chờ ta một chút. Lão Brett ân hồng con ngươi huyết quang hơi lóe lên, đưa tay để ở trước ngực tạ lỗi nói. Tự nhiên, Trần Phi bình thản thốt ra. Chợt chỉ thấy lão Brett già nua thân thể chậm rãi lui về phía sau, từ từ không có vào trong bóng tối, ngay sau đó đột ngột một tiếng líu díu chói tai tiếng ngựa hí vang lên, rậm rạp có ân hồng con ngươi, con rơi vậy sinh vật lao ra hôn ám gian phòng cửa sổ, hướng về xa xôi chỗ tọa dựng đứng ở cổ bảo nội nghiêng tháp cao vào tới. Chỉ thấy tại nơi nghiêng tháp cao trong, bất ngờ tồn tại một tòa nhỏ hẹp, mở tối căn phòng, tự đứng ở đó chỗ sâu nhất. Gian phòng đại môn hai hàng, là một cái thường thường đốt từ xưa dầu hỏa đèn hành lang, từng vị người mặc thường thường hắc bào, đem toàn thân đều lung bao ở trong đó thân ảnh lẳng lặng phân loại ở hai bên đường, giống như là pho tượng vậy, tràn ngập làm người ta buồn nôn dày nặng mùi máu tươi. Còn có cặp kia song giấu ở dưới hắc bào lúc sáng lúc tối ân hồng mâu quang, làm cho cực sợ. Tê, tê, tê. Nhưng vào lúc này, rậm rạp chằng chịt đàn rơi xuất hiện ở đây hắc ám hàng lang nhập khẩu. Lại làm chúng nó rơi xuống đất sau bất ngờ biến thành một người hình. Cái này cũng hình người không phải là so với người, chính là mới từ Trần Phi trước mặt rời đi lão Brett. Tộc trưởng đại nhân. Nhất thời vị nào vị điêu khắc vậy hắc bào thân ảnh giống như là thức tỉnh vậy, phát sinh u lãnh, như băng tinh thanh âm. Thế mà lão Brett nhưng không có nói một câu. Vẻn vẹn chỉ là động tác chậm rãi sửa sang lại bản thân hơi có xốc xếch mặc áo, liền mặt không thay đổi bán ra bước chân, hướng hàng lang chỗ sâu nhất, tối đầu cùng mai phục. Xa xa nhìn lại, cuối hành lang giống như bị một tầng nồng nặc hắc ám bao phủ một chút, chỉ có một luồng sợi, từng tầng một dày nặng làm người ta buồn nôn mùi máu tươi tàn tạp trong đó, thật giống như mai táng trên mặt đất ám hồng sắc vực sâu cự thú. Làm người ta không kiềm hãm được ra đầu tê dại. Tí tách, tí tách. Không biết từ đâu phát ra giọt nước tích lạc thanh âm. Lặng lặng, lạnh như băng, như xúc động ở tâm linh của người ta trên. Có thể lão Brett đi phảng phất mới nghe lần đầu, lặng lặng thong thả về phía trước cất bước, tại nơi dầu hỏa đèn phóng ra hôn ám quang ảnh dưới, cái bóng bị kéo rất dài, sau cùng đi tới đầu cùng. Ở nơi này, một tòa đáng thương chỉ có không được một thước cao rách nát cửa phòng lặng lặng thụ lập. Mà xuyên thấu qua rách nát cửa phòng một khối cùng một khối khe. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lạnh như băng ngăn tủ, như quan tài vậy vật thể, lẳng lặng đỗ ở ta khối khắc hữu thần bí hoa văn, như phương Tây điện ảnh trong ma pháp trận vậy sàn nhà khu vực trên. Lão Brett, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, từ căn phòng kia nội vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Tôn kính Brett tam thế, ta nghĩ ta có tất muốn đi qua nói cho ngươi biết một việc mà. Lão Brett bước chân của đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu, cặp kia khàn khàn, già nua. Ân hồng con ngươi chăm chú nhìn chăm chú vào cửa phòng nói. Nga, ngươi hơi chờ ta một chút. Từ căn phòng kia nội vang lên khàn giọng thanh âm nghi ngờ ngữ điệu, theo, một đạo làm người ta hàm răng mệt mỏi chi nha thanh từ cửa phòng nội vang lên, theo liền có một đạo phanh tấm ván gỗ rơi xuống đất nặng nề thanh nhớ tới, theo sát mà cửa phòng cũng bị đẩy ra, là bị một nhỏ gầy, bàn tay gầy guộc. Chỉ thấy một vị tối đa chỉ có 60-70 ly thước cao tóc trắng xóa lão giả đi ra. Ở trên người hắn tràn ngập làm cho khó có thể tin dày nặng mùi máu tanh, thậm chí trong hốc mắt xóa sạch ân hồng, càng làm cho người con ngươi co rút lại. Xem ra là chuyện rất trọng yếu. Nếu không,
ngươi cũng sẽ không đích thân đến ta đây đến đây đi. Bị lão Brett trở thành Brett tam thế thấp bé, tóc trắng xóa lão giả run rẩy nói, thật giống như tùy thời đều có chút có thể sẽ tắt thở. Đúng là chuyện rất trọng yếu, ngay cả ta đều có chút khó có thể tin. Lão Brett lẳng lặng nỉ non một tiếng, chợt chậm rãi mở miệng nói, từ thần bí kia mà lại từ xưa hoa hạ tới một vị trẻ tuổi, hắn nói. Hắn muốn đi tìm tinh hồng chi nha này những con chuột coi là bút chướng. Hơn nữa, hắn vẫn hoa hạ hương cảng vị kia Diêm La Diêm tiên sinh giới thiệu tới. Diêm La Diêm tiên sinh. Nghe vậy Brett tam thế khàn khàn ân hồng con ngươi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị, chậm rãi nói, ngươi xác định là một vị trẻ tuổi. Mà không phải, một vị chính mình thanh niên nhân diện mạo lão gia này. Trên đời này thật nhiều thần kỳ đồ vật, tuy nói không thể để cho người trường sinh bất tử, nhưng ở trước khi chết, đều vẫn duy trì rất trẻ tuổi dung mạo cùng trạng thái, nhưng vẫn là có thể làm được. Tỷ như hắn biết, tại nơi phiến thần bí trong rừng rậm, dài thường thường lắng tai đoá tự dự vi rừng rậm chi thần hậu duệ. Ám giả tinh linh tộc, bọn họ sẽ không quá lộ vẻ ra. Muốn là lỗ mũi của ta không ra vấn đề, ta hẳn không có nghe thấy sai. Hắn hẳn là tối đa không vượt lên trước 30 tuổi đi, bất quá. Trong cơ thể hắn lại cất giấu ngay cả ta đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Lão Brett hơi nhún vai nói. Phải. Nghe thế, dù là Brett tam thế cũng hơi ân hồng con ngươi lóe lên một cái, sau đó lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười yếu ớt vẻ, run rẩy ho khan nói khụ khụ. Chiếu ngươi nói như vậy, tựa hồ sẽ có một hồi trò hay có thể nhìn. Vừa vặn có người có thể đủ giúp chúng ta ác tâm một chút này thảo nhân ghét tên, coi như là một chuyện tốt. Phải, vậy xem ra ta đã biết phải nên làm như thế nào. Bất quá, chúng ta cần không nên phải làm những gì chuẩn bị ni. Nếu như, lão Brett nghe vậy hơi xoay người sang chỗ khác, tựa hồ chuẩn bị ly khai. Có thể đến cuối cùng nhưng vẫn là đột nhiên tới một câu như vậy. Nếu như, lẽ nào ngươi đúng tiểu tử kia rất có lòng tin sao? Phải biết rằng những tên kia tuy rằng thảo nhân ghét, có thể nhưng cũng không dễ chọc, khụ khụ. Lẽ nào ngươi đã quên lỗ tai ta mặt sau đạo này thẹo? Brett tam thế run run đem bản thân cái lỗ tai bên cạnh tóc dài đẩy ra, lộ ra một cái ám hồng sắc thật sâu sẹo. Rất là chói mắt, rất là bắt mắt. Xin lỗi, tôn kính Brett tam thế các hạ, là ta cân nhắc hơn. Thấy thế lão Brett trầm mặc nửa ngày, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đem trong lòng mình một màn kia vi diệu không thực tế ý tưởng vứt đến rồi sau đầu. Đúng vậy, phải biết rằng giờ khắc này ở trước mắt hắn vị này Brett tam thế, đây chính là bọn họ Brett gia tộc một vị duy nhất đại công tước cấp bậc cường giả, thậm chí so với hắn lão Brett, thực lực đều còn phải cao hơn một cái cảnh giới. Có thể mặc dù là như vậy vĩ đại, cường đại Brett tam thế các hạ, nhưng vẫn là bị vị kia lệ thuộc ở tinh hồng chi nha, được khen là truyền kỳ cấp bậc sát thủ vương đao phong sách đánh bại. Thậm chí còn để lại như vậy có thể nói là sỉ nhục bi thương. Chính là một người trẻ tuổi, chính là nhượng hắn lão Brett đều cảm giác được nguy hiểm thì thế nào. Tại nơi loại truyền kỳ, vĩ đại sát thủ vương trước mặt, đây hết thảy đều là giả, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo sát mà hắn liền quay đầu đi qua, chuẩn bị ly khai. Đồng thời cũng chuẩn bị vứt bỏ cái loại này không thiết thực ý tưởng, không dính cái này tranh vũng nước đục. Khụ khụ, khụ khụ, khụ. Từ phía sau hắn truyền đến Brett tam thế run run tiếng ho khan. Rách nát cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, phát sinh làm người ta hàm răng mệt mỏi chi nha thanh, chợt lại bị đóng cửa, hết thảy đều quy về an tĩnh cùng hôn ám. Như vậy mấy phút sau, lão Brett lại một lần nữa xuất hiện ở ban đầu cùng Trần Phi gặp mặt địa phương. Tôn kính Trần các hạ, ta nghĩ ta đã mang đến thứ ngươi muốn. Lão Brett cũng không có nói ra hắn đi làm cái gì. Bất quá hắn lại mang về một tấm bản đồ. Mặt trên ghi chú một mảnh bạch tuyết trắng như tuyết khu vực, một quả dường như dã thú răng nanh vậy, tích theo máu đánh dấu bất ngờ hỗn loạn ở trong đó. Chính là chỗ này, tôn kính Trần các hạ ngươi sở muốn biết địa phương, những tên kia hang ổ. Lão Brett dùng tay chỉ tích theo máu răng nanh tiêu chí, sở tiêu ghi tạc khu vực, chậm rãi mở miệng nói. Đây là địa phương nào? Thế mà Trần Phi nhưng có chút xem không hiểu cái này dùng Italia nói đánh dấu địa đồ, cau mày nói. Đây là dãy núi ép, nó ngay chúng ta Italia bắc bộ, lão Brett giải thích. Nguyên lai là dãy núi ép A, nghe vậy Trần Phi bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao dãy núi ép tại thế giới trên nổi tiếng còn là rất rộng, coi như hắn người Hoa, cũng đều nghe nói qua. Bất quá,
Tôn kính lão Brett các hạ, người có thể không tìm cá nhân giúp ta phiên dịch một chút tấm bản đồ này, dùng tiếng Anh hoặc là Hoa Hạ văn. Xin lỗi, ta xem không hiểu Italia nói. Bất quá theo hắn lại như vậy mở miệng nói. Dù sao dãy núi ép như vậy rộng, nếu là hắn mạo muội như vậy cầm một chương xem không hiểu ngôn ngữ địa đồ đi vào, tự nhiên là rất có thể lạc đường. Nga, xin lỗi, là ta sơ sót. Cho ta một ít thời gian đi, sáng mai ta bảo chứng ngươi có thể bắt được thứ ngươi muốn. Có thể đêm nay tôn kính Trần các hạ ngươi, có thể ở chúng ta Brett gia tộc cổ bảo nội nghỉ ngơi thật tốt một chút, tựa như các ngươi Hoa Hạ có một câu nói, gọi. Nhưng ta cố gắng tận tình địa chủ. Lão Brett chợt cười cười nói. Như vậy, ta đây tự cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Phi cười gật đầu. Vừa vặn nửa tháng này đến đi một chút rừng một chút lâu như vậy, hắn kỳ thực cũng hơi có chút mệt mỏi, vì vậy là có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Như vậy, Trần Phi liền ở Brett cổ bảo nội nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vị kia tóc dài yêu nhã lại cơ thể tái nhợt tây trang áo bành tô trung niên nhân liền xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đem một chương đã phiên dịch tốt Italia Bắc Bộ A bối ngươi tư vùng núi vực địa đồ giao cho Trần Phi. Tiên sinh, đây là lão Brett các hạ nhượng ta giao cho ngài. Mời xem qua, hắn cung kính nói. Hoa Hạ văn, không thành vấn đề, đa tạ. Trần Phi đem địa đồ mở ra nhìn một chút, phát hiện đúng là dùng Hoa Hạ văn phiên dịch, chợt như là rất hài lòng vậy híp mắt cười cười. Sau đó không lâu sau, một chiếc đi qua cải trang chạy băng băng gờ hệ Việt dã liền lái ra khỏi Brett gia tộc cổ bảo, hướng về bắc bộ dãy núi ép chỗ ở khu vực đi vào. Italia bắc bộ, tọa được khen là toàn bộ Âu Châu đại lục vĩnh hằng tọa độ băng tuyết dãy núi, tản ra làm người ta khó có thể kháng cự đặc biệt mị lực, cũng không có tứ quý trong như vậy đặc biệt giá lạnh phân chia, ngược lại là suốt năm ấm áp, cảnh sắc hợp lòng người. Cũng để cho nơi này trở thành toàn cầu đông đảo trong mắt người suốt đời tối đáng giá đi trước một trong những địa phương. Xưng là thượng đế ban tặng nhân gian thiên đường. Thế mà rất đáng tiếc là, Trần Phi lúc này lại cũng không có thưởng thức xinh đẹp loại này cảnh sắc tính chất, trái lại trong lòng hơi có chút khẩn trương. Cùng với chờ mong, bởi vì hắn thế nhưng tìm đến một ít người tính sổ, hơn nữa, những người đó còn giống như thực lực rất mạnh rất mạnh. Hô, hô, hô. Làm thần nhật sơ thăng thời gian, Italia dãy núi ép dưới chân chảy xuôi làm người ta sảng khoái uy phong. Có thể từ Trần Phi bước vào cái chỗ này bắt đầu, nhưng thật giống như cho nó bao phủ lên một tầng dày đặc mây đen, tiêu chí theo tử thần tới, muốn tới tìm một ít người, có chút tổ chức tính sổ. Phải biết rằng làm trên địa cầu này khổng lồ nhất hai đại văn minh phân kỳ, Đông Phương Long Quốc gia cùng phương Tây Hắc Ám thế giới từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau. Tối trọng yếu là ai cũng đừng vi phạm, bằng không, đó chính là một loại xích lõa lõa khiêu khích hành vi. Chớ nói chi là lúc này Trần Phi trên cổ đạo kia vết đạn, còn không lúc nào không khắc không đang nhắc nhở hắn. Đều bị khi dễ như vậy cấp trên, nếu là còn ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng, đây chẳng phải là có vẻ quá vô năng, quá nhu nhược. Tinh Hồng Chi Nha, thế giới bài danh 4 tổ chức sát thủ. Dọc đường, Trần Phi cầm một. Khác trương lão Brett giao cho hắn về Tinh Hồng Chi Nha tư liệu, không khỏi mắt hơi híp tự lẩm bẩm. Làm trên thế giới này công nhận bài danh đệ tứ khủng bố tổ chức sát thủ, cái này Tinh Hồng Chi Nha tự nhiên cũng không lãng đắc hư danh. Bọn họ chính mình đông đảo ưu tú đứng đầu sát thủ, cùng với các loại làm người ta khó có thể tin, sởn tóc gáy thủ đoạn sát nhân. Nhất là cần bên trong tổ chức 12 đại ngân bài sát thủ cùng với tứ đại vương bài. Càng hôm nay quốc tế sát thủ giới làm người ta uy phong táng đảm tồn tại, thậm chí. Trong đó có một vị còn được gọi là truyền kỳ. Tinh Hồng Chi Nha, Đao Phong Xét, được khen là hôm nay sát thủ giới tối thiểu có thể đứng vào trước ba cực đoan người ưu tú. Từ hắn xuất đạo ngày khởi, liền như sao chổi vậy mãnh liệt, đột ngột cực kỳ, lóng lánh tại nơi cái hắc ám, lạnh như băng sát thủ trên thế giới, tùy ý phong lưu mưa đánh gió thổi đi, bao nhiêu thiên tài cùng lão tướng ngã xuống. Mà hắn đổ sộ bất động, đủ để có thể thấy được người này có lợi hại dường nào, cỡ nào kinh người. Mà hắn tối dụ cho người chú mục chính là thành tích, không thể nghi ngờ là hơn 10 năm trước, một người một đao như hắc ám cái bóng vậy bước chân vào Vatican cái kia cuồng nhiệt giáo đồ tụ tập thần thánh giáo đỉnh giáo hội, đem một vị phó chủ giáo đầu mang ra ngoài. Cái loại này chiến tích mặc dù là để xuống tại thế giới trong phạm vi cũng xưng là nếu như người sợ hãi. Dù sao, đây chính là thần thánh giáo đỉnh giáo hội. Trên thế giới này khổng lồ nhất cuồng nhiệt giáo đồ tụ tập.
rốt cục muốn đến chỗ rồi sao? Mà khi Trần Phi đối chiếu trong tay dãy núi ép địa đồ, dọc theo trườn gập gành bàn sơn đường cái hướng về phía trước, rốt cục gặp được cách đó không xa xanh tươi tốt nguyên thủy tùng lâm sau, khóe miệng hắn không khỏi buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến nhập nguyên thủy trong rừng rậm. Hắn lựa chọn trạm thứ nhất, chính là tinh hồng chi nha tổ chức sát thủ hậu bị sát thủ trụ sở huấn luyện. Giấu kín ở dãy núi ép ta đại liệt cốc trong. Đều cho lão tử ra sức giờ, không muốn chết tựu lên chạy. Bằng không, ta đáng tin các ngươi không thấy được như thế này Thái Dương. Tại nơi đại liệt cốc trong, chính có một người dáng dấp thập phần hung hãn đầu chọc bạch nhân chính ăn mặc một thân quân trang, giọng nói dường như lưỡi dao vậy bén nhọn hung hăng quát mắng. Mà ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, chính có thật nhiều thần tình chết lặng, màu da khác nhau tiểu hài nhi mặc trên người mang nặng nề phụ trọng vật thể, cắn răng không gì sánh được chật vật di chuyển cước bộ của mình. Có thể bọn họ một khi nếu tốc độ dưới chân chậm, lại ngay tức khắc sẽ nghênh đón từng cây một quấn vòng quanh bụi gai roi. Ít nhất, 4-5 cái thần sắc âm lãnh tên sẽ cầm roi chờ ở đội ngũ bên cạnh, trên mặt mang tàn nhẫn vô cùng lệ cười. Phanh! Có thể nhưng vào lúc này, thập phần đột ngột một tiếng súng vang, trong đội ngũ một vị bạch nhân tiểu hài nhi đầu trực tiếp bị đánh bể, máu đỏ tươi cùng với óc chảy ra. Tướng mạo hung sát đầu chọc bạch nhân lắc lắc trong tay chính mạo hiểm khói xanh tay thương, súng, sắc mặt nhăn nhó, tàn nhẫn cười nói xem ra các ngươi thật đã cho ta là ở cùng các ngươi nói đùa. Nga, xin lỗi, đã quên nói cho các ngươi biết, 3 tháng trước cũng có một nhóm các ngươi phế vật như vậy bị đưa đến cái này đến, chỉ là hiện tại, bọn họ cũng đã tất cả đều đi gặp Thượng Đế. Nếu muốn sống sót, tự hoàn thành ta nói tất cả, bằng không, Thượng Đế có lẽ sẽ rất thích các ngươi, ha ha ha. Phanh, 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 lại có 3 đạo thân ảnh gầy yếu ngã trong vũng máu. Người này quả thực chính là một người điên, hoàn toàn không đem này tiểu hài nhi làm người xem. Có thể, trong mắt hắn, những đứa bé này cũng chỉ chia làm có giá trị lợi dụng cùng không có giá trị lợi dụng hậu bị sát thủ cơ khí đi. Hàng năm, bọn họ cái này chỉ ít sẽ bị đưa tới mấy trăm gần nghìn người, có thể mỗi lần cũng chỉ có mấy cái như vậy người thậm chí không có người có thể sống sót. Đây là tàn nhẫn, đây là tàn khốc, bởi vì bọn họ tinh hồng chi nha không cần ở cuối xe, không cần phế vật, bằng không. Chết chính là hắn. Thật đúng là không hề nhân tính a. Đứng ở cách đó không xa đại liệt cốc chỗ cao Trần Phi, nhìn thấy một màn này không khỏi có chút trầm mặc, nhãn thần cũng dần dần trở nên lạnh. Theo sát mà, hắn tiêu thất ở tại chỗ. Xem ra ngươi là bỏ qua sao, kỳ thực buông tha cũng không sai, bởi vì ý vị này giải thoát, bất quá. Ba, mà khi sắc mặt hung ác nam tử đầu chọc lại lần nữa đem lạnh như băng nòng súng nhắm ngay một cái cả người co quắp ngã xuống đất thanh âm thời gian, vẫn cũng không có lớn như vậy niên kỳ tay trưởng, lại đột nhiên xuất hiện, đem cánh tay hắn kéo. Cái này nhất thời làm kỳ bỗng nhiên biến sắc. Là ai? Phanh. Bất quá sắc mặt hung ác nam tử đầu chọc cũng phản ứng rất nhanh, bên phải súng lục trong tay nhất thời quỷ dị vậy xuất hiện ở tay trái. Nòng súng lạnh như băng nhắm ngay phía sau đạo kia đột ngột xuất hiện, làm hắn sởn tóc gáy thân ảnh chính là một thương, súng. Nhất thời, đang ở gian nan chạy nhanh bọn nhỏ ngây ngẩn cả người. Ngay cả 4-5 cái thần sắc âm trầm tên cũng ngây ngẩn cả người. Oanh, oanh. Thế nhưng, sẽ ở đó tiếng súng vang lên trong nháy mắt, mọi người lại bỗng nhiên nghe được, trong không khí, tựa hồ trong lúc bất chợt tràn ngập khởi một đạo nặng nề chí cực nổ vang. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi co rút lại thấy, đạo kia tuổi còn trẻ thân ảnh, không biết khi nào, thì đã lẳng lặng vươn một tay gian. Mà ở giữa bàn tay, một viên nóng, đen kịt đạn chính không gì sánh được chấn động bọn họ nội tâm. Không, vậy làm sao có thể? Phanh! Sắc mặt hung hãn nam tử đầu chọc cũng hiển nhiên cũng sợ ngây người, không nghĩ tới cái này đột ngột xuất hiện ở bóng người lại kinh khủng như vậy. Mà kế tiếp hô hấp gian. Hắn vô ý thức thốt ra nói lại bỗng nhiên cứng lại rồi, bởi vì, thân ảnh kia thoạt nhìn phảng phất rất gầy yếu quả đấm, nhưng ở hắn khuôn mặt trong kinh hãi, nặng nề đập vào trên người của hắn. Nhất thời mọi người bên tai chỉ nghe được một trận xương vỡ vụn thanh âm vang lên, sau đó tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, dưới chân bọn họ thổ địa, lúc này bất ngờ đã ao hãm đi xuống mấy phần. Một dường như bão cát vậy khí lãng trong sát na che đậy tầm mắt của bọn họ. Đó là cái gì? Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này. Theo sát mà dường như cát vậy đá vụn dường như mưa sa mưa tầm tả xuống, bọn họ rốt cục thấy rõ.
Tại nơi hơi ao hãm đi xuống trên mặt đất, sắc mặt hung hãn nam tử đầu chọc đã giống như cá chết vậy, trong mắt thần thái tan giả cả cỗ thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Mà lúc này, ở trên lưng của hắn, không biết khi nào, đã đột ngột xuất hiện một vị thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi đông phương mặt. Mà hắn một chân, lúc này chính phảng phất tùy ý vậy dẫm ở vậy sắc mặt hung hãn trung niên nhân bất ngờ đã vặn vẹo rạn nứt lưng trên. Đến mức người sau, tắc đã sớm đem tiếng động hoàn toàn không có. Ngươi đến tột cùng là ai? Mà ở thấy tình cảnh này, năm sáu thần sắc âm trầm tên sắc mặt có thể nói sợ hãi nhìn Trần Phi. Một đám da mặt tử điên cuồng lay động, tràn đầy sợ hãi. Dù sao phải biết rằng, sắc mặt hung hãn đầu chọc bạch nhân có thể là bọn hắn bên trong tổ chức được khen là tối tiếp cận ngân bài sát thủ tồn tại, hôm nay bị phái tới điều giáo tân nhân, bất quá là bởi vì hơi có chút chán ghét loại cuộc sống đó, mà tự nguyện muốn tổ chức xin chạy tới chế thuốc sinh hoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ bên trong tổ chức như vậy đại nhân vật lại cư nhiên ở trong tay đối phương đi bất quá nhất chiêu, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại tự làm bọn hắn gan đều bị sợ phá, quá khó có thể tin. Phốc suy. Thế mà đáp lại bọn họ cũng từng tiếng bén nhọn phá không, cùng với lăng liệt kêu thảm thiết. Bởi vì đang lúc bọn hắn chỉ thấy hoảng sợ trong con ngươi, từng đạo xích ánh sáng màu đỏ dường như ma quỷ vậy chợt phủ xuống, xuyên thủng cổ của bọn họ cùng trái tim. Không. Này sắc mặt âm trầm tên tất cả khó có thể tin cúi đầu đang nhìn mình trái tim chảy ra tới tiên huyết, trong tay răng đầy bụi gai do chậm rãi bày ở, rơi xuống đất. Có thể nhưng vào lúc này lại đột nhiên lại có liên tiếp dày đặc tiếng súng vang khởi, khiến Trần Phi đôi mắt bỗng nhiên rụt một cái. Chỉ thấy tiếng súng lúc, hắn vung tay lên, liền đem này ở người bình thường trong mắt bị coi là tử vong đạn ngăn lại. Có thể hắn để ý cũng điểm ấy, mà là này cầm súng xạ kích hắn người, cư nhiên. Rõ ràng là này trong mắt hắn, đã bị hắn cứu vớt tiểu hài nhi. Là bọn hắn chủ động mang theo người súng lục cò súng. Hay là có người đã bị tẩy não, thực sự là đáng sợ a. Nhìn những hài tử kia trong mắt dường như dã thú chết lặng, dữ tợn. Căm thù ánh mắt của hắn, Trần Phi khóe miệng vô ý thức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhưng sau một khắc, hắn vẫn vung tay lên, một luồng sợi xích hồng sắc hỏa diễm dường như bão tố vậy, đem những hài tử kia các bao phủ. Mà khi ngọn lửa kia bão tố tản ra sau, tất cả mọi người ngã xuống, một tảng lớn, toàn bộ vững quyết đi qua. Ai, cái này tâm, vẫn là không nhịn được nhẹ dạ a. Trần Phi nhịn không được khẽ lắc đầu một cái, lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nhất thời tóc gáy cũng dựng thẳng, mao cốt tủng nhiên. Bởi vì đột ngột gian hắn bỗng nhiên cảm giác được, có một làm hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm hung hăng xé rách hướng bờ vai của hắn. Phanh. Phốc suy. Phảng phất là kim thiết đánh vậy nặng nề chói tai tiếng vang lên. Đầu vai hắn, bất ngờ có chút da chóc thịt bong, nóng tiên huyết chảy ra. Đáng chết. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi mặt màu sắc trong nháy mắt trở nên có chút âm trầm, bay bổng theo lau một cái thật sâu băng lãnh vẻ. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới lại đột nhiên có người sẽ đánh lén hắn, điều này làm cho hắn có chút sơ vu phòng bị, trở tay không kịp. Tối trọng yếu là, cái này đều đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên đã ở trên cổ hắn để lại dày đặc vết đạn, mà lần thứ hai, cũng chính là hiện tại, đồng dạng đã ở trên vai hắn để lại khắc cốt ghi xương ấn ký. Tiên huyết nhễ nhại. Người Đông Phương, ngươi là ai? Mà nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh đến không có tâm tình thanh âm lạnh lùng khi hắn cách đó không xa vang lên. Trần Phi lẳng lặng ngẩng đầu, một đôi quạnh quẽ con ngươi hướng chất vấn thanh chủ nhân nhìn lại. Chỉ thấy đó là một vị 60-70 tuổi, da trắng phu dường như màu vàng cỏ khô vậy cuốn tóc lão giả. Thế mà cùng lão Brett cùng với Brett gia tộc cổ bảo nội tuyệt đại đa số người vậy, trong mắt của hắn rất ân hồng, thật giống như một đầu toàn thân tràn ngập mùi máu tươi quái vật. Hấp huyết quỷ, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên khóe miệng cong lại nói. Nghe vậy da trắng phu tóc quan lão giả khàn khàn con ngươi hung hăng cau. Toát ra một loại nhàn nhạt âm ngoan vẻ, nói có thể ngươi càng hẳn là xưng hô chúng ta, vì vĩ đại huyết tộc. Mà không phải, họa là từ ở miệng mà ra. Phải. Thế nhưng nghe vậy Trần Phi khóe miệng lại không có gì lạ phủi phiết, nhãn thần chợt lộ ra một tia ngoan lệ nói có đúng hay không họa là từ ở miệng mà ra, ta không biết.
bất quá ta nhớ ngươi càng hẳn là lo lắng cho mình. Ngay tại lúc da trắng phu tóc quan lão giả nghe vậy phảng phất là chẳng đáng vậy cười cười lúc, Trần Phi cả người cũng đã hóa thành một đạo xích hồng sắc thiểm điện, hướng hắn phóng đi. Chỉ thấy kỳ hình thể thần tốc gian tay phải năm ngón tay từ lâu chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành móng chạc, một luồng sợi đạm hồng sắc khí lưu ủng lượn quanh ở giữa, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Hình ý quyền ưng hình, tê kim chảo. Một chảo này phảng phất là có thể xuyên thủng kim thạch vậy, dắt cuốn cuồn cuộn cực nóng lửa sóng, khiến lão giả kia bỗng nhiên biến sắc, nguyên vốn phải là hiện đầy khinh thường trên khuôn mặt già nua, lúc này bất ngờ đã được ăn kinh cùng khó có thể tin nhồi. Dù sao làm một vị đã du ngoạn sơn thủy công tước vị vĩ đại huyết tộc, hắn tối dẫn cho rằng tự hào năng lực một trong, đó là khứu giác, nhận biết lực. Nhưng bây giờ hắn lại thì đã từ tuổi còn trẻ, đông phương mặt thanh niên nhân một chảo này gian, ngửi được làm hắn sởn tóc gáy khí tức nguy hiểm. Hắn tại sao có thể không kinh hãi, không cảm thấy khó có thể tin. Ngươi đến tột cùng là ai? Tình thế cấp bách hoảng loạn dưới, hắn nhịn không được hỏi vấn đề như vậy. Nhìn không ra ta đến từ địa phương nào sao? Tốt lắm, ta đây sẽ nói cho người biết, ta. Đến từ Hoa Hạ, dùng tiếng Anh lạnh lùng nói xong một câu nói này, Trần Phi bất ngờ đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, năm móng khúc trương, hung hăng phát lực, dường như hùng ưng rơi xuống đất vồ vậy xé rách đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào bả vai của đối phương. Phanh! Phốc suy! Phảng phất là kim thiết đánh vậy nặng nề chói tai tiếng vang lên. Da trắng phu tóc quan lão giả đưa tay đi ngăn cản, lại bỗng nhiên cánh tay run lên, chợt cả người, cả cỗ thân thể như giống như điện giật điên cuồng lui về sau hàng hà cự ly. Mà nhìn nữa dưới chân hắn nguyên bản đứng thẳng khu vực, bất ngờ có hai ba tích ám hồng sắc vết máu, phá lệ bắt mắt. Tí tách, tí tách. Mấy chục thước ngoại cự ly, da trắng phu tóc quan lão giả nhãn thần lành lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại phảng phất là không dám tin liếc mắt một cái tay trái của mình đầu ngón tay. Ở nơi này, đang có một giọt tích ám hồng sắc giọt máu chậm rãi hạ. Điều này làm cho hắn chân thực không nhẫn nại được nội tâm rung động, lăn giật mình cổ họng. Dù sao phải biết rằng, mọi người đều biết, bọn họ vĩ đại huyết tộc tối thủ đoạn lợi hại một trong, đó là thân thể, liền là bọn hắn móng vuốt. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc công tước, giống như là đông phương thế giới những thần kia bí cổ vũ giả tiên thiên đẳng cấp. Có thể dù vậy, hắn lại cư nhiên đỡ không được đối phương một móng, cái này ý vị như thế nào? Dù là lấy thân phận của hắn địa vị, năm tháng niên kỷ, cũng không nhìn được bỗng nhiên đổi sắc, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt, đã tràn đầy lạnh thấu xương màu sắc trang nhã cùng với. Sâu đậm kiêng kỵ, ngươi đến cùng là ai? Lẽ nào các ngươi người Đông Phương đều đã quên, chúng ta Đông Tây Phương thế giới từng lập không xâm phạm lẫn nhau ước định? Hắn chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, như vậy chậm rãi nói. Nhắc lên năm đó toàn bộ Đông Tây Phương thế giới cao cấp nhất cường giả, lập được không xâm phạm lẫn nhau ước định. Ước định, có loại đồ vật này sao? Nghe vậy Trần Phi hơi kinh ngạc nỉ non, nhưng cũng đột nhiên khóe miệng cong lại, lộ ra cười nhạt, nói cho dù có loại đồ vật này có thể thế nào. Lẽ nào cũng chỉ cho phép các ngươi những con chuột này chạy tới chúng ta Hoa Hạ sát nhân nháo sự, tự không cho phép ta báo lại thù. Thiên hạ này, cũng không loại này đạo lý. Chúng ta đi Hoa Hạ sát nhân nháo sự. Nghe thế da trắng phu tóc quan lão giả hơi sửng sờ, chợt nhíu mày nói ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ngươi ý tứ. Không rõ ý của ta. Ngươi là muốn nói ta ở cố tình gây sự. Tốt lắm, ngươi có muốn nhìn một chút hay không cái này, không biết đồ chơi này có đầy đủ hay không trở thành ta tới đây lý do. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không bĩu môi, lại đột nhiên giọng nói ngoan lệ nói, xốc lên mình áo. Lộ ra trên cổ mình đã đóng vảy vết đạn. Đó là... Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên cổ dày đặc vết đạn, da trắng phu cuốn lão đầu người nhìn không được con người bỗng nhiên co rụt lại, chợt thần sắc có chút khó coi, vẻ mặt âm trầm nói. Các hạ, có thể đó là một hiểu lầm. Tổ chức chúng ta từ trước đến nay sẽ không nhận tay có quan hệ ở Đông Phương cái kia quốc gia bất luận cái gì nhiệm vụ. Có thể hay là có người tuyển trạch làm, không phải sao? Ta nhớ kỹ tên của hắn hình như là gọi cái gì Quang Minh con, ta không tìm sai chỗ đi. Nhưng Trần Phi lại lạnh lùng nói, thốt ra tên nhường hắn lão giả bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Là hắn làm, đáng chết. Da trắng phu cuốn tóc lão giả nhìn không được trong lòng nhiệt giận lên, không nghĩ tới Quang Ám con lại sẽ vi phạm tổ chức quy củ, lén chạy đi tiếp nhận chức vụ không nói, lại còn là nhận đi Đông Phương quốc gia sát nhân nhiệm vụ.
đây không phải là cho bọn hắn tổ chức tìm phiền toái sao? Các hạ, xin lỗi, cái này có thể tổ chức chúng ta sai lầm. Chúng ta có thể cho ngươi thành ý bồi thường, bất quá nếu sự tình đều đã xảy ra, tự nhiên phải giải quyết. Vì vậy hắn sau một khắc dùng giọng thương lượng nhìn Trần Phi nói. Ngươi nghĩ ta đi ngang qua hơn nửa Á Âu đại lục chạy đến nơi này, chính là vì nghe các ngươi một câu bồi thường. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, trong con ngươi tràn ngập một loại lệ khí nói. Nếu không các hạ ngươi còn muốn thế nào? Tuy rằng ta thừa nhận, các hạ thực lực của ngươi có thể so với ta cường, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta Tinh Hồng Chi Nha không chỉ có riêng chỉ có ta một người. Ngươi bây giờ là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Mà đang nghe Trần Phi nói ra cái loại này nói, lão giả kia lại thoáng cái thẳng người can, âm sâm sâm nói. Đúng vậy, phải biết rằng bọn họ thế nhưng Tinh Hồng Chi Nha, Quang Vương bài cấp bậc đỉnh cấp sát thủ, liên hắn ở bên trong tựu đủ chính mình bốn vị, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ địa cầu, cũng tuyệt đối coi là bài thượng hào hắc ám một trong những thế lực. Nhưng bây giờ, Trần Phi một thân một mình đan thương thất mã chạy đến bọn họ Tinh Hồng Chi Nha đại bản doanh đến nháo sự, đã cũng đủ khiêu khích, mặc dù là bọn họ đối lý trước đây. Nhưng bây giờ, lẽ nào còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là cho là bọn họ Tinh Hồng Chi Nha là trái hồng mềm, dễ khi dễ? Nếu là hắn thật nghĩ như vậy, vậy 10 phần sai. Có thể tiếp, hắn lại nghe được hắn có chút không dám tin ngôn ngữ. Bởi vì Trần Phi cư nhiên như thế thản nhiên nói nếu không ngươi nghĩ rằng ta vạn lý xa xôi chạy tới cái này dị quốc tha hương, là đang làm gì? Ngắm phong cảnh sao? Ngươi! Nghe vậy lão giả kia sắc mặt mạnh đổi, chợt thần sắc từ từ âm trầm xuống, nói các hạ, có một số việc cũng huyên náo hơi quá đáng. Nếu không, khả năng sẽ có một ít không tốt xong việc. Phải, xem ra ngươi rất tự tin. Đã như vậy nói, chúng ta tiếp tục thử xem. Giống. Một tiếng trong trẻo huýt sáo dài trong tiếng, phảng phất thổi lên giết chóc kèn lệnh. Trần Phi cả người hóa thành một đạo xích hồng sắc cầu vồng, thật giống như trong cơ thể lực lượng thần bí thức tỉnh rồi vậy, lộ ra đầy lóng lánh mắt thường không thấy được, màu trắng sữa sáng tay. Lau một cái thần bí khí lưu hóa thành gào thét xà hình thái trùng kích đi ra ngoài. Nga, không, cái này là thứ quỷ gì? Mà ở thấy tình cảnh này, lão giả kia không khỏi cả người đều mau cốt tủng nhiên. Tiện tay chỉ thấy trong miệng hắn phát ra một đạo tương tự với thú minh vậy khàn giọng giống có tiếng, sau đó cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo, da thịt trở nên dị thường tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong miệng lộ ra dần dần răng nanh. Cho ta đi tìm chết. Hắn phát sinh một đạo khàn giọng tiếng gọi ầm ĩ, lòng bàn tay năm móng gian bất ngờ toát ra làm người ta buồn nôn máu tanh, ngưng tụ thành móng chạng, hướng về Trần Phi Thiên Linh cái hung hăng kéo xuống đến. Thế mà đối với lần này Trần Phi lại mặt không biểu tình, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể thấy khóe miệng hắn, buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt chẳng đáng cùng cười nhạo. Sau một khắc, Trần Phi một quyền đánh ra, cái loại này uy thế như hoàng hà vỡ đê vậy cương mãnh đến khó có thể tin, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem đối phương trước mặt nhào tới dày nặng huyết tinh khí hơi thở đánh vỡ, một quyền hung hăng đập phải thân thể đối phương trên. Thế mà, một quyền này của hắn... Nhưng thật giống như là đập vào chỗ trống hoặc cây bông trên vậy. Ngay sau đó thân thể hắn sở mặc y phục cư nhiên trong nháy mắt xốp xuống phía dưới, từ trong đó truyền đến líu díu khản giọng con rơi gọi. Cơ hồ là trong nháy mắt, này con rơi tựu xì cánh lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, chúng ta Tinh Hồng Chi Nha không có thể như vậy tốt như vậy trêu chọc. Từ đàn rơi trong truyền đến lão giả kia âm sâm sâm ngoan lệ thanh. Nguyên lai. Ở biết bọn họ giữa hai người thực lực sai biệt sau, hắn tựu đã hoàn toàn dập tắt lại đấu nữa tâm tư, mà là chuẩn bị thoát đi hiện trường, đi viện binh. Ngươi thật đã cho ta không nhìn ra hoa của ngươi chiêu. Thế nhưng, nhìn thấy một màn này Trần Phi nhưng không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn vẻ, trái lại khóe miệng sáng loáng buộc vòng quanh lau một cái chảo phúng, cùng với cười nhạt. À, đây là thập. Mà tựu sau đó một khắc, từ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo lăng liệt kêu thảm thiết. Chợt chỉ thấy đàn rơi bị trước hắn sớm bố trí xuất thủ màu trắng sữa linh quang che mất, hoàn toàn thôn phệ. Luận uy lực, hôm nay tỏa vong kinh màu trắng sữa linh khí có thể còn so ra kém Tam Dương chân hỏa kiếm khí, thế nhưng, tại đây loại đối phương hoàn toàn không phòng bị tình huống dưới, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Dù sao ngay cả hắn, đều từng liên tục bị loại tình huống này gài bẫy 2 lần, chớ nói chi là đối phương vẫn chỉ là cái thông thường công tước, không tính là rất mạnh. Phốc suy,
làm màu trắng sữa linh quang triệt để đem con rơi hoàn toàn thôn phệ sau, một đạo đã bắt đầu từ từ cứng ngắc thân thể lại xuất hiện lần nữa, từ bầu trời rơi xuống, ven đường phún ra tiên huyết giống màu đỏ vũ khí vậy, từ từ phiêu đãng. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi hơi há mồm đem ngực một ngụm chọc khí phun ra, ánh mắt chậm rãi bắn về phía xa xôi chỗ đại liệt cốc ra ta tọa không rõ ngọn núi. Bởi vì ở nơi này, mới là hắn mục tiêu chân chính. Cũng không thiếu người hẳn là ở bên kia chờ hắn đi. Mà đang ở Trần Phi sau một khắc thân hình lóe lên, cả người tốc độ bay nhanh ly khai đại liệt cốc sau, cách đó không xa một tòa quấn vòng quanh rất nặng mặc lục rong rêu cự thạch mặt sau, một vị sử theo quải trượng lão giả chậm rãi xuất hiện, con người ta tràn ngập rất nặng giật mình vẻ. Rất hiển nhiên vị này sử theo quải trượng lão giả không là người khác, chứng thực đã sớm đi tới nơi này thật lâu Diêm La, Trần Phi Diêm sư thúc. Tiểu tử này, phải biết rằng hắn thế nhưng rất rõ ràng Trần Phi tuyệt đối là ở trước đây không lâu, vừa mới bước vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới này, nhưng bây giờ, cư nhiên ngay cả một công tước cấp bậc lão con rơi đều bị hắn dễ dàng như vậy cho làm thịt, cái này há có thể nhượng hắn không kinh hãi, không cảm thấy chấn động. Trách không được hắn nắm chắc khí lẻ loi một mình chạy đến nơi này. Thế nhưng cái này tốc độ tiến bộ, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Dù là Diêm La loại này thất lão 80 lão gia này lúc này cũng không nhịn được có chút líu lưỡi, có chút khó có thể tin. Dù sao loại này có thể nói là kinh khủng tốc độ tiến bộ, không có thể như vậy đùa giỡn. Thậm chí hoàn toàn có thể nói hắn đời này đều chưa từng thấy qua, trừ phi là từ cái loại địa phương đó đi ra những người đó. Nhưng Trần Phi cùng bọn họ có thể vậy sao? Phải biết rằng những người đó thế nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại bọn hắn người trong võ lâm trong mắt thánh địa a. Làm sao có thể vậy? Thế mà không chỉ là một mình hắn lúc này như vậy rung động, bởi vì sẽ ở đó vị da trắng phu cuốn tóc hấp huyết quỷ lão giả ngã xuống sau, cự ly đại liệt cốc xa xôi chỗ tọa không rõ ngọn núi nội, một cái mai táng trong lòng đất cuối thông đạo tối tăm, một vị người mặc tú có kỳ dị ma pháp ký hiệu phục sức lão giả chợt mở ra già nua hai mắt, tràn đầy cây ết yêu ta sợ cùng vẻ khó tin. Trên người của hắn ma pháp khí tức thế nào tiêu thất, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Một bên như vậy nỉ non, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, người mặc ma pháp bào lão giả chợt đứng dậy, đem vật cầm trong tay bí thư vứt xuống một bên, tự lẩm bẩm đáng chết, thực sự tiêu thất. Chẳng lẽ, phải biết rằng lão con rơi trên người ma pháp ký hiệu thế nhưng hắn tự mình trồng, nguyên ý là có thể bảo đảm tánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nhưng bây giờ, lão con rơi trên người ma pháp ký hiệu lại cư nhiên tiêu thất, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đáng chết! Nghĩ đến đây mặc ma pháp bào lão giả thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó cả người liền cước bộ dồn dập ly khai sách của hắn phòng. Cùng lúc đó, ở cuối lối đi nội có một tòa đen như mực cung điện, lúc này đang có người thoáng vội vã ở bên trong đi lại, bởi vì bọn họ trong đã có người phát hiện ở, bọn họ thiết lập ở dãy núi ép đại liệt cốc trong hậu bị sát thủ trụ sở huấn luyện. Người bên kia đã liên lạc không được. Mà từ vệ tinh camera truyền tới hình vẽ đến xem, tựa hồ là có người ở sát nhân. Ma pháp sư đại nhân, mà nhưng vào lúc này, vị kia người mặc ma pháp bào nam nhân cau mày đi vào trong cung điện, nhất thời bên trong cung điện sở hữu cước bộ vội và mọi người nghỉ chân xuống tới, thần sắc cung kính, đưa tay đặt ở trước ngực mình nói. Bởi vì mặc ma pháp bào lão giả không là người khác, đúng là bọn họ tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong, danh hiệu vi ma pháp sư đại nhân S cấp phong hệ dị năng cường giả Hermodic. Bất quá bọn hắn đương nhiên không dám gọi thẳng vị đại nhân kia tính danh, vì vậy nói như vậy, đều là lấy danh hiệu tôn xưng. Chuyện gì xảy ra mà? Mà ở nhìn thấy bên trong cung điện hơi có chút xốc xếch tràng cảnh, mặc ma pháp bào Hermodic chân mày càng thêm có chút nhíu, nhịn không được lạnh lùng hỏi. Ma pháp sư đại nhân, vệ tinh bắt được đại liệt cốc trụ sở huấn luyện bên kia hình vẻ, tựa hồ có người ở bên kia quấy rối. Mà đang nghe Hermodic câu hỏi, trong đám người, một vị vẻ mặt hoành nhục lão gia này bước nhanh đi hướng trước, có chút dị dạng vậy mở miệng nói. Có người ở bên kia quấy rối. Ảnh chụp ni, ảnh chụp ở đâu, cho ta xem. Nghe thế, Hermodic trong lòng bỗng nhiên lột bột một chút, chợt trên mặt vẻ âm trầm càng ngày càng sâu, đưa tay muốn vệ tinh truyền lại trở về ảnh chụp hình vẻ. Vâng. Nhất thời liền có người đi lên trước, đem một chương vệ tinh truyền lại trở về hình vẻ đưa cho hắn. 3. Thế mà ăn mặc ma pháp bào Hermodic nhưng chỉ là cầm ảnh chụp nhìn lướt qua,
Tựu ngay tức khắc sắc mặt có chút âm trầm cùng nhiệt giận vung tay, đem vật cầm trong tay ảnh chụp đã đánh mất đi ra, trong cơ thể từ từ nhộn nhạo khởi một làm người ta sởn tóc gáy phong bạo khí. Bởi vì trong hình kia hình vẻ, chính là Trần Phi sát nhân một màn. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, lại có người dám can đảm đến chúng ta Tinh Hồng Chi Nha đại bản doanh nháo sự, đây quả thực quá không đem chúng ta không coi vào đâu, đây là khiêu khích, hoàn toàn khiêu khích. Đúng, tôn kính ma pháp sư đại nhân, loại khiêu khích này chúng ta tuyệt không có thể nuốt xuống, nhất định phải dùng người kia tiên huyết đến rửa. Nhất thời bên trong cung điện truyền ra từng đạo dữ tợn lời nói lạnh nhạt. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng Italia sát thủ thế giới vương giả, hắc ám thế giới kính mắt phương xà. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ Tinh Hồng Chi Nha sát nhân phần, lúc nào đến phiên có người, lại dám đến bọn họ đại bản doanh nháo sự mà. Cái này hoàn toàn là sỉ nhục, là nhục nhã, tuyệt không thể tiếp thu. Được rồi, câm miệng, có thể nhưng vào lúc này, Amodic lại bỗng nhiên âm trầm quát một tiếng, kịch liệt tiếng vang nhất thời đem bên trong cung điện mọi người giật mình nhảy một cái. Ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, không rõ vì sao đại nhân lại đột nhiên như vậy nổi giận. Thất Long. Mà tự sau đó một khắc, Amodic một đôi thâm thúy, già nua con ngươi đã sẳng giọng lần thứ hai quét trên mặt mọi người, sau cùng ánh mắt nhắm thẳng vào tối góc một đoàn đen như mực vật thể, nhìn nó quỷ dị nhãn thần chậm rãi nói ra ra ngươi đâu. Hắn hiện tại ở đâu? Tôn kính ma pháp sư đại nhân các hạ, ra ra ta hắn gần nhất đều ở đây trong tộc nghiên cứu một loại cổ đại hắc ám ma pháp. Vì vậy, hắn hiện tại cũng không có ở bên trong căn cứ, đen như mực vật thể lộ ra một đôi băng lãnh, đôi mắt vô thần, tôn kính nói. Đáng chết, nghe thế, Amodic có chút thở hổn hển mắng nhỏ một tiếng. Mà một màn này, cũng càng nhượng mọi người tại đây trong lòng nghi hoặc. Khụ khụ, a, Amodic, phát sinh chuyện gì? Khụ khụ, khụ khụ, có thể nhưng vào lúc này. Một đạo ho khan đến phảng phất sắp tắt thở già nua thanh từ tối như mực cung điện chỗ sâu nhất truyền đến, khiến ở đây tất cả mọi người biến sắc, sắc mặt chợt trở nên tôn kính lên. Đại nhân, chỉ thấy ở đây tất cả mọi người thần thái trang nghiêm đưa tay để ở trước ngực, ánh mắt thấp đi, thân thể hướng phía cung điện chỗ sâu nhất phương hướng, tôn kính nói. Thậm chí ngay cả Amodic đều thu liễm lại mấy phần trên mặt tối tăm, hướng về cái hướng kia hơi khom người. Mà ở cái này Tinh Hồng Chi Nha, có tư cách đạt được như vậy long trọng đãi ngộ, không có người khác, tự có một. Đó chính là được khen là sát thủ giới truyền kỳ, màu đỏ tươi răng đệ nhất sát thủ Vương Đao Phong Xét. Không nghĩ tới cung điện này nội động tĩnh, liên hắn đều nhân ra đều bị kinh động sao. Nhất thời không ít người đều trở nên thấp thỏm lo âu lên, là kính nể, cũng là sợ hãi. Dù sao tại bọn hắn những người này trong mắt, vị đại nhân kia, tựa hồ đã cùng tử thần không khác biệt. Có thể vẽ ngang bằng. Tôn kính Đao Phong Xét các hạ, tựa hồ xảy ra chuyện. Ngay tại lúc này, người mặc ma pháp pháo Amodic đã mở miệng, thanh âm âm trầm mở miệng nói ngươi hẳn còn nhớ đi. Ta từng ở các ngươi cực kỳ trên người đều để lại ma pháp ấn ký, nhưng bây giờ, chỉ kia lão con rơi trên người ma pháp ấn ký tiêu thất, hơn nữa đại liệt cốc bên kia tựa hồ cũng có động tĩnh gì. Là một người đông phương mặt. Ma pháp ấn ký. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra. Đường phố có chút mờ mịt, không rõ tôn kính ma pháp sư đại nhân trong miệng, cái gọi ma pháp ấn ký tiêu thất ý vị như thế nào. Nhưng lại cũng có một số ít người nghe vậy sắc mặt một chút tự thay đổi, bởi vì bọn họ mình chính là dị năng giả, chính là ma pháp sư, cho nên khi nhưng mà rất rõ ràng, ở lại trên người người khác ma pháp ấn ký đột nhiên tiêu thất, cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa người kia rất có thể đã chết, mà tôn kính ma pháp sư đại nhân trong miệng lão con rơi. T. Đây chẳng phải là đã chết rồi sao? Mà tự sau đó một khắc, cung điện ở chỗ sâu trong ho khan đến sắp tắt thở già nua thanh, không có chút nào cố kỵ đem trong lòng lời muốn nói hỏi lên. Ngay tại lúc sau một khắc, thanh âm của hắn lại một lần nữa run rẩy vang lên, nói. Khụ khụ, đã như vậy, ngươi mang người trước đi xem đi. Ta bây giờ còn đang trong huyết trì, không có biện pháp lập tức đi ra. Bất quá đợi ta sẽ đích thân đi qua. Khụ khụ, khụ khụ, khụ. Nghe nói như thế, nhất thời ở đây mọi người nhìn không được trong lòng run lên, bởi vì bọn họ Tinh Hồng Chi Nha mạnh nhất sát thủ vương, kinh khủng nhất tử thần. Lão nhân gia ông ta, phải ra khỏi núi sao? Vậy được rồi, tôn kính Đao Phong Xét các hạ, có thể không cần ngươi tự thân xuất mã, ta sẽ cho hắn biết, cái gì là chọc giận tử thần tuyệt vọng cùng hít thở không thông cảm,
chúng ta Tinh Hồng Chi nha, không có thể như vậy tốt như vậy trêu chọc. Nghe vậy Eumodic phảng phất là trong lòng có lo lắng, thần sắc cũng biến thành chợt âm xâm xâm lên, tàn nhẫn cười nói. Ân tá phu, mang người theo ta cùng đi ra ngoài. Theo sát mà hắn liền xuất phát. Vâng. Trước bước nhanh đi tới bên cạnh hắn vị kia vẻ mặt hoành nhục lão gia này nhất thời ngẩng đầu hét lớn một tiếng, sau đó ngay tức khắc đem bên trong cung điện tuyệt đại bộ phân Tinh Hồng Chi Nha thành viên, tổ chức cùng một chỗ, theo Eumodic từ mai táng trong lòng đất trong thông đạo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã từ từ đến gần tọa nguyên bản trong tầm mắt mơ hồ ngọn núi. Theo sát mà, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, nhãn thần khẽ híp một cái, một tự tiếu phi tiếu cùng với màu sắc trang nhã trải lộ ra. Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm thấy, ở ngọn núi kia trên, có không ít người đang theo hắn cái phương hướng này xuống tới. Là hắn. Mà ở từ từ thấy rõ ràng ngọn núi dưới đạo nhân ảnh kia khuôn mặt sau, Eumodic nhìn không được trên khuôn mặt già nua hung hăng giật mình, không nghĩ tới cái này người Đông Phương, cái này Trần Phi cư nhiên như thế tuổi còn trẻ. Bởi vì vệ tinh hình vẻ cũng không có chiếu đến Trần Phi mặt, vì vậy trước hắn cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Tôn kính ma pháp sư các hạ, chính là hắn dám can đảm đến chúng ta Tinh Hồng Chi Nha khiêu khích. Thỉnh cho phép ta xuất chiến, ta chỉ cần một tay, đem có thể đem cánh tay của hắn vặn xuống tới, trầm tĩnh hồi lâu sau, theo người Eumodic bên cạnh vị kia vẻ mặt dữ tợn lão giả nhanh nhưng mà nói. Ngươi cho rằng ngươi so với lão con rơi còn lợi hại hơn sao? Có thể nghe nói, Eumodic nhưng chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lời nói ra khiến vẻ mặt dữ tợn lão giả sắc mặt cứng đờ. Xin lỗi, tôn kính ma pháp sư đại nhân. Trên thực tế, hắn cũng không tin vĩ đại huyết tộc đại nhân đã chết. Mặc dù chuyện này là thật, hắn cũng không tin chuyện này là mặt trẻ tuổi như vậy người Đông Phương cái gọi là. Một là bởi vì hắn vốn là nhìn không thấy gầy yếu người Đông Phương, thứ hai là bởi vì vĩ đại huyết tộc đại nhân. Đây chính là công tước cấp bậc truyền kỳ tồn tại, sao lại tùy tùy tiện tiện ngã xuống. Chỉ là, đang đối mặt càng thêm ma pháp sư cường đại đại nhân Eumodic lúc, hắn cũng không dám đem trong lòng nghi vấn chút nào biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn tìm cái chết, chớ nói chi là hắn còn rõ ràng nghe được đối phương trong giọng nói giấu kín theo băng lãnh. Các ngươi đều là Tinh Hồng Chi Nha người sao? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ chân núi truyền đến. Nghe vậy nhất thời Eumodic trong con ngươi lướt qua một tia lạnh như băng âm trầm vẻ, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi Trương không quá thói quen người Đông Phương mặt, lạnh lùng nói người Đông Phương, người không biết đây là địa phương nào. Còn có thể là địa phương nào, không chính là các ngươi Tinh Hồng Chi Nha đại bản doanh sao. Nghe vậy Trần Phi hơi nhún vai, ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái lệ khí nói. Đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhô ra nhiều người như vậy. Hơn nữa một đám gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn còn như vậy bất thiện. Nhất là lúc này nói chuyện với hắn lão đầu kia, còn giống như là một rất lợi hại dị năng giả ma pháp sư. Trận này trượng còn thật là có chút dọa người a, đều là muốn tới giết hắn sao? Oanh! Mà đang ở hắn đạo này đang nói vừa hạ xuống, từ Eumodic trong cơ thể bất ngờ hiện ra một dường như phong bạo vậy tuôn ra đáng sợ khí thế. Hắn mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói Đông Phương tiểu tử, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi khẩu khí này có chút quá sao? Ngươi cho là, ngươi là ai? S cấp phong hệ dị năng giả. Thấy tình cảnh này, cảm thụ được quen thuộc mà vừa xa lạ phong nguyên tố ma pháp nóng nảy ba động, Trần Phi nhưng thật ra kìm lòng không đậu híp mắt lại, nhớ lại trước tại nơi cùng châu cùng lão Benson giao thủ. Chỉ là hiện tại người trước mắt này, tựa hồ rõ ràng yếu nhược một bậc a. Nghĩ đến đây, hắn như là hơi hoạt kê nhún vai đi. Chợt nâng lên hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lạnh lùng nhìn đối phương, tự tiếu phi tiếu nói giống nhau nói trước cũng có người giống như ngươi vậy chất vấn quá ta, bất quá, ngươi không muốn biết hắn bây giờ đi đâu sao. Nghe vậy Eumodic trên khuôn mặt già nua nếp uốn bỗng nhiên run lên, một đôi bén nhọn hàn mang hiện lên ở trong mắt. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù không có nói rõ người nọ là ai. Nhưng này, không đã là rất rõ ràng sao. Lão con rơi lại là thực sự chết ở trên tay hắn, chết ở người trẻ tuổi này trên tay. Động thủ, thủ tiêu hắn. Nghĩ đến đây hắn nhìn không được mí mắt vừa nhấc, một tràn đầy lạnh lẽo sát ý băng lãnh làn điệu thốt ra, quanh quẩn ở bên cạnh mọi người bên tai. Nhất thời, này Tinh Hồng Chi Nha sát thủ liền hành động, một đám sắc mặt âm lãnh hoặc là mang theo cười nhạt hướng về Trần Phi vây tụ bắt đầu.
Có thể, cũng chỉ có một số ít thông minh tên, tuyển trạch không để lại vết tích xa xa treo ở đội ngũ cuối cùng. Bởi vì, mà pháp sư vĩ đại Eumodic các hạ, hắn loại này mệnh lệnh, không nhiều như là để cho bọn họ đi tới cầm mệnh thử dò xét sao. Xem ra ngươi là thật không đem mình thuộc hạ mệnh, làm mệnh a. Tàn nhẫn như vậy vô tình sao? Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi phảng phất là lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng. Bàn tay theo sát mà vừa lột. Chỉ nghe được một đạo trầm muộn phốc suy tiếng vang lên, ở trong tay hắn liền bất ngờ hiện ra năm chuôi thiêu đốt hừng hực liệt diễm, ngón cái vậy kích thước hỏa diễm tiểu kiếm. Đúng vậy, khi hắn đi ngang qua hơn nửa Á Âu đại lục trong khoảng thời gian này nội, hắn tu luyện Tam Dương kiếm điển lại lần nữa được tăng lên, ngưng tụ ra đệ ngũ chuôi Tam Dương chân hỏa kiếm khí, cũng coi như ngoài ý muốn kinh hỉ. Đó là, mà ở nhãn thần bắt được Trần Phi trong tay nhàn nhạt diễm quang, Eumodic tuy rằng đều không thấy rõ, diễm quang đến tột cùng là cái gì, chỉ là cảm giác được trong đó năng lượng ẩn chứa ba động, liền ngay tức khắc nhịn không được cả người nổi da gà đều nhô ra, một nồng nặc tâm quý cảm du nhiên nhi sinh. Vân vân chờ đã, đáng chết, đã có thể xem hắn tiếp được trong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chuẩn bị nói quát bảo ngưng lại những sát thủ kia các hành vi, lại phát hiện, đã muộn. Đi thôi. Chỉ thấy Trần Phi đưa bàn tay tâm năm chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tiểu kiếm quyền trưởng nắm chặt, bấm tay bắn ra, nhất thời liền có một luồng sợi nóng không gì sánh được, sắc bén làm cho kiếm khí dường như bão tố vậy tập kích bất ngờ đi ra ngoài, tốc độ kia quả thực nhanh đến làm cho khó có thể tin. Thình lình xảy ra một luồng sợi tốc độ nhanh đến khó có thể tin kiếm khí, khiến những sát thủ kia bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì đây là bọn họ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua gì đó. Thế mà đều không đợi được và bọn họ phản ứng kịp, từng đạo trầm thấp bạo liệt thanh, cũng đã liên tiếp không ngừng vang vọng dựng lên. Vèo, vèo, vèo. Vì vậy, tại nơi Eumodic chợt co rút lại cùng với kinh hãi giả nua trong con ngươi, này còn chính hướng phía Trần Phi cười lạnh chậm rãi đến gần bọn sát thủ. Cư nhiên, một đám thân thể bỗng nhiên run rẩy, bởi vì bọn họ trên thân thể bộ vị yếu hại, đã rồi mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một đám tiên máu rầm rề nóng lỗ máu. Cuối cùng quỷ dị nổ bể ra đến. Tới mới tới cuối cùng, những sát thủ kia không một người phản ứng kịp, cũng không ai tới kịp phát sinh trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng, tại nơi Eumodic sợ hãi trong ánh mắt của, bên tai cũng đã liên tục không ngừng truyền đến trầm muộn nổ vang thanh, cùng với từng cổ một thi thể ầm ầm ngã xuống đất thanh âm. Khiến cả người hắn đều thiếu chút nữa sợ ngây người, chợt cột sống hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo. Người đến tột cùng là ai? Lẽ nào ngươi đã quên chúng ta Đông Tây Phương hòa bình của thế giới hiệp nghị? Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Mắt thấy tuyệt đại đa số nguyên bản theo bên cạnh hắn, bọn họ tinh hồng chi nha sát thủ hóa thành từng cổ một thi thể rồi ngã xuống, Eumodic chân thực không nhẫn nại được trong lòng sợ hãi, một đôi thâm thúy, khàn khàn đôi mắt khát gao nhìn chằm chằm Trần Phi, kiêng kỵ nói. Bởi vì lúc này hắn đã không phải không thừa nhận, ở trước mắt hắn cái này thoạt nhìn thập phần năm chỉ người Đông Phương. Đông Phương tiểu tử, so với trước hắn trong lòng tưởng tượng, muốn vướng tay chân, đáng sợ nhiều. Vì vậy liên hắn lúc này đều có chút thật không dám xuất thủ, chỉ có thể phát sinh như vậy chất vấn. Vấn đề của các ngươi thật đúng là nhiều a, không biết lý do này cũng đủ sao. Trên cổ ta đạo này sẹo, có thể là của các ngươi người, lưu cho ta dưới. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, kéo ra mình áo, ngữ điệu từ từ trở nên lạnh. Người của chúng ta. Là ai? Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên vai đạo kia vết đạn, Eumodic con người co rụt lại, chợt nhìn không được Liota môi một cái nói. Là ai? Quang Minh con, nhận thức sao? Trần Phi híp mắt cười lạnh nói. Quang Minh con, nhận thức sao? Hắn đương nhiên nhận thức. Bất quá hắn Eumodic lúc này sắc mặt đã trở nên tương đương xấu xí, không nghĩ tới thật là bởi vì bọn hắn tinh hồng chi nha người xuất thủ trước, đúng phương mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Muốn trả thù. Hơn nữa đây là cái kinh khủng như vậy tên. Bọn họ tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ một trong Quang Minh con làm trái tổ chức quy định, dám lén nhận đi trước Đông Phương một quốc độ sát nhân nhiệm vụ, không nói đến cái gì tự không biết lượng sức. Bởi vì hiện đang nói cái gì đều đã chậm, dù sao đối phương đều đã giết Italia đến, còn có trên cổ vết đạn. Tuyệt đối là mệnh trung chỗ hiểm khu vực, nhưng lại không đem người giết chết. Được rồi, tôn kính các hạ. Đây đúng là tổ chức chúng ta sai lầm cùng sai lầm, thỉnh cho phép ta ở đây hướng ngươi dâng lên tối chân thành tạ lỗi. Hắn theo chậm rãi nói. Ha ha! Có thể nghe nói,
Trần Phi lại khóe miệng vi câu vậy cười cười, bình tĩnh vô cùng nhìn đối phương mở miệng, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta không xa vạn lý xa xôi chạy tới các ngươi Italia, có thể không phải là vì đến nghe các ngươi một câu xin lỗi. Nghe thế Amodic sắc mặt đổi đổi. Vậy không biết nói các hạ ngươi, nghĩ muốn cái gì? Amodic theo sát mà chậm rãi nói. Ta nghĩ muốn. Nghe vậy Trần Phi tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, bật thốt lên kỳ thực cũng rất đơn giản. Ta bất quá chỉ là, muốn bưng các ngươi hàng ổ mà thôi. Ngươi nói thật, các hạ, loại này vui đùa cũng không tốt cười. Nghe thế dù là Amodic trong lòng đúng Trần Phi không gì sánh được kiêng kỵ, cũng vẫn là không nhịn được ở một sát na kia gian sắc mặt thay đổi, lộ ra một tia dữ tợn, sau đó nhưng vẫn là mạnh mẽ đè ép xuống tới, lạnh như băng nói. Phải, bất quá ta cũng không giống như là đang nói đùa, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta vạn lý xa xôi chạy tới cái này, là vì làm gì? Trần Phi nhìn đối phương trương dần dần có chút không khống chế được dữ tợn khuôn mặt, khóe miệng mỉm cười đồng dạng cũng là chậm rãi trở nên âm trầm, chết nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói. Ngươi! Nghe vậy, Amodic nét mặt già nua trên rốt cục không nhẫn nại được hiện ra lau một cái vẻ dữ tợn, đã có thể sau đó một khắc, hắn nhưng ở một lần sắc mặt chợt biến. Bởi vì một nóng khí thế đã đem hắn trọng trọng bao phủ. Đừng trách ta chưa cho quá ngươi cơ hội, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là sẽ ở cái này ngăn cản ta, ngươi sẽ mất mạng. Trần Phi tựa hồ rốt cục không tính nhẫn nại cùng hắn lại nói nhảm nhiều, toàn thân tràn ngập làm cho khí thế. Nhãn thần cũng biến thành triệt để âm xâm xâm, nhìn đối phương, cảnh cáo nói. Ngươi thật đã cho ta Amodic không dám động thủ. Mất mạng chắc là ngươi đi. Cuồng vọng người Đông Phương. Có thể Amodic cũng đã trực tiếp nói cho hắn đáp án. Chỉ thấy kỳ sắc mặt âm trầm gào thét nói, chợt cấp tốc phương tay, tại nơi giữa không trung rạch một cái, một đạo quỷ dị ma pháp trận lúc đó xuất hiện. Phong ma pháp, phong thần trường mâu. Một đạo bao vây lấy khủng bố phong bạo lực nguyên tố trường mâu châm cứu hướng Trần Phi, bẻ gãy nghiền nát. Lấy Trần Phi hiện thực lực hôm nay, đã ngưng tụ ra 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí, cùng với chủ tu công pháp tỏa vong kinh màu trắng sữa linh quang gia trì, tối thiểu cũng có thể đi đến luyện khí tứ trọng, cũng chính là tiên thiên sơ kỳ quét ngang mức. Vì vậy trước tinh hồng chi nha công tước cấp bậc lão con rơi mới có thể ở trong tay hắn bị bại nhanh như vậy. Một là bởi vì sơ sẩy đại ý. Trở tay không kịp, thứ hai là bởi vì thực lực sai biệt rõ ràng, phổ thông công tước cấp bậc hấp huyết quỷ, tự nhiên không cách nào cùng luyện khí tứ trọng đỉnh đánh đồng. Đến mức hiện tại, Amodic xác xác thật thật so với trước lão con rơi cường một điểm, thậm chí đều vượt ra khỏi tầm thường S cấp dị năng giả cường giả một ít, nhưng ở Trần Phi trong mắt. Cái này vẫn còn có chút thiếu xem. Có thể ngươi sẽ hối hận ngươi bây giờ quyết định này. Trần Phi nhìn phảng phất đã là quyết định Amodic. Khuôn mặt hiện ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt, chợt lạnh lùng nói. Oanh! Xì, xì! Ung ung, ung ung, ung ung! Mà đang ở hắn nỉ non thanh hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy kỳ trong cơ thể bất ngờ bộc phát ra một nóng, rừng rực cương mãnh làm cho khí thế. Một luồng sợi lớn chừng ngón cái diễm quang vây quanh lòng bàn tay của hắn lẩn quẩn, rất có 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí triệt để hiện hình đi ra, huyền phù ở lòng bàn tay của hắn, kiếm khí thương mang. Rất là phong mang. Một luồng sợi lớn chừng ngón cái diễm quang như khí lãng vậy, đan vào, quấn tại nơi 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí chu vi, phát sinh nóng, rừng rực khí tức, khiến quanh mình không khí thậm chí đều bỗng nhiên lay động. Hiện ra một luồng sợi khói xanh. Mà cái này, cũng là Trần Phi cho tới bây giờ hỏa lực lớn nhất toàn bộ khai hỏa. 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí chung vào một chỗ, đủ để khiến tiên thiên sơ kỳ tầng thứ tột cùng cường giả đều kiêng kỵ. Bởi vậy cũng hiển nhiên, đây là Trần Phi nói ra trước lần nói lớn nhất dựa. Đối mặt chính là một vị S cấp dị năng giả, hắn cũng quả thực có một ít thực lực chống đỡ, không phải nói ta cuồng vọng tự đại. Hối hận, ta chưa bao giờ hối hận, bởi vì ngày hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, ngu xuẩn người Đông Phương. Thế mà mặc dù là đang đối mặt như vậy một loại tràng cảnh, tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong ma pháp sư đại nhân Amodic cũng còn là vẻ mặt âm trầm theo. Giọng nói tràn đầy băng lãnh cùng tàn nhẫn. Rất hiển nhiên ở triệt để xé rách ra mặt sau, hắn cũng lười làm gì nữa suy yếu và ngụy trang. Bọn hắn bây giờ song phương đã đạt đến không chết không thôi mức, hắn tự nhiên sẽ không ở trên miệng chịu thua. Chớ nói chi là, hắn cũng không phải thật chính đối với mình không có tin tưởng. Giống,
theo sát mà chỉ thấy hắn phát sinh một tiếng gào thét, cư nhiên triệu hồi ra một đạo phong nhận ở bản thân ngón tay cái cùng ngón trỏ gian riêng phần mình cắt một chút, theo sát mà liền có hai giọt tràn ngập tia sáng máu nhỏ, rơi vào rồi đang ở hắn tiếp thu triệu hoán phong hệ ma pháp phong thần trường mâu. Mà cũng chính là trong nháy mắt đó, làm tràn ngập quang thải máu chậm rãi tích lạc, chính cuồng bạo phong hệ ma pháp là tốt rồi tự giống như điện giật điên cuồng run lên, chán thả ra lực lượng ít nói nếu so với trước cường đại rồi gấp đôi. Cái này, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi cũng không nhịn được hơi mị lên một ít mắt. Bởi vì hắn cư nhiên mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm. Ngu xuẩn người Đông Phương, chịu chết đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà tự sau đó một khắc, Amodic đã rồi hét giận dữ lên, sau đó bỗng thật nhanh kết xuất một đạo ma pháp ấn ký, chợt mạnh vung, không khí run lên, tràn ngập đáng sợ phong hệ nguyên tố trường mâu đã hướng về Trần Phi xuyên thủng mà đến, nhấc lên một mảnh gào thét gió xoáy. Tại nơi trong gió lốc, một luồng sợi phong nhận lóng lánh chói mắt sắc bén quang mang, là tốt rồi tự có thể cắt kim loại không khí vậy. Không gì sánh được làm cho. Tốc độ thật nhanh. Mà ở nhìn thấy giống như phong bạo vậy cường thế trường mâu hướng về bản thân xuyên thủng mà đến, Trần Phi phảng phất là lại gặp được đương sơ cùng lão Benson giao thủ một màn, một cái tốc độ nhanh đến khó có thể tin ma pháp đánh vào trên người của hắn. Tựu như cùng lúc đầu vậy. Làm phương Tây dị năng trong tốc độ kinh khủng nhất nguyên tố tồn tại, quả thật làm cho người từ trong lòng cảm thấy tim đập nhanh. U long, kèm theo khủng bố cũng đang gào thét cuồng phong bay nhanh, phong thần trường mâu từ trên trời giáng xuống. Lấy một loại bẻ gãy nghiền nát thực lực trong chớp mắt xuyên qua mấy chục thước cự ly, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Xì. Nhất thời liền có một tảng lớn lạnh thấu xương tới cực điểm cuồng phong phong nhận hóa thành sóng chiều, dường như bão tố vậy phóng lên cao, sau đó bộc phát ra. Một màn này khiến này may mắn còn sống sót non nửa bộ phận tinh hồng chi nha sát thủ con ngươi co rụt lại, thần sắc run rẩy. Không hổ là tôn kính ma pháp sư đại nhân. Cái này thực sự chân thực quá mạnh mẽ. Cư nhiên không biết tránh né cùng phòng ngự, thực sự là ngu xuẩn người Đông Phương, người nghĩ rằng ta cái này một cái phong thần trường mâu là đùa giỡn sao. Mà ở nhìn thấy Trần Phi chỗ ở khu vực bất ngờ đã bị tuôn ra vậy ma pháp phong nhận bão tố bao phủ, Amodic cũng không nhìn được nữa phát sinh dữ tợn tiếng cười, sắc mặt chẳng đáng. Phải biết rằng hắn thế nhưng hung danh truyền tiếng vang thế giới tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong. S cấp phong hệ dị năng giả, những năm gần đây, thì có ai dám khinh thường hắn Amodic? Đừng nói trong mắt hắn, Trần Phi thực lực sợ rằng tối đa tự so với hắn cường ra một đường, thế mà coi như là này so với hắn cường ra người nhiều hơn, dám can đảm bỏ qua Amodic, sau cùng đều là bỏ ra máu vậy đại giới. Dù sao phải biết rằng hắn thế nhưng sát thủ, rất rõ ràng cũng rất am hiểu thế nào đi giết người. Tựu như cùng hiện tại vậy. Rất hiển nhiên. Nuốt xuống hắn thấy, cái này ngu xuẩn người Đông Phương rõ ràng cho thấy tự nhận là thực lực xuất chúng, vì vậy thậm chí ngay cả lấm tấm tránh né hoặc phòng ngự tư thái cũng còn không kéo được và thể hiện đến, cũng đã bị hắn có 102 thế giới tối phong hệ ma pháp cấp tốc bao phủ. Mà cái này, cũng đem nhượng hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hoa lạp lạp, phong hệ ma pháp, bụi gai cắt kim loại tù lung. Nghĩ đến đây, Amodic liền càng nhìn không được giữ tợn thanh kịch liệt. Thậm chí lại lần thứ hai triệu hoán ra một đạo khủng bố tới A cộng cấp bậc phong hệ hoàn cảnh ma pháp, đem Trần Phi chỗ tại nơi khu vực triệt để bao phủ. Phong hệ A cộng cấp hoàn cảnh ma pháp, bụi gai cắt kim loại bao phủ, còn đây là so với gió thần trường mâu, phong long răng cường hãn hơn ma pháp, bởi vì nó có thể cải biến hoàn cảnh. Mà cái này, cũng là ma pháp nghĩa sâu xa trong tối cao nguyên tắc. U long. Mà tự sau đó một khắc kinh khủng kia nguyên tố hoàn cảnh ma pháp đã triệt để bộc phát ra, đem Trần Phi chỗ ở một mảnh kia khu vực bao phủ, thậm chí ngay cả thiên dưới lòng đất không khí, đều mơ hồ trở nên chân không lên, bởi vì hoàn toàn bị hút ra, vẻn vẹn có đáng sợ phong hệ ma pháp đang ở tàn sát bừa bãi tất cả. Thế mà, ở nhìn thấy một màn này, Amodic lại đột nhiên không hiểu trên mặt nụ cười dữ tợn có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được không đúng, cái này vị miễn. Có chút quá thuận lợi, không phải sao? Đáng chết, cái này đến tột cùng. Hắn nhịn không được hơi biến sắc mặt, phất tay đem trong thiên địa chính tứ ngược khủng bố nguyên tố từ từ bị xua tan mở, lại phát hiện một mảnh kia khu vực chính như trong lòng hắn nếu sợ bất an như vậy. Lại hoàn toàn không có bất cứ người nào cái bóng, chính còn dư lại chật vật tất cả, ở thật sâu đau đớn theo trái tim của hắn cùng con ngươi.
Người đâu, người ở đây đùa giỡn ta. Ermodic nhìn không được phát sinh một tiếng giống, trên mặt thần sắc có vẻ cực kỳ âm trầm cùng sẳng giọng. Như vậy cũng tốt, giống như hắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực thi triển ra thủ đoạn, nhưng thật giống như toàn bộ hủy diệt ở tại không khí trên. Cái loại này cảm giác vô lực, cái loại này cảm giác trống rỗng, quả thực đủ để cho tâm linh của người ta tan vỡ, cũng đủ để cho người cảm giác được mạc đại khuất nhục. Dù sao, như vậy hắn hãy cùng vở hài kịch vậy buồn cười, không phải sao? Đùa giỡn ngươi, ngươi muốn nghĩ như vậy kỳ thực cũng không sai. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở cách đó không xa một khối một người cao cự thạch trên. Mặt của hắn bàng trên, mang theo lau một cái tự tiếu phi tiếu thần sắc. Giảng đạo lý, đối phương chiêu thức ấy quả thực rất mạnh, nếu là hắn mới vừa rồi bị liên lụy đến trong đó nói, mặc dù bất tử phỏng chừng cũng phải nửa tàn tật, không có nửa điểm chỗ trống. Thế mà hiện thực giống như cái này tàn khốc, không bất luận cái gì giả thiết. Hắn ở đối phương một bộ này liên hoàn thế tiến công bạo phát tiền đề trước bước ra đi ra, bình yên vô sự, cái này đã định trước đối phương vừa rồi tất cả, toàn bộ, cũng chỉ có thể xem như là cái vở hài kịch, không cách nào cãi lại. Người đã đều cho ta dâng lên như vậy đặc sắc đại lễ, nếu không phải có qua có lại hồi báo ngươi một chút, chẳng phải là có vẻ chúng ta người Hoa vô lễ. Trần Phi như vậy nỉ non, chợt khóe miệng hơi cong lại, vươn tay, đánh một cái búng tay. Oanh! Mà đang ở thanh thúy hưởng chỉ tiếng vang triệt đang lúc mọi người bên tai lúc, tại nơi cự ly Trần Phi cách đó không xa Ermodic, lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn dưới chân chỗ khu vực, bất ngờ không biết khi nào không ngờ bị một quyền xích hồng sắc hỏa diễm họa thành vòng tròn, bao phủ cùng một chỗ, phong bế. Mà đang ở ngọn lửa kia vòng tròn bao phủ vòng tròn chu vi, một thanh chuôi cánh tay vậy kích thước phẩm chất tam dương chân hỏa kiếm khí như định hải thần châm vậy, chặt chẽ định ở chung quanh, khiến Ermodic càng mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu xuống, già nua thân thể điên cuồng run run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi quả thực nếu so với ta trong tưởng tượng cường một điểm, vì vậy, cho ngươi nhiều nhìn ta một chút con bài chưa lật. Trần Phi vươn tay đếm định ở hỏa diễm vòng tròn chung quanh tam dương chân hỏa kiếm khí, bất ngờ, cư nhiên, lại đếm tới thứ 6 chuôi, chợt híp mắt vi vi nở nụ cười. 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí, lại còn không phải của hắn cực hạn. Ngươi, phong ma pháp, phong thần thủ hộ. Mà ở nhìn thấy một màn này, cảm giác được chu vi trước mặt nhào tới nóng, làm cho nhiệt lượng, Ermodic nhìn không được già nua, chậm chạp tâm tạng đều điên cuồng loạn động lên. Sau một khắc, từ trong cơ thể hắn hiện ra cuồng bạo phong hệ nguyên tố, khi hắn sắc mặt âm trầm trong ngưng tụ ra bản thân cường đại nhất thủ hộ ma pháp, sau đó lại thấy hắn vung tay lên, các loại phong hệ nguyên tố mãnh liệt năng lượng bị gọi ra, hướng về chu vi xích sắc diễm quang điên cuồng cọ rửa đi, kỳ vọng mở một cái chỗ hổng, có thể thoát đi. Muốn chạy, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Thế mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lại không tự chủ được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Chợt chỉ thấy hắn bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, lau một cái màu sắc trang nhã bạo phát, sẽ ở đó Ermodic con người co rút lại gian, 6 chuôi huyền phù ở giữa không trung tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ biến thành hừng hực thiêu đốt sóng chiều, hướng về hắn mãnh liệt tịch quyển đi, tràn đầy đếm không hết thật nhỏ kiếm khí mũi kiếm, phong mang tới cực điểm. T. Mà ở làm ở đây một số ít may mắn còn sống sót tinh hồng chi nha sát thủ, nhìn thấy một màn này sau, mỗi một người đều nhìn không được sắc mặt tái nhợt, cũng hít một hơi khí lạnh khí đến. Dù sao tuy rằng trong đó trong lòng bọn họ cũng có chuẩn bị, nhưng bây giờ, Trần Phi biểu hiện ra thủ đoạn, nhưng vẫn là quá cường thế, quá kinh người. Ngay cả bọn họ tinh hồng chi nha kinh khủng nhất tứ đại vương bài một trong, tôn kính ma pháp Ermodic đại nhân đều bị khóa lại. Luân hãm vào vậy cũng trục xích diễm vòng lẩn quẩn trong, bọn họ há có thể không chấn động, há có thể không kinh hãi. Mà đang ở xích diễm vòng tròn bộc phát ra, mang tất cả sau, 6 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hóa thành cuồn cuộn hừng hực thiêu đốt sóng chiều đã vùi lấp ở tất cả, nóng, sắc bén dọa người. Giống. Mà ở thấy tình cảnh này, Ermodic sốt cục nhìn không được thần sắc hoảng sợ gào thét một tiếng. Chợt từ trong cơ thể hắn hiện lên sử nhất cổ khó có thể tin cường liệt phong bạo lực, cùng với tại nơi trên cổ tay mai phong cách cổ xưa vòng tay, cũng đã phần phật lược hiện ra hơn 10 thành bách đạo mặc lục sắc quang bích, đưa hắn cả người phong tỏa lên, tạo thành song trọng phòng ngự. Rất hiển nhiên đồ chơi này không phải là cái khác, chính là phương Tây dị năng giả thế giới tiếng tăm lừng lẫy ma pháp đạo cụ.
cũng chỉ có S cấp bậc trở lên dị năng giả cường giả mới có tư cách chế tạo ra, vô luận là uy lực hay là giá trị, cũng không có so với kinh người. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Thương, thương, thương. Thế mà Trần Phi Sở thi triển ra chiêu thức ấy thế tiến công, nhưng vẫn là vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người. Bởi vì, sẽ ở đó dường như sóng chiều vậy xích diễm mãnh liệt trùng kích tại nơi quang bích trên, chỉ thấy người sau nhất thời ngay tức khắc đã bị kinh khủng kiếm khí tiêu ma, ma diệt lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên bạc nhược, cuối cùng nghiền nát ra. Răng rắc. Mà Ermodic trên cổ tay phong cách cổ xưa thủ trạc cũng trong nháy mắt nổ tung ra, đưa hắn giả nua, tay khô héo cánh tay xé rách huyết nhục không rõ, tiên máu chảy đầm đìa. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, kinh khủng nhất là dư lực còn tiếp tục trùng kích về phía trước, hung hăng bao phủ tại nơi Ermodic thi triển cuối cùng một tầng phòng hộ phong thần thủ hộ trên. Nhất thời khu vực truyền đến làm người ta hàm răng mệt mỏi tan dã thanh, cùng với kèm theo đỏ đậm cùng phong màu sắc quang vụ mọc lên. Cũng có một đạo kêu thảm thiết không cách nào kiềm chế theo xuất hiện. T. Ermodic lúc này cả người sắc mặt cũng thay đổi, khuyết thiếu huyết sắc cùng với điên cuồng lay động. Bởi vì hắn giờ này khắc này đã chật vật tới cực điểm, vô luận là đeo phong cách cổ xưa thủ hoàn cánh tay kia thiếu chút nữa bị phế rơi, huyết nhục không rõ, hay là trước ngực cùng với bên hông hoàn toàn bị vỡ ra tới quần áo, để lộ ra trong đó sâu thấy tới xương thương tổn, cũng làm cho hắn sáng loáng làm cho một loại trọng thương cảm giác. Mà sự thực cũng là như thế này. Nếu không phải là bởi vì thực lực của hắn đủ cường, cùng với phản ứng cũng đủ cấp tốc, đem chính hắn cường đại nhất hai đại thủ hộ con bài chưa lật đều hiển lộ ra, hắn giờ phút này, sợ rằng có thể hay không còn giống như vậy đứng, đều là cái vấn đề. Mà ở nhìn thấy một màn này, này còn sót lại xuống tinh hồng chi nha nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Lần thứ hai nhìn phía đạo kia đông phương tuổi còn trẻ mặt ánh mắt, không khỏi tràn đầy nồng nặc rung động cùng sợ hãi. Không có biện pháp, dù sao phải biết rằng đây chính là bọn họ tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong ma pháp sư Ermodic đại nhân A. Coi như là tại nơi tứ đại vương bài danh sách nội, cũng có thể vững vàng thực lực đứng hàng trước ba nhóm, mà bây giờ, ai cũng không nghĩ ra, hắn vốn là dẫn đầu cường thế xuất thủ, lại dường như vở hài kịch vậy vồ hụt không nói, còn bị đối phương gần hơn, chăng giống nhau thủ đoạn liên lụy trở về. Hiện tại chỉ là nhìn hắn thân thương, cũng đã đủ dọa người. Chớ nói chi là cái này trong còn có càng sâu tầng thứ hàm nghĩa. Bọn họ tinh hồng chi nha, lúc nào luân lạc tới bị người khiêu khích đến loại trình độ này phân thượng. Đây quả thực, làm cho khó có thể tiếp thu. Ngươi, mà ở bị thương nặng sau, Ermodic nhìn không được dùng một loại tái nhợt, âm trầm tới cực điểm thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tiếp thu, bản thân cư nhiên bị bại như vậy triệt để, bị bại như vậy sỉ nhục, thật giống như vở hài kịch vậy. Có thể liên chính hắn đều cảm giác mình như là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, hắn lại không phải không thừa nhận, ở trước mắt hắn cái này ngu xuẩn người Đông Phương, quả thực rất mạnh, cường đến liên hắn Ermodic đều có tuyệt vọng. Trách không được lão con rơi sẽ chết ở trên tay hắn, bởi vì, thực lực quả thực kém quá rõ ràng. Có thể mặc dù là trong lòng đã có loại này phán đoán cùng tuyệt vọng, hắn Ermodic trên mặt âm trầm cùng âm ngoan lại không giảm chút nào, trái lại càng sâu hơn. Đúng vậy. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng tinh hồng chi nha, thế giới hắc ám sát thủ lĩnh vực bài danh đệ tứ tổ chức, hạng uy phong, hạng hung danh. Lúc nào luân lạc tới bị người khiêu khích đến loại trình độ này phân thượng. Hơn nữa chớ nói chi là, bọn họ tinh hồng chi nha không có thể như vậy chỉ có hắn Ermodic một cái. Vô luận là hắc phu tộc lão gia hỏa kia hay hoặc là đao phong xét các hạ, đều so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn phảng phất là lại có mấy phần lo lắng. Nhãn thần càng thêm âm ngoan nhìn phía Trần Phi liếc mắt, còn người âm xâm xâm. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải đem Trần Phi tiếp tục ngăn ở cái này. Chờ đao phong xét các hạ tự mình đến. Đến lúc đó, hết thảy đều đem triệt để kết thúc. Đúng vậy, triệt để kết thúc. Xé kéo. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn đem mình đã y phục rách dưới ngăn, lộ ra trong đó thoạt nhìn tuy rằng khô nhưng dị thường quỷ dị gầy yếu thân thể, bởi vì sẽ ở đó mặt trên. Bất ngờ rậm rạp vẻ đếm không hết ma pháp ký hiệu, sau đó bị hắn dùng trên tay mặt này ám hồng sắc máu sức một chút, trong nháy mắt, những ma pháp kia ký hiệu cư nhiên quang sáng lên, phóng ra chói tai nguyên tố quang mang. Ong ong, chói mắt nguyên tố quang hoa cùng với ám hồng sắc máu nhan sắc hòa lẫn cùng một chỗ, tạo thành một loại làm người ta khó có thể tin khủng bố khí tức, rất là sành sạch, đương nhiên cũng là cuồng bạo,
tựu như cùng chân chính bão tố đã tới cực kỳ. Mọi người bên tai bất ngờ phảng phất nghe được một tiếng phong cự nhân đang gầm thét. Tựu dưới tình huống như vậy, Emodic Hack hai mắt đỏ như máu, bất ngờ gào thét một tiếng, làm cho kinh hãi một màn xuất hiện. Rậm rạp chằng chịt nguyên tố quang mang dường như triều tịch vậy nùng rúc vào một chỗ, dũng mãnh vào lòng bàn tay của hắn. Cũng có thể chính là bởi vì như vậy, Emodic đã bị thương nặng giả yếu thân thể tựa hồ có chút không chịu nổi. Mạnh một tảng lớn huyết vũ nổ ra. S cấp phong hệ ma pháp, phong cự nhân, thế mà bao phủ tại nơi phiến huyết vụ dưới gương mặt già nua kia khuôn mặt dữ tợn, lại dường như đã vặn vẹo vậy, tràn đầy nồng nặc sát khí gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau đó một đạo âm trầm tiếng gào thét rung động ở đây tất cả mọi người màng tai. Giống. Nhất thời một cái ít nói đều biết thước cao phong nguyên tố cự nhân dường như thần linh vậy, dắt cuốn khó có thể tin phong bạo long quyển xuất hiện ở trước mắt mọi người, phát sinh ngửa mặt lên trời giống. Nó quả đấm ít nói có thất lớn như vậy, tràn ngập khiến da đầu tê dại đếm không hết phong lưỡi dao sắc bén, thân thể của nó ít nói cũng có trong truyền thuyết khủng long vậy thật lớn, tầm thường gấu to, hà mã cái gì, ở trước mặt nó đều có vẻ có chút bỏ túi. Mà đáng sợ nhất còn là nó cặp mắt kia, băng lãnh. Vô tình, hoàn toàn không có tâm tình ba động, thế mà lại có một loại làm người ta sợ nguyên thủy cuồng bạo, cùng với tàn nhẫn. U long. Phong cự nhân sở đứng yên khu vực nhất thời hiện ra đinh tai nhức óc phong bạo tuôn ra thanh, cũng khiến Emodic vặn vẹo trên khuôn mặt già nua hiện ra sướng thoải mái đắc ý cảm. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên tùy ý hắn triệu hoán ra hắn cái này cường đại nhất phong ma pháp, S cấp phong cự nhân. Điều này làm cho hắn thấy được đủ để hủy diệt cái này ngu xuẩn người Đông Phương hy vọng. Vì mọi người đều biết, dị năng giả ma pháp sư lớn nhất khuyết điểm chính là ma pháp, bởi vì cần thời gian đến thi triển. Mà trong khoảng thời gian này đã đủ để cho địch nhân của bọn họ, làm rất nhiều chuyện này. Thế mà bọn họ cường đại nhất ưu thế giờ cũng là ma pháp, bởi vì thứ nhất sáng thi triển ra, liền hoàn toàn bẻ gãy nghiền nát, coi như là so với bọn hắn cường cấp một cường giả cũng không dám khinh thường. Mà bây giờ, đối phương cái kia ngu xuẩn người Đông Phương lại phạm vào như vậy chí mạng sai lầm. Thực sự là thượng đế phù hộ a. Lúc này đây... Ta xem ngươi đến tột cùng vẫn có thể lấy cái gì đến chống lại. Nghĩ đến đây, dù là Emodic tái nhợt, âm trầm nét mặt già nua, lúc này đã bị chật vật cùng tiên huyết hiện đầy, sau một khắc, nhưng vẫn là không khỏi lộ ra một tia trào phúng cộng thêm miệt thị vậy dáng tươi cười. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, sau đó giơ tay lên hơi dơ dơ. Giống. Nhất thời phong cự nhân sở đứng yên khu vực nhất thời liên không khí chính là chấn động lên. Vô số phong lưỡi dao sắc bén hướng về Trần Phi mang tất cả đi. Càng đáng sợ là phong cự nhân, cư nhiên cũng động, tốc độ mẫn tiệp, nhanh đến cực điểm, một tối thiểu có thất lớn nhỏ quả đấm trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phi trên đầu, điên cuồng sa xuống. Nhất thời một màn này khiến này tiểu bộ phân còn sót lại tinh hồng chi nha sát nhân, nhịn không được đôi mắt co rụt lại, chợt một đám sắc mặt đều lộ ra vặn vẹo vậy cười ha hả. Ngu xuẩn người Đông Phương. Cư nhiên mưu toàn dám đến khiêu khích chúng ta tinh hồng chi nha uy nghiêm. Đi tìm chết đi, Nga, thượng đế có lẽ sẽ rất thích người loại này không biết tự lượng sức mình Đông Phương ra hỏa, ha ha. Hình ý quyền hổ hình, hổ bào. Có thể tiếp bọn họ màng tai lại phảng phất bị đánh rách tả tơi vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét, đột ngột nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất, làm ra giống trạng thái. Sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Quả đấm của hắn bất ngờ cùng từ thiên mà rơi cự nhân quyền hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra làm người ta khó có thể tin chấn động sóng xung kích. Phanh! Phốc suy! Nhất thời vô luận là Trần Phi hay hoặc là phong cự nhân đều tốt giống như gặp thật lớn trùng kích, thân thể mãnh liệt run rẩy bay ra về phía sau đi. Mà ở quá trình này ở giữa Emodic còn nhìn không được thần sắc kinh hãi hộc ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên càng chật vật lên. Sao, sao, làm sao có thể? Hắn cư nhiên có thể bằng vào thân thể cùng phong cự nhân chống lại một quyền. Thế mà hắn lúc này cũng không hạ để ý tới nhiều như vậy, mà là nhìn không được sắc mặt hoảng sợ nỉ non. Bởi vì phải biết đây chính là S cấp phong ma pháp phong cự nhân A. Cái loại này quái vật thân thể mặc dù là dùng sức mạnh hãn đến giận sôi để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Nhưng bây giờ, một người bình thường lại cư nhiên có thể mặt đối mặt, cùng với chính diện thân thể đúng vừa.
Cái này quá ma đến tột cùng là quái vật gì? Làm sao có thể như vậy thay đổi tai? Ngay cả hắn Ermodic còn như vậy, ở đây cái khác này tiểu bộ phân sống sót tinh hồng chi nha sát thủ càng sợ ngây người. Trên mặt sợ hãi ở chấn động hoàn toàn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thể nói ngay cả nằm mơ, sợ rằng đều chưa từng như cái này thái quá quá. Tí tách, tí tách. Thế mà tuy nói mọi người tại đây vô luận là này còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ, hay là S cấp phong hệ dị năng giả Ermodic, đều bị Trần Phi cái này cương mãnh một tay chấn động đến khó có thể tin, thiếu chút nữa sợ tiểu, nhưng mà chính nàng lúc này lại nhìn không được hơi hơi hí mắt, ta nhìn lướt qua quyền trưởng gian chậm rãi tích lạc giọt máu, con người hàn mang lóe ra. Không hổ là trong truyền thuyết S cấp bậc ma pháp, cũng có đủ mạnh. Hắn như vậy nỉ non, chợt nhếch miệng cười, lau một cái cường liệt vả lại ngoan lệ ánh mắt trong nháy mắt dâng lên. Sau đó chỉ thấy chung quanh thân thể hắn bỗng nhiên xoay quanh ra một luồng sợi tinh mịn xích diễm vầng sáng, hai tay rồi đột nhiên kết ấn, mà theo hắn ấn pháp biến ảo, một luồng xà hình thái hỏa diễm khí lưu nhất thời trườn xoay đi ra. Hiển nhiên, đây chính là người tu chân thủ đoạn. Trần Phi liếc mắt một cái nóng, tràn đầy cực nóng hơi thở xà hình thái hỏa diễm khí lưu, nhất thời lần thứ hai biến hóa trong tay ấn quyết, nhất thời con rắn kia hình thái khí lưu gào thét một tiếng, trở nên rất sống động lên. Đồng thời bao phủ ở nó toàn thân lân phiến hoàn hảo tự kiếm khí vậy, từng cổ một sắc bén khí tức cũng dựng thẳng lên đến, dị thường chói mắt. Đáng chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi có cơ hội động thủ. Mà ở thấy tình cảnh này, Ermodic nhìn không được bỗng nhiên biến sắc, chợt đưa tay ở giữa không trung thần tốc khắc ra mấy đạo ma pháp ấn ký, thậm chí lần thứ hai cắn bể ngón tay, tích lạc dưới máu của mình, đánh ra ngoài, hướng về phong cự nhân khu vực nòng cốt. Giống. Nhất thời một đinh tai nhức óc cự nhân giống xé rách lên, khắp bầu trời cũng tràn ngập khởi khiến người ra đầu tê dại phong bạo, bẻ gãy nghiền nát, khí thế làm cho, toàn bộ thân thể cao lớn hướng về Trần Phi mang tất cả đi. Ngay tại lúc cái này trong sát na, Ermodic lại bỗng nhiên không hiểu cảm giác hết hồn lên, một đôi khàn khàn, âm trầm con ngươi nhìn không được trong nháy mắt hướng phía khu vực quét tới. Chỉ thấy sẽ ở đó phong cự nhân phát động lực lượng hủy diệt, mang tất cả bao phủ tất cả lúc. Một khiến người không thể xem nhẹ phong mang cùng cực nóng, lại bỗng gian dường như hỏa sơn vậy một chút xíu nổi lên lên. Đáng chết, đây tột cùng là cái gì? Mà ở cảm thụ được cái loại này lực lượng, Ermodic trên khuôn mặt già nua biểu tình từ từ hoảng loạn lên, thậm chí có chút không dám tin về phía sau rút lui. Bởi vì hắn tuy rằng bị thương, nhưng ngũ giác, nhận biết lực vẫn còn ở, vì vậy có thể thật sâu cảm giác được. Lúc này tiềm tàng ở phong bạo dưới năng lượng, thực sự thật giống như gần núi lửa bộc phát vậy, làm người sợ hãi, khiến da đầu tê dại. Ừ, mà tự sau đó một khắc, hắn bất ngờ cảm giác được cổ phong mang, nóng khí tức chợt biến đổi, theo sát mà ngay hắn cặp kia từ từ có chút co rút lại con ngươi nhìn soi mói, hắn sở triệu hồi ra tới phong cự nhân thân thể cao lớn một chỗ, nhưng lại không có so với đột ngột bị đột nhiên đỉnh ra một cái bén nhọn giờ. Theo sát mà... Cũng không để bụng trên mặt hắn thần sắc đến tột cùng kinh hãi đến trình độ nào, lau một cái nóng, sắc bén xích hồng sắc khí tức, tự một nhô ra đốt, bất ngờ chân chính như núi lửa bộc phát vậy vỡ ra đến. Phong cự nhân thân thể cao lớn nhất thời bị hủy diệt ra một cái cực đại nguyên tố lỗ lớn, thậm chí trong sát na bên thân thể đều thay đổi tan rã, một đầu diễm xà xuất hiện trong tầm mắt mọi người nổi. Hoàn toàn là từ hỏa diễm ngưng tụ thành diễm xà bạo phát ra một đạo làm người ta màng tai tạc liệt tiếng ngựa hí, nhất thời thân thể của nó bắt đầu càng đổi càng lớn, thậm chí sau đó còn hé miệng, một ngụm đem chỉ còn lại có nửa người phong cự nhân đều nuốt vào. Trong sát na, toàn bộ không khí chung quanh đều có vẻ nóng không gì sánh được, mạo hiểm khói xanh. Phong cự nhân, trực tiếp vào thời khắc này phát ra khô ráo tiếng gào thét. Sau đó chỉ nghe được một tiếng ù ù long nổ. Khổng lồ kia nguyên tố thân thể liền trực tiếp ầm ầm sụp đổ, mà thanh âm kia rơi xuống Ermodic sắc mặt tái nhợt già nua trong con ngươi, trực tiếp làm hắn nhịn không được cả người run, da mặt tử điên cuồng lay động. Làm sao có thể, Ermodic nhãn thần hoảng sợ, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, bản thân cư nhiên thực sự thất bại, ngay cả đã thành công triệu hồi ra S cấp phong hệ ma pháp phong cự nhân, đều không làm nên chuyện gì. Mà này tiểu bộ phân còn sót lại tinh hồng chi nha sát thủ nhìn thấy một màn này, càng há to miệng, thần sắc ngơ ngác. Ai cũng không nghĩ tới, đây chính là tôn kính ma pháp sư Ermodic đại nhân tối dẫn cho rằng dựa vào S cấp ma pháp A. Lại cư nhiên bị bại như vậy triệt để.
đến tột cùng là vật gì. Ở khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn phía lúc này giữa không trung chính đã giành lấy phong cự nhân vị trí, trườn xoay quanh ở nơi này con ngươi xâm xâm hỏa diễm xả thời gian, lại cũng không nhịn được cột sống hàn khí cọ 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 xông ra. Không chỉ là bởi vì âm xâm xâm con ngươi, càng là bởi vì lực lượng kinh khủng kia, liền phong cự nhân đều nuốt. T. Có thể vào thời khắc này, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt tóc gáy dựng lên chính là, xoay quanh ở giữa không trung diễm xà lại đột nhiên lại lần thứ hai gào thét một tiếng, thân thể cao lớn chợt thu nhỏ lại, gia tốc, sau đó lại lấy một loại tốc độ đáng sợ lược đi qua, mang theo chói tai âm bạo, nhắm thẳng vào Hermodic. Ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, ở nhìn thấy đủ để phá hủy hắn cực mạnh dựa phong cự nhân quái vật, cư nhiên hóa thành một đạo nóng diễm quang từ trên bầu trời hướng hắn bôn tập mà đến, Hermodic trong nháy mắt trên mặt thần sắc đều trắng bệch lên, vong hồn tất cả mạo, lại sau đó là nhìn không được thần sắc hốt hoảng thuận phát A cấp phòng ngự ma pháp phong thần thủ hộ. Thế mà hắn loại này cử động lại như là ở làm vô dụng công. Xoẹt phập, chỉ thấy diễm xà phát sinh chói tai âm bạo xuyên thấu giữa không trung tới, cả người trên nhất thời hiện ra đáng sợ kiếm khí, cùng với nóng hỏa diễm. Mấy thứ này bắt đầu điên cuồng hướng về Hermodic trên người phong hệ phòng giữ nguyên tố ăn mòn. Diễm xà càng trương khai bồn máu miệng rộng, từ trên xuống dưới, chuẩn bị đem cắn nuốt hết. Hẳn là, kết thúc, mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi sừng sững ở cách đó không xa khối kia một người cao trên tảng đá lớn, hơi câu dẫn ra khóe miệng không khỏi vô ý thức nỉ non. Đối với loại này trên tay không biết lây dính bao nhiêu tiên huyết sát thủ, hắn cũng không có cái gì tâm không mềm lòng. Sở dĩ sẽ lề mề lâu như vậy, đơn giản chính là vì mau chóng quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Dù sao, từ lần trước Thiên Khuê núi sau đại chiến, hắn coi như là có một đoạn thời gian không cùng người buông ra đến động thủ, còn là sẽ hơi có chút ngượng tay.